Đồng thời, trong lòng Lý Khinh Hồng cũng có nút thắt đối với bà ta lại sợ mẹ của Lý Khinh Hồng, vì vậy sẽ dây sang Lý Khinh Hồng. Tóm lại, cô ta không phải người tốt, trong 5 năm cháu không ở bên cạnh cháu gái lớn đã chịu rất nhiều bức hại, khả năng rất lớn là do Ngụy Thương Kiều kia âm thầm chỉ đạo. Lạc Thanh Thủy nói xong thì liếc nhìn anh đầy thâm ý, quay lại trong nhà. Vương Nhất vẫn đứng tại chỗ, mãi không thể bình tĩnh lại. Anh vẫn nghĩ Vương tộc Yên Đô quá đơn giản rồi, khởi nguồn nguy hiểm nhất không phải là những họ hàng như Lý Tinh Sở, mà tới từ người bên cạnh. Buổi tối hôm đó, Vương Nhất không ngủ được, Lý Khinh Hồng cũng không ngủ được, nhưng cả hai đều không nói chuyện, chỉ ôm chặt lẫn nhau, dùng độ ấm của cơ thể mình sưởi ấm cho đối phương. Cùng lúc đó, Vương tộc Yên Đô, nhà họ Tần. Đêm đã khuya, nhưng trong phòng khách của một ngôi biệt thự vẫn sáng đèn. Một đám người ngồi ở trong, chính là ba con Lý Tinh Sở, Lý Phan ban ngày nến kế hoạch bắt cóc Lý Khinh Hồng. Sắc mặt của bọn họ u ám, nhìn sang một thanh niên mặc đồ đen ngồi ở phía trên. Gương mặt của anh ta tuấn tú, đôi mắt hẹp dài, làn da còn có một loại tái nhợt của bệnh tật, đó là kết quả ở trong nhà thời gian quá dài, không để ánh nắng chiếu vào. Điều càng khiến người ta khác nhiên, một chân của anh ta, vậy mà là què, giống như bị ai đó đánh gãy. Là đối tượng tái giá mà gia tộc sắp xếp sẵn cho Lý Khinh Hồng, Tần Hồng Long của nhà họ Tần. Anh ta uống một ngụm trà trong ly, sau đó bình tĩnh mở miệng, ý của hai người là Lý Khinh Hồng không tái giá được, không thể gả cho tôi đúng chứ. Ánh mắt của Lý Tinh Sở hơi tối đi, thần sắc của Lý Phan lại trở nên lo lắng. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy trong đôi mắt hẹp dài đầy lạnh lẽo của Tần Hồng Long vụt qua tia sắc lạnh, rõ ràng kết quả này không thể khiến anh ta hài lòng. Cậu Tần, không phải chúng tôi không muốn gả, mà là chồng của cô ta quá mạnh, hơn nữa tiện nhân đó cũng rất trinh liệt, vậy mà dùng cái chết để ép. Lý Phan vội vàng giải thích. Không cần nói nữa. Lãnh Nhan lại khoát tay, sắc mặt âm trầm, thất bại là thất bại, nếu Lý Khinh Hồng đã không thể gả cho tôi, hợp tác của chúng ta kết thúc tại đây, vị trí gia chủ đời tiếp theo, các người đi tranh đoạt đi. Lý Phan nghe vậy, lập tức thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của Lý Tinh Sở càng âm trầm. Anh ta là nam đinh xuất sắc duy nhất của thế hệ thứ ba của nhà họ Lý, nhưng lại không có được sự yêu quý của Lý Thế Nhân, trong mắt ông ta chỉ có hai cô con gái. Lý Tuyết Nhi còn trẻ, không thể làm nên chuyện gì, người duy nhất phải lo lắng chính là Lý Khinh Hồng, vậy nên anh ta mới muốn ép Lý Khinh Hồng tái giá. Nhưng bây giờ đã mất đi sự ủng hộ của nhà họ Tần, dựa vào anh ta căn bản không thể lay động được địa vị của Lý Khinh Hồng ở nhà họ Lý. Hồng Long, tôi biết chúng tôi luôn không đối phó, nhưng vì vị trí gia chủ, tôi thật sự cần sự giúp đỡ của anh. Lý Tinh Sở trầm giọng nói, coi như trao đổi, sau này khi anh cạnh tranh vị trí trong gia tộc, tôi cũng sẽ dốc hết sức. Ha ha, anh cảm thấy tôi còn có năng lực cạnh tranh vị trí gia chủ ư. Tần Hồng Long sờ vào cái chân bị gãy của tôi, cười tự giễu, nhưng rất nhanh anh ta lại nói, muốn tôi giúp anh cũng không phải không được, nhưng tôi muốn có được Lý Khinh Hồng. Cái khác tôi đều không cần. Lý Tinh Sở đồng ý không chút do dự, chỉ cần anh có cách, tôi nhất định tặng cô ta cho anh. Tần Hồng Long cười ha hả, cách ấy à, có rất nhiều, chẳng qua chỉ là khiến Vương Nhất biến mất khỏi thế gian này mà thôi, cứ để tôi lo. Tiễn ba con Lý Tinh Sở rời đi, Tần Hồng Long sờ cái chân bị gãy của mình, thần sắc phức tạp. 5 năm rồi, thời gian thật nhanh. Ngay sau đó, biểu cảm của anh ta đột nhiên trở nên vặn vẹo. Vương Nhất, cuối cùng đợi được anh tới Yên Kinh rồi, thù của năm đó, tôi sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần. Vợ của anh, chỉ là bước đầu tiên. Ngày hôm sau, Vương Nhất thức dậy sớm, kinh ngạc phát hiện, Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam dậy còn sớm hơn, không khỏi ngạc nhiên hỏi, sao lại dậy sớm như vậy? Trên mặt Lý Khinh Hồng không có bất cứ nụ cười nào, Tử Lam lạ giường, tỉnh giấc từ rất sớm, em cũng vậy. Tim của Vương Nhất rung lên, không nói bất cứ điều gì. Bữa cơm tối qua, người không vui nhất chính là Lý Khinh Hồng. Không dễ dàng gì mới hạ quyết tâm làm hòa với gia tộc, vừa tới Yên Kinh, lại bị gia tộc đối xử như vậy, còn ép cô tái giá, đã khiến cô chết tâm, hơn nữa người phụ nữ đó buổi tối cũng có mặt, càng khiến cô mất hứng. Anh đưa hai mẹ con tới khu vui chơi Yên Kinh chơi nhé. Đột nhiên, Vương Nhất mở miệng nói. Lý Khinh Hồng lập tức có vẻ mặt rất ngạc nhiên, trong lúc đang do dự. Vương Tử Lam chạy lại, kích động tới mức cực kỳ thích. Mẹ, con muốn đi khu vui chơi.
Lý Khinh Hồng trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn sang Vương Tử Lam trở nên ôn hòa hơn. Nói ra câu xuất phát từ đáy lòng, Vương Nhất, cảm ơn anh. Cô bỗng nhiên phát hiện, nội tâm vốn như một vùng nước chết, thoáng cái thì có chút ánh sáng. Từ lúc quen biết Vương Nhất đến bây giờ, anh đều luôn tỉ mỉ quan tâm tâm trạng của cô, bất cứ một chút cảm xúc nhỏ gì, cũng không thoát khỏi mắt của anh. Vương Nhất bật cười, anh từng nói, bất cứ chuyện gì, anh đều sẽ đối mặt với em. Em cũng muốn đi. Lý Tuyết Nhi tai thính, vừa nghe sắp đi khu vui chơi thì lon ton chạy tới. Lại bị Lạc Thanh Thủy vỗ đầu, vợ chồng người ta hẹn hò, cái bóng đèn như cháu góp vui cái gì. Lý Tuyết Nhi ôm chán, vẻ mặt bất mãn, cháu cũng muốn đi mà. Lạc Thanh Thủy vui rồi, được, dì út đi cùng với cháu. Lý Tuyết Nhi lập tức mếu mặt, vậy cháu vẫn là ở nhà đi. Cháu có ý gì, dì dung mạo như hoa, còn dám chê gì. Lạc Thanh Thủy lập tức nổi giận, đuổi Lý Tuyết Nhi chạy khắp phòng. Ăn xong bữa sáng, Vương Nhất dẫn Lý Khinh Hồng Vương Tử Lam xuất phát. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, dù sao bữa tiệc diễn ra vào buổi tối, ban ngày chơi chán rồi đi. Vừa tới khu vui chơi, Vương Tử Lam giống như ngựa hoang tuột dây cương, chạy nhanh, Lý Khinh Hồng vẫn không buông, nhìn nhiều trò chơi như vậy mà lắc đầu, Vương Nhất, anh đi cùng với Tử Lam đi. Tuy nhiên, mới vừa nói xong thì bị Vương Nhất bế lên. Lý Khinh Hồng lập tức sửng sốt thốt lên một tiếng, á. Vương Nhất, anh làm cái gì? Có từng nghe một câu, lúc không vui thì phải lớn tiếng, như vậy mọi cảm xúc tiêu cực sẽ tránh xa em. Trên mặt Vương Nhất nở nụ cười chân thành, bế cô vừa đi vừa nói. Nhìn góc nghiêng gương mặt của Vương Nhất, Lý Khinh Hồng lập tức không nói gì nữa, cũng không giãy giụa, để mặc Vương Nhất bế. Dưới sự dẫn dắt của Vương Nhất, Lý Khinh Hồng ngồi lên một chiếc thuyền cướp biển. Ý nghĩa như tên, mới đầu chỉ lắc nhẹ, nhưng biên độ rung lắc sẽ càng lúc càng nhanh, cuối cùng theo phương thẳng đứng. Khách xung quanh không ngừng hét to, duy chỉ có Lý Khinh Hồng, túm chặt tay của Vương Nhất, bị dọa cho mặt mày trắng bệch. Vương Nhất lại nhìn cô, làm giống anh, hét lên. Nói xong thì hét lớn một tiếng. Vợ, anh yêu em. Lý Khinh Hồng lập tức thay đổi sắc mặt, mặt mày đỏ bừng, anh hét linh tinh cái gì. Đến lượt em rồi. Hét xong, Vương Nhất nháy mắt với cô. Lý Khinh Hồng lúc này mới hiểu là đang làm mẫu cho cô, miệng há ra, lại mãi không hét ra được. Vào lúc này, thuyền cướp biển rung lắc kịch liệt. Lý Khinh Hồng không đề phòng, sửng sốt kêu lên, á. Hét xong, bản thân cô cũng sững người. Ánh mắt của Vương Nhất đầy kinh ngạc nhìn cô, Vương Tử Lam cũng cười khanh khách. Lý Khinh Hồng trừng mắt với bọn họ, nhưng hét ra rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Sau đó, bọn họ lại chơi tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ. Gương mặt luôn căng cứng của Lý Khinh Hồng cũng theo đó mà thả lỏng. Chơi hết các trò chơi thì trời đã sắp tối. Chúng ta trở về thôi, Vương Nhất nói. Ừ, Lý Khinh Hồng dắt Vương Tử Lam, vẫn chưa đủ đã mà gật đầu, bỗng gọi, Vương Nhất. Vương Nhất vô thức quay đầu lại, lại phát hiện một bóng hình lao nhanh tới, hôn một cái vào mặt anh. Mắt của Vương Nhất lập tức trợn to, sững sờ nhìn Lý Khinh Hồng. Đồ ngốc, đi thôi. Lý Khinh Hồng hiếm khi cười, bế Vương Tử Lam đi ra khỏi khu vui chơi. Tới đây. Vương Nhất sờ chỗ được hôn, ngây ra rất lâu, mới mỉm cười vui vẻ. Mọi người đau lòng trước sự vô tình của thế đời, sẽ chỉ càng ngày càng gần gũi với sự vật tốt đẹp mang theo sự chân thành. Dựa theo định vị Lý Tuyết Nhi gửi, bọn họ đi tới một ngôi biệt thự ở ngoại ô. Lâu đài bọn họ ở trước đó, tuy được gọi là Vương tộc Yên Đô, nhưng do là nhà tân hôn khi Lý Thế Nhân kết hôn, quá mức nhạy cảm, cũng dần dần bị người ta vứt bỏ. Chị! Xuống xe, Lý Tuyết Nhi vui vẻ chạy tới. Đằng sau, trừ Lý Tinh Sở gặp hôm qua ra, còn có mấy nam nữ khác. Nam thì khoảng 25,30 tuổi, nữ thì khoảng 23,24 tuổi, người nào người nấy đeo vàng đeo bạc, quần áo thương hiệu, tất cả đều là anh chị em của Lý Khinh Hồng. Lúc này, ánh mắt của bọn họ cũng tập trung hết trên ba người Vương Nhất Lý Khinh Hồng, vậy mà có một người bước lên chào hỏi. Vẫn là Lý Khinh Hồng chủ động bước lên, lấy ra quà đã mua hôm qua, đưa cho từng người. Tử Âm, Tiểu Linh, anh Minh Hổ, lâu rồi không gặp, đây là quà em mua cho mọi người. Lâu rồi không gặp. Đám người Lý Tử Âm, Lý Linh, Lý Minh Hổ cười mang tính tượng trưng,
nhận lấy quà mà Lý Khinh Hồng đưa, không có một chút ý cảm ơn. Vương Nhất nhìn thấy, cảm thấy không đáng cho Lý Khinh Hồng. Từ nhiều năm trước Lý Khinh Hồng thoát ly khỏi gia tộc, người vui nhất là bọn họ, 5 năm trước lại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ hận Lý Khinh Hồng không thể sảy thai mà chết. Em giới thiệu cho anh, đây là chồng của em. Nhưng Lý Khinh Hồng không có ý thức được tất cả chuyện này, đang muốn giới thiệu Vương Nhất cho bọn họ. Lý Minh Hổ lại cười nhạt, cười như không cười nói, không cần, nói rồi chúng tôi cũng không nhớ. Nói xong, liếc nhìn với những người đằng sau đó cười ha hả. Ánh mắt của Lý Khinh Hồng ngây ra, sau đó tức đến mức cả người phát run, các người có ý gì? Lời này rõ ràng là đang nói, thân phận của Vương Nhất quá thấp, không xứng để bọn họ ghi nhớ. Có ý gì, Khinh Hồng à, lời này nên là chúng tôi hỏi cô mới đúng. Lý Minh Hổ liếc nhìn Vương Nhất, nói với Lý Khinh Hồng, tên này chính là tên cặn bã 5 năm trước làm cô to bụng, cô không bỏ thai thì thôi đi, còn sinh ra, còn kết hôn với cậu ta, cô cho rằng cậu ta có thể vào được cửa lớn này sao? Gương mặt xinh đẹp đầy lạnh lẽo, hốc mắt lại đỏ hoe, chuyện cô lo lắng vẫn xảy ra. Tôi không có hứng thú biết cậu là ai, nhưng nếu cậu thật sự là yêu Khinh Hồng thì rời xa nó là trưởng công chúa của vương tộc Yên Đô, không phải là người cậu có thể vấy bẩn. Lý Minh Hổ lại nhìn sang Vương Nhất, giọng điệu lạnh lẽo nói. Đúng vậy, chị họ à, gia tộc đã sắp xếp đối tượng kết hôn cho chị rồi, đang ở trong nhà ôn chuyện với cô Thương Kiều, còn không mau đi vào xem thử. Lại một cô gái cao giáo trang điểm cười hi hi nói với Lý Khinh Hồng, chính là một người em họ của Lý Khinh Hồng, Lý Tử Âm. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng cực kỳ khó coi, trong mắt Vương Nhất cũng vụt qua một tia sát khí. Bốp! Tuy nhiên, ngay sau đó, trên mặt Lý Tử Âm bị tát một cái. Tất cả im miệng hết cho tôi, anh rể của tôi mạnh hơn các người gấp 1 vạn lần. Lý Tuyết Nhi lạnh mặt, nhìn tất cả mọi người, ai còn nói xấu anh rể một câu thì chị ta là kết cục. Thấy Lý Tuyết Nhi vậy mà coi cô ta như con gà để giết gà dọa khỉ, Lý Tử Âm mặt mày tức giận, nhưng không dám phát tiết. Đám người Lý Minh Hổ, Lý Linh vậy mà cũng không dám nói chuyện. Trước đây khi đệ nhất mỹ nhân còn ở đây, Lý Khinh Hồng là đệ nhất thiên kim, bây giờ đệ nhất thiên kim đi rồi, Lý Khinh Hồng đi xuống thần đàm, thay vào đó, là con gái út của Lý Thế Nhân, Lý Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, tại sao đánh người? Vào lúc này, trong nhà lại truyền tới một giọng nói tức giận của phụ nữ. Lý Tuyết Nhi lập tức hơi thay đổi sắc mặt, giống như chuột nhìn thấy mèo, trốn ở đằng sau Vương Nhất. Cửa lớn mở ra, một người lạ người phụ nữ thanh lịch quý phái đầy xa lạ lại cực kỳ nữ tính của thời Đường từ từ bước ra. Mẹ! Lý Tuyết Nhi rụt ở đằng sau Vương Nhất, sợ sệt gọi một tiếng, thần sắc có hơi sợ hãi nhìn người phụ nữ xinh đẹp đầy đà đi ra này. Đám người Lý Minh Hổ, Lý Tử Âm lại như nhìn thấy cứu tinh, đồng thanh gọi, ra mẫu. Vương Nhất hơi nheo mắt lại, đánh giá người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám, khí chất tuyệt vời này. Vị này chắc chính là vợ sau của Lý Thế Nhân, Ngụy Thương Kiều. Bà ta bảo dưỡng cũng rất tốt, trên người vẫn có vẻ dịu dàng chỉ có con gái Giang Nam mới có, khiến trong lòng người khác thoải mái. Tối qua nghe Lạc Thanh Thủy kể, Vương Nhất vẫn chưa cảm thấy, bây giờ nhìn thấy người thật. Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao Lạc Thanh Thủy lại chọn bà ta rồi. Người phụ nữ tri thức biết chừng mực, biết tiến lùi như này, biết làm sao lấy lòng đàn ông, ánh mắt của Lý Khinh Hồng lập tức trở nên lạnh lẽo. Còn không xin lỗi chị Tử Âm của con. Ngụy Thương Kiều đanh mặt, ra lệnh. Lý Tuyết Nhi dường như rất sợ mẹ của cô ta, vẻ mặt rất không tình nguyện, Lý Tử Âm cũng thở phào, sau đó biết đại thù đã được báo, đợi Lý Tuyết Nhi xin lỗi cô ta. Lý Tuyết Nhi đang muốn xin lỗi, đột nhiên Lý Khinh Hồng quát lạnh một tiếng, không cần xin lỗi. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Lý Tử Âm biến đổi, ánh mắt của Ngụy Thương Kiều cũng rét lạnh. Lý Khinh Hồng lạnh giọng hỏi ngược lại, em ấy làm sai cái gì mà phải xin lỗi cô ta? Ngụy Thương Kiều nhìn Lý Khinh Hồng, chỉ trong nháy mắt, lại mỉm cười như tắm gió xuân, Khinh Hồng trở về rồi à? Đứa trẻ Tuyết Nhi này ngang ngược quen rồi, cũng dưỡng thành một vài tính khí xấu. Mẹ đây là đang dạy dỗ nó. Dạy dỗ ư, xin lỗi, em ấy làm rất đúng, không cần xin lỗi. Lý Khinh Hồng hoàn toàn không để lời của bà ta vào trong mắt, trực tiếp bật lại lời của Ngụy Thương Kiều. Khóe mắt của Ngụy Thương Kiều lập tức giật giật, trừng mắt với Lý Khinh Hồng. Mọi người ở đây đều cảm nhận được sự quỷ dị của bầu không khí hiện tại,
Ngụy Thương Kiều rõ ràng là vợ của Lý Thế Nhân, Lý Khinh Hồng lại căn bản không để bà ta vào trong mắt, thậm chí không thừa nhận người mẹ kế này. Vương Nhất lại rất hiểu, Lý Khinh Hồng có thể làm bộ làm tịch với bất cứ ai, duy chỉ có đối với bà ta là không được. Bởi vì, bà ta là kẻ thù của mẹ cô ta. Gì, xảy ra chuyện gì sao? Khi Ngụy Thương Kiều có chút không bước xuống đài được, trong phòng lại truyền đến một giọng nói ôn hòa của đàn ông. Một người đàn ông mặc một bộ Armani đi ra, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ vàng lấp lánh, ăn mặc như một quý ông. Chỉ có điều, què một chân. Hồng Long. Anh Hồng Long. Lý Tử Âm, Lý Minh Hổ lại không hề bận tâm về cái chân què của người đàn ông, lũ lượt đi tới. Ngụy Thương Kiều cũng theo đó mà đi xuống, mỉm cười tự nhiên, các tiểu bối của gia tộc xung đột, kinh động tới Hồng Long rồi. Tần Hồng Long đâu có không biết xảy ra chuyện gì, tùy ý nói, nếu đã là chuyện nhỏ, vậy thì cho qua đi. Ngụy Thương Kiều vui vẻ gật đầu, nếu Hồng Long đã nói như vậy, vậy thì bỏ đi, Tuyết Nhi, sau này an phận một chút. Lý Tuyết Nhi trợn ngược mắt, rõ ràng không để trong lòng. Ngụy Thương Kiều lại tới trước mặt Lý Khinh Hồng, thân thiết nắm tay của cô, kéo cô đi tới trước mặt Tần Hồng Long, cười nói, Khinh Hồng, mẹ giới thiệu một người bạn cho con. Cậu ấy tên là Tần Hồng Long, là cậu chủ của vương tộc Yên Đô, Tần Thị, không chỉ từng làm lính, sau khi giải ngũ còn sáng lập, tập đoàn Chính Dương, bây giờ tài sản hơn 1000 tỷ, tin chắc hai đứa sẽ trở thành bạn rất tốt. Chào cô. Tần Hồng Long mỉm cười phong độ, đưa tay về phía Lý Khinh Hồng. Khi đưa tay, ánh mắt của anh ta lại bất giác liếc về phía Vương Nhất ở đằng sau Lý Khinh Hồng, cười lạnh. Mắt của Vương Nhất cũng nheo lại đầy quỷ dị, lại không nói gì. Gương mặt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng càng thêm rét lạnh, làm sao không nhìn ra, Ngụy Thương Kiều có ý gán ghép cô và Tần Hồng Long chứ. Chỉ là bà ta nói rất khó hiểu, nói là giới thiệu một người bạn, chứ không phải vừa tới thì nói rõ thân phận. Để cho mọi người không gian tưởng tượng vô hạn. Có thể trở thành người phụ nữ của Lý Thế Nhân, quả thật không tầm thường. Tuy nhiên, vào lúc Ngụy Thương Kiều còn muốn giới thiệu Tần Hồng Long, Lý Khinh Hồng lại bỗng cười thích thú, không cần nói nữa, nói rồi tôi cũng không nhớ. Ngay lập tức, sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi, mặt mày đau rát, giống như bị ai đó tát hai cái. Vừa rồi, Lý Minh Hổ dùng câu này sỉ nhục Vương Nhất, không ngờ trong nháy mắt. Lý Khinh Hồng đã dùng câu y hệt sỉ nhục ngược lại Tần Hồng Long mà tất cả mọi người đều kính trọng. Điều này càng khiến bọn họ tức giận hơn việc sỉ nhục bọn họ. Sắc mặt của Tần Hồng Long chợt cứng đờ, chỉ đành nhẫn nhịn thu tay lại, càng thêm phẫn nộ mà nhìn sang Vương Nhất. Vương Nhất lại lạnh lùng liếc nhìn anh ta, ý lạnh trong mắt khiến anh ta sợ hãi. Lúc bầu không khí căng thẳng, Ngụy Thương Kiều kịp thời hoàn hồn lại, mỉm cười, được rồi, đừng đứng ở bên ngoài nữa. Thế Nhân cũng sắp trở về rồi, tất cả đi vào trong ngồi đi. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều đi vào trong nhà. Vương Nhất dẫn Vương Tử Lam đi vào, một ánh mắt thì nhìn thấy Ngụy Thương Kiều ngồi trên sofa vắt chéo chân, kéo tay của Lý Khinh Hồng nói chuyện. Tuy Lý Khinh Hồng không thèm để ý, nhưng Ngụy Thương Kiều lại không để bụng, dáng vẻ rất thân với Lý Khinh Hồng. Vương Nhất lưu tâm hơn, Lý Khinh Hồng là con gái của kẻ thù của bà ta. Có thể bày ra loại dáng vẻ đó với con gái của kẻ thù, chứng tỏ bà ta có khả năng nhẫn nhịn rất giỏi. Vào lúc này, Ngụy Thương Kiều bất thình lình nhìn sang Vương Nhất. Khoảnh khắc này, ánh mắt của Vương Nhất hơi rung lên, trong lòng cực kỳ cảnh giác. Đây là một loại ánh mắt gì? Lúc đầu nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nhìn lần hai lại phát hiện ánh mắt quá bình thản tới mức không giống như nhìn một người sống. Không chỉ nhìn anh như vậy, thỉnh thoảng nhìn sang Lý Khinh Hồng. Cũng là loại ánh mắt này. Sao vậy? Lý Khinh Hồng nghi hoặc hỏi anh. Vương Nhất lại lắc đầu, không có gì. Khi nhìn lại Ngụy Thương Kiều, loại sắc lạnh khiến người khác nổi da gà trong mắt bà ta đã không còn, chỉ có ý cười lạnh nhạt. Khinh Hồng cũng nói với tôi rồi, cậu là chồng của con bé. Ngụy Thương Kiều nhìn Vương Nhất, cười ha ha nói. Chào bác gái. Vương Nhất gật đầu, làm tốt bổn phận của vãn bối. Chào cậu. Ngụy Thương Kiều gật đầu đầy ý cười, bác trai của cậu sắp trở về rồi, đợi thêm một lúc. Không sao. Vương Nhất khẽ mỉm cười đáp lại. Nếu không phải đã hiểu được sự việc, Vương Nhất tuyệt đối sẽ cảm thấy Ngụy Thương Kiều này là một người phụ nữ ưu nhã rất thân thiện, không có sự kênh kiệu của quý bà giàu có. Nói chuyện không hợp,
anh tưởng rằng đã kết thúc cuộc nói chuyện với Ngụy Thương Kiều, không ngờ bà ta lại ở trước mặt mọi người từ trong ngực rút ra một bao lì xì dày, đưa vào tay Vương Nhất. Nhất à, cậu lần đầu tiên tới nhà chúng tôi, đây là một chút tâm ý của tôi, cậu nhận lấy. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn Vương Nhất, sự mỉa mai trong mắt không hề che đậy. Vương Nhất nhìn bao lì xì này mà rơi vào trầm mặc, lì xì rất dày, bên trong đựng một xấp tiền màu đỏ, cộng lại, chắc phải 300 triệu. Vẻ mặt của Lý Khinh Hồng, Lạc Thanh Thủy lại lập tức trở nên rét lạnh. Bà cho ăn mày à? Lý Khinh Hồng mặt mày bất thiện chất vấn, ánh mắt nhìn sang Ngụy Thương Kiều, tràn ngập địch ý. Phòng khách náo nhiệt lập tức trở nên yên lặng như tờ, chỉ có tiếng chất vấn cực kỳ lạnh lẽo đó của Lý Khinh Hồng. Ánh mắt nhìn sang Vương Nhất của đám người Lý Minh Hổ, Lý Tử Âm, Lý Tinh Sở càng tràn ngập sự châm biếm, ngay cả Tần Hồng Long ở một bên cũng nhếch khóe miệng, cười chào phúng. Nắm đấm của Lý Khinh Hồng siết chặt, hai mắt gần như bốc hỏa nhìn Ngụy Thương Kiều. Nhìn bao lì xì này, vẻ mặt Vương Nhất cũng hơi lạnh, rơi vào trầm mặc. Lì xì 300 triệu tiền mặt, nhìn trông rất thành ý, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đây là sỉ nhục. Sỉ nhục trần trụi. Vấn đề tặng quà của các gia tộc thượng lưu, một bao lì xì, có thể đựng bao nhiêu tiền? 30 triệu. Hay là 300 triệu. Đối với người bình thường coi như là một khoản tiền rơi từ trên trời xuống, nhưng đối với người của vương tộc Yên Đô mà nói, 300 triệu không có gì khác biệt với một đồng, số tiền này giống như ném đi vậy. Ngụy Thương Kiều dùng tiền cho ăn mày, cho Vương Nhất, sao không khiến Lý Khinh Hồng phẫn nộ chứ? Sao có thể để tất cả mọi người ở đây nhìn Vương Nhất như xem trò cười chứ? Vương Nhất, gì hiếm khi cho cậu một bao lì xì lớn như vậy, anh sao không nhận? Đột nhiên, Lý Tinh Sở quát to một tiếng, sự mỉa mai trong mắt càng đậm. Gia mẫu cho anh lì xì, là coi trọng anh, đừng không biết tốt xấu. Nhiều tiền, như vậy, có thể mua được rất nhiều quần áo rồi. Còn không mau nhận. Đám người Lý Tử Âm, Lý Linh, Lý Minh Hổ cũng lũ lượt của trách, vô cùng mong chờ Vương Nhất nhận bao lì xì này. Đừng nhận. Cơ thể của Lý Khinh Hồng càng run hơn, nghiến răng nói với Vương Nhất. Tuy Lạc Thanh Thủy không lên tiếng, cũng nhìn chằm chằm Vương Nhất, rõ ràng bà ta cũng sợ Vương Nhất sẽ nhận bao lì xì này. Sao vậy, Nhất, sao không nhận? Trên mặt Ngụy Thương Kiều vẫn mang theo ý cười hiền từ như tắm trong gió xuân, quan tâm nói, nếu chê ít, gì có thể cho thêm. Nói xong, lại rút ra một tấm chi phiếu, viết vào 3 tỷ. Đủ rồi. Lý Khinh Hồng không nhịn nổi nữa, tức giận lên tiếng, anh ấy là chồng của tôi, các người đừng sỉ nhục anh ấy như vậy nữa. Ngụy Thương Kiều nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ, Khinh Hồng, con làm sao vậy, mẹ đây là cho chồng con quà gặp mặt. Đúng đó, em họ, em kích động như vậy làm cái gì? Anh ta chỉ là ông chồng ở rể của chị, không có địa vị gì, chút tiền này đã rất coi trọng anh ta rồi. Lý Tử Âm, Lý Minh Hổ lũ lượt phụ họa, có người giả điên giả ngốc, có người vô tình mỉa mai, cũng có người lạnh lùng quan sát. Các người, Lý Khinh Hồng nghiến chặt hàm răng, nhìn thấy Vương Nhất bị Ngụy Thương Kiều sỉ nhục như vậy, trái tim của cô như bị dao cứa, cực kỳ khó chịu. Vào lúc này, một bàn tay có lực, lại nhẹ nhàng nắm bàn tay run rẩy của cô. Cô cứng nhắc ngẩng đầu, đập vào mắt, là một đôi mắt nhu tình. Ngay lập tức, mũi của Lý Khinh Hồng cay xè, viền mắt lập tức đỏ lên, khẽ lắc đầu. Không sao, đừng lo lắng. Vương Nhất lại nhẹ giọng an ủi một tiếng, sau đó xoay người, từ trong tay Ngụy Thương Kiều nhận lấy bao lì xì, vẻ mặt tràn ngập ý cười. Ngay lập tức, đồng tử của Lý Khinh Hồng hơi co rút, trong đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự thất vọng. Cảm ơn bác gái. Ngụy Thương Kiều gật đầu, khẽ cười nói, đứa trẻ ngoan. Ha 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 ha. Hiện trường lại nổ ra một trận cười không đúng lúc. Cậu ta thật sự nhận rồi, ăn mày. Lý Tinh Sở ôm bụng, cười tới mức chảy nước mắt. Anh ta cũng chỉ xứng với chút tiền như vậy, 300 triệu, còn không đủ tiền cho em mua một bộ quần áo. Lý Tử Âm cũng cười tới đau bụng. Khinh Hồng, đây là người chồng mà em tìm, 300 triệu còn con thì đập được cậu ta rồi. Lý Minh Hổ đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, lạnh lùng nói. Vương Nhất, anh thật sự quá khiến tôi thất vọng. Tần Hồng Long đi tới trước mặt Vương Nhất, khinh thường nói, loại người giống như anh, không xứng có được cô Lý. Nói xong thì bốp một tiếng, đánh rơi bao lì xì trong tay Vương Nhất. Ngay lập tức,
sắp tiền màu đỏ rơi hết ra sàn, tuy nhiên không ai liếc nhìn. Vương Nhất lặng lẽ khuỵu người xuống, nhặt từng tờ tiền rơi trên sàn lên bỏ vào trong bao lì xì. Một màn này, nụ cười trên mặt Ngụy Thương Kiều lập tức biến mất, thay vào đó là sự khinh bỉ. Bà ta không thèm liếc nhìn Vương Nhất nữa, giống như coi anh không tồn tại. Anh tại sao phải nhận, thiếu 300 triệu này sao? Lý Khinh Hồng đi tới trước mặt Vương Nhất, trong mắt tràn ngập sự thất vọng. Cô trăm phương nghìn kế bảo vệ Vương Nhất, không để anh chịu sỉ nhục, kết quả thì tốt rồi, chủ động để người ta sỉ nhục. Bà ta là mẹ của Tuyết Nhi, anh không thể không nhận. Vương Nhất không tức giận, nhìn gương mặt xinh đẹp vừa tức giận vừa đau lòng trước mắt, khẽ nói, đây là lần đầu tiên gặp mặt, không thể để Tuyết Nhi khó xử. Lý Khinh Hồng trợn to mắt, sau đó hai mắt đã ươn ướt. Cô hiểu, nguyên nhân Vương Nhất nhận, là vì bà ta là mẹ của Lý Tuyết Nhi, không muốn em ấy kẹp ở giữa mà khó xử. Vậy cũng không được, em không muốn anh tiếp tục vì em mà chịu ấm ức. Giọng nói của Lý Khinh Hồng mang theo sự nghẹn ngào. Cô cũng biết, Ngụy Thương Kiều sỉ nhục Vương Nhất, là vì oán hận đối với cô. Ngụy Thương Kiều không dám ra tay với cô, cho nên chỉ có thể ra tay với Vương Nhất. Vương Nhất lắc đầu, sẽ không. Lời vừa dứt thì anh liếc nhìn Ngụy Thương Kiều đang nói chuyện vui vẻ với Tần Hồng Long, ánh mắt rất lạnh. Một lúc sau, Lý Thế Nhân đã trở về. Sau khi ông ta bước vào cửa nhà, bầu không khí trong phòng khách cuối cùng cũng thu liếm, tất cả mọi người cùng nhau ngồi vào bàn. Nhiều ghế như vậy, duy nhất không có chỗ của Vương Nhất. Ngụy Thương Kiều vẻ mặt áy náy, xin lỗi, Vương Nhất, ghế trong nhà chỉ có nhiêu đó, hay là cậu ngồi ở bàn trà? Vương Nhất đã biết Ngụy Thương Kiều là loại người gì, ánh mắt của anh đầy lạnh lẽo, không nói gì, chỉ cầm bát cơm, một mình ngồi ở bàn trà. Lý Thế Nhân liếc nhìn Vương Nhất, không nói gì. Lý Khinh Hồng muốn nhường chỗ cho Vương Nhất, Lạc Thanh Thủy lại ấn cô lại, đừng làm loạn, nó nhịn hết lần tới lần khác, nhất định là có dự định của nó. Lý Khinh Hồng sững người, có ý gì ạ? Lạc Thanh Thủy không lên tiếng, chỉ liếc nhìn Vương Nhất trên sofa đầy thâm ý. Cháu và nó chung sống lâu như vậy, có nhìn thấu nó không? Lý Khinh Hồng nhớ lại, rất nhanh thì lắc đầu, không ạ. Vậy thì không phải là tốt rồi sao? Trên mặt Lạc Thanh Thủy nở nụ cười lạnh, ngay cả gì cũng không nhìn thấu nó, Ngụy Thương Kiều có thể nhìn thấu sao? Nghe vậy, tim của Lý Khinh Hồng nhảy lên, ý của gì là? Theo gì thấy, nó giống một loại động vật. Lạc Thanh Thủy từ từ nhả ra một chữ, sói. Nếu sói quay đầu, ắt có lý do, không phải là cảm ơn thì là báo thù. Chủ đề của Lạc Thanh Thủy vừa dứt, Vương Nhất bỗng đứng dậy, đi tới trước mặt Ngụy Thương Kiều, bác gái, mới lần đầu gặp mặt thì bác tặng cho tôi nhiều tiền như vậy, trong lòng tôi thật sự lăn tăn, như vậy đi tôi cũng tặng bác gái một món quà. Nhìn một màn này, Lạc Thanh Thủy hơi nheo mắt lại, vụt qua một tia sắc lạnh. Báo thù bắt đầu. Vốn bàn ăn rất náo nhiệt, bởi vì câu nói này của Vương Nhất trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Tất cả mọi người, bao gồm cả Lý Thế Nhân cũng ngạc nhiên liếc nhìn Vương Nhất, vẻ mặt mang theo một chút thích thú. Theo bọn họ thấy, Vương Nhất chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngụy Thương Kiều sững người, sau đó nhìn Vương Nhất mà bật cười, xua tay nói, đều là người một nhà, đâu cần xa lạ như vậy. Bác gái không cần quà của cậu. Tuy bà ta đang cười, nhưng sâu trong đôi mắt lại hiện ra sự mỉa mai. Bà ta có thân phận gì, lại đi nhận quà Vương Nhất tặng. Nói giảm lại, cậu ta có thể tặng được quà gì chứ? Bà ta có thể nhìn chúng sao? Thật là nực cười, một kẻ ở rể dựa vào phụ nữ của anh, có thể tặng được món quà như nào chứ? Lý Tinh Sở không nhìn được mà phì cười, ý cười trên mặt lại càng sâu. Những người khác cũng như vậy, đợi Vương Nhất lần nữa bị cười chê. Lý Tuyết Nhi cũng rất ngại ngùng, nhỏ giọng nhắc nhở, anh rể. Anh đừng tặng quà cho mẹ em cái gì cũng không thiếu. Không phải là cô ta xem thường quà Vương Nhất tặng, mà là với địa vị như Ngụy Thương Kiều, muốn cái gì mà không có chứ. Cái Vương Nhất có, bà ta cũng có, cái Vương Nhất không có, bà ta cũng có, còn tặng quà nữa, không phải là tự rước lấy nhục sao. Tuy nhiên, chỉ có Lý Thế Nhân nhìn Vương Nhất như có ý nghĩ, không biết ông ta đang nghĩ cái gì. Vương Nhất cười hờ hững, kiên trì nói. Quà không phân giàu nghèo, tâm ý có là được, bác gái bác đừng từ chối nữa. Nụ cười trên mặt Ngụy Thương Kiều cũng sâu hơn vài phần, cười khúc khích nói, nếu đã như vậy, vậy bác gái còn từ chối nữa,
thật sự không ổn rồi, cậu muốn tặng tôi cái gì? Khi nói chuyện, dư quang của Ngụy Thương Kiều lại dừng ở trên người Lý Khinh Hồng. Nhìn gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng của Lý Khinh Hồng, trong lòng lạ dấy lên cảm giác thoải mái không rõ. Bà ta thù hận mẹ con Lý Khinh Hồng, đồng thời rất sợ hãi. Khi mẹ cô hô mưa gọi gió ở Yên Kinh, bà ta vẫn là một tình nhân bí mật với thân phận thấp kém, không dễ dàng ép bà ta đi, lại xuất hiện một Lý Khinh Hồng. Cô và mẹ của cô giống hệt nhau, xinh đẹp như nhau, lạnh lùng như nhau, cường thế như nhau. Cũng khinh bỉ bà ta một cách không hề che đậy. Bà ta đến nay vẫn nhớ một câu mà Lý Khinh Hồng nói với bà ta. Bà ta cố lấy lòng Lý Khinh Hồng, cái có được lại là một câu lạnh lùng của Lý Khinh Hồng. Tránh xa tôi ra. Tuy chỉ có bốn chữ, nhưng Ngụy Thương Kiều lại cảm nhận được sự sỉ nhục đến từ sâu trong linh hồn. Ánh mắt cô nhìn bà ta, giống như đang nhìn một con sâu bọ. Cái cúi nhìn tới từ người bề trên, triệt để đả kích lòng tự tôn vừa đáng thương vừa kiêu ngạo của Ngụy Thương Kiều, giống như lại nhìn thấy người phụ nữ kia. Nhưng do bà ta chỉ là vợ sau của Lý Thế Nhân, mà Lý Khinh Hồng lại là con gái, ai quan trọng, nhìn mà biết. Bà ta hèn mọn, tủi nhục, nằm mơ cũng muốn dẫm lên người của Lý Khinh Hồng. Bây giờ, ở trên người vương nhất, bà ta làm được rồi. Nhìn thấy Lý Khinh Hồng phẫn nộ, đau lòng, thậm chí rơi lệ vì vương nhất, trong lòng bà ta có được khoái cảm báo thù. Bà ta muốn đánh vương nhất vào địa ngục. Khóe miệng của Ngụy Thương Kiều cong lên, mang theo sự mỉa mai như có như không, mỉm cười cầm lấy quả của vương nhất. Tuy nhiên, điều Ngụy Thương Kiều nghĩ trong lòng, vương nhất sao không biết chứ? Anh mỉm cười, thuận tay lấy ra một viên thuốc, đưa tới trước mặt Ngụy Thương Kiều. Lần này tới vội vàng, không có gì lấy ra được cả, chỉ tặng viên thuốc này. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn viên thuốc này, vẻ mặt quỷ dị. Bao gồm cả Lý Khinh Hồng. Cô cũng không hiểu, vương nhất tặng thuốc làm gì. Ha ha ha. Đột nhiên, trên bàn ăn phát ra tiếng cười to. Lý Minh Hổ cười chảy nước mắt, cậu tặng cái này ư? Tôi vẫn là lần đầu tiên thấy tặng quà lại đi tặng thuốc, vương nhất, tôi thật sự tâm phục khẩu phục về cậu. Lý Tinh Sở cũng cười khinh thường. Đám người Lý Tử Âm, Lý Linh tuy không lên tiếng, nhưng nụ cười mỉa trên mặt đã nói lên tất cả. Ngụy Thương Kiều nhìn một hồi, cũng cười khúc khích, cậu tặng tôi cái này. Phải. Vương Nhất gật đầu, nghiêm túc nói, bao nhiêu tiền cũng không mua được sức khỏe. Nghe vậy, Ngụy Thương Kiều càng cười vui hơn, sự khinh bỉ trong mắt cũng đậm hơn, bác gái không cần, sức khỏe của bác gái tốt lắm. Bà ta hy vọng mấy lời vớ vẩn như này của Vương Nhất nói thêm vài câu nữa, bởi vì Vương Nhất xấu mặt, người mất mặt là Lý Khinh Hồng. Tuy nhiên, Vương Nhất cũng cười thích thú, thật sự không cần sao? Không cần. Vậy thì ném đi vậy. Bàn tay lớn của Vương Nhất phất nhẹ, nói. Ngụy Thương Kiều cười lạnh một tiếng, ném viên thuốc vào thùng rác giống như ném rác. Sau đó Vương Nhất không nói gì nữa, tiếp tục ngồi lại sofa. Lý Khinh Hồng lập tức trợn to mắt, cô rõ ràng nhìn thấy, khi Vương Nhất xoay người, khóe miệng cười lạnh lẽo. Bàn ăn khôi phục tiếng cười nói vui vẻ trước đó, chủ đề xoay quanh, vẫn là Lý Khinh Hồng và Tần Hồng Long, tất cả mọi người đều vô cùng hy vọng Lý Khinh Hồng có thể gả cho Tần Hồng Long. Từ đầu đến cuối, Lý Khinh Hồng chưa từng nói một câu, tất cả mọi người cũng càng vội khinh bỉ đối với Vương Nhất. Vợ mình sắp tái giá, anh ngay cả giấm cũng không dám đánh một quả. Ăn xong cơm tối, Lý Tuyết Nhi không thích thái độ của người nhà đối với Vương Nhất, đưa Vương Tử Lam trở về lâu đài trước, chỉ còn lại Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng đi tới trước mặt của Vương Nhất, bỗng nhiên hỏi, thuốc này rốt cuộc là gì? Vương Nhất cười tùy ý, chỉ là thuốc giảm đau bụng đơn giản. Thật sao? Lý Khinh Hồng không tin. Là thật. Vương Nhất cười nói, anh có lúc nào lừa em chứ? Lý Khinh Hồng nghĩ kỹ lại, thật sự không có. Vì vậy không băn khoăn nữa, vậy được rồi. Điều duy nhất nghĩ không thông, nếu viên thuốc này chỉ là thuốc giảm đau bình thường, Vương Nhất tại sao lại coi như quà mà tặng đi? Lúc này trên TV đang phát bữa tiệc trung thu, các ngôi sao lớn bước lên sân khấu, Vương Thanh Hòa cũng trong số đó, diễn tấu một khúc Nguyệt Ly Sầu. Vương Nhất. Vào lúc này, Ngụy Thương Kiều đi tới bên cạnh Vương Nhất, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn khách sáo nói. Tôi nghe nói cậu và Khinh Hồng định sinh đứa thứ hai. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng liếc nhìn nhau, đây chỉ là lấy cái cớ để đánh trả người khác,
không ngờ đã truyền tới tai của Ngụy Thương Kiều. Nhưng hai người vẫn ngầm hiểu ý mà gật đầu. Tôi khuyên cậu vẫn là đừng nghĩ nữa, sớm ly hôn, đối với hai bên đều là kết quả tốt. Lời nói của Ngụy Thương Kiều rất bình thản, đâu có một chút khách sáo trước đó, bác gái là người từng trải, cho nên rất rõ, Khinh Hồng không phải là người mà loại người như cậu có thể xứng được, tìm một cậu chủ môn đăng hộ đối mới là nơi thuộc về của nó. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng vô cùng khó coi, tuy nhiên Vương Nhất lại không nghe lọt nửa câu, bình tĩnh nói cho bà một câu chân thành, đừng tới chọc tôi, bây giờ Tuyết Nhi đã không ở đây nữa rồi. Ngụy Thương Kiều chợt sững người, sau đó trên mặt cuối cùng hiện ra một tia tức giận, cả vương tộc đều phản đối với cậu và Khinh Hồng, cậu còn không biết tốt xấu, nếu tôi cứ muốn hai người ly hôn thì sao? Vậy thì bà chết. Thần sắc của Vương Nhất bỗng trở lạnh, không quan tâm Lý Thế Nhân ở đây, nói ra chữ chết khiến tất cả mọi người thót tim. Cậu, sắc mặt của Ngụy Thương Kiều thay đổi, trong nháy mắt bà ta như rơi vào hầm băng, thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt của Vương Nhất thật sự quá đáng sợ. Hoàn hồn lại, bà ta thẹn quá hóa giận, tôi là chủ mẫu của Lý Thị, cậu dám nói chuyện với tôi như vậy. Vương Nhất lại bật cười một tiếng, tính mạng của bà nằm trong tay tôi sao không dám. Ngụy Thương Kiều đang cứng mồm ở trước mặt Vương Nhất, khóe miệng cười lạnh, đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, sắc mặt của bà ta thay đổi, kêu thất thanh một tiếng, á. Bỗng chốc, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Ngụy Thương Kiều. Chỉ có Vương Nhất, vẻ mặt lạnh lẽo. Gia mẫu, người sao vậy? Mấy người Lý Tinh Sở nhanh chóng đi lên, sửng sốt hỏi. Ngụy Thương Kiều hai tay ôm chặt bụng, sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh. Tôi, bụng của tôi đau. Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, mặt mày lo lắng, vô duyên vô cớ, gia mẫu sao lại đau bụng. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Hào tộc bình thường đều sẽ có bác sĩ gia đình, để phòng trừ khi cần tới, mà những bác sĩ này đều là chuyên gia hàng đầu ở bên ngoài, gia tộc dùng mức lương trên trời để nuôi bọn họ. Rất nhanh, các bác sĩ mặc áo blau trắng vội vàng chạy tới. Lúc này, sắc mặt của Ngụy Thương Kiều cực kỳ tái nhợt, trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, chịu đựng cơn đau rất lớn. Bà ta ôm bụng, run rẩy nói, bụng của tôi, đau quá. Lời này vừa dứt, vẻ mặt của đám người Lý Tinh Sở, Lý Tử Âm, Lý Minh Hổ đều vô cùng nghiêm trọng, đồng thời vẻ mặt còn có chút quỷ dị, nhìn nhau. Cuối cùng, trong đầu của tất cả mọi người không hẹn mà cùng dấy lên một ý nghĩ, trong đồ ăn có độc. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị loại bỏ, đồ ăn tối nay là do Ngụy Thương Kiều tự mình làm, sao lại tự mình hạ độc mình chứ? Hơn nữa bọn họ cũng ăn đồ ăn, sao chỉ có một mình Ngụy Thương Kiều trúng độc? Lý Khinh Hồng cũng chú ý tình hình bên này, ánh mắt vô thức quay đầu, liếc nhìn Vương Nhất. Trực giác nói cho cô biết, Ngụy Thương Kiều xảy ra chuyện, không thoát khỏi liên quan tới Vương Nhất. Mà Vương Nhất vẫn ngồi trên sofa với vẻ mặt bình tĩnh, nheo mắt nhìn mọi chuyện trước mắt. Trừ Vương Nhất ra, người trấn định còn có hai người, Tần Hồng Long và Lý Thế Nhân. Lạc Thanh Thủy cũng cười ha ha nhìn Ngụy Thương Kiều mặt mày tái nhợt, đối với người phụ nữ hại chị gái bà ta rời khỏi Yên Kinh này, bà ta căn bản không có chút thiện cảm nào. Rất nhanh, bác sĩ đã kiểm tra xong, Lý Tinh Sở lập tức đi tới, ra mẫu sao rồi. Bác sĩ nhíu chặt mày, cậu Tinh Sở, tình trạng của phu nhân rất kỳ lạ, trên người không xuất hiện bất cứ phản ứng khác thường nào cả. Cái gì? Ngay lập tức, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Đang yên đang lành sao lại đau bụng? Đau quá, đau chết tôi rồi. Tiếng rên đau đớn của Ngụy Thương Kiều lại truyền tới, khi mọi người nhìn lại, bà ta đã ôm bụng nằm gục trên sàn, trên mặt đổ mồ hôi lạnh. Kiểm tra lại. Sắc mặt của Lý Tinh Sở lại thay đổi, nghiến răng nói. Ngụy Thương Kiều là nhân tố quan trọng thúc đẩy cho việc Lý Khinh Hồng gả vào nhà họ Tần, không thể xảy ra chuyện được. Đột nhiên, Ngụy Thương Kiều nhớ ra điều gì đó, bỗng ngẩng đầu lên. Sắc mặt vặn vẹo nhìn sang Vương Nhất, viên thuốc đó đâu? Bị bà ném đi rồi, không phải là không cần sao? Vương Nhất vẫn thản nhiên như không ngồi trên sofa, cười híp mắt nói. Thì ra là cậu. Mắt của Ngụy Thương Kiều nứt ra, hít một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người đều từ trong mắt bà ta nhìn ra sự oán độc, cũng nhìn sang Vương Nhất. Bọn họ cũng nhớ ra rồi, Vương Nhất trước đó đã tặng quà cho Ngụy Thương Kiều, là một viên thuốc. Làm trò hề cho mọi người. Lúc đó, không ai coi lời của Vương Nhất ra gì cả,
Ngụy Thương Kiều đương nhiên cười bỏ qua, ném viên thuốc vào trong thùng rác. Đột nhiên, tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi về phía Vương Nhất. Cậu thật to gan, vậy mà dám hạ độc ở trong vương tộc Yên Đô. Đây là mưu sát, mưu sát. Lý Khinh Hồng, đây chính là người chồng mà chị tìm đấy, chị thật sự là, giỏi. Đám người Lý Tinh Sở, Lý Tử Âm lũ lượt trách mắng, cười lạnh. Nhất thời, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng trở thành mục tiêu chỉ trích của ngàn người. Tần Hồng Long đứng ở trong góc từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, vào lúc này cũng nhếch khóe miệng, cười lãnh khốc. Các người im mồm. Gương mặt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng lập tức rét lạnh, tức giận nhìn tất cả mọi người, chỉ vì chuyện này, các người khẳng định là Vương Nhất làm, không cảm thấy quá qua quyết sao. Em họ, đã tới nước này rồi, em còn bảo vệ cậu ta. Lý Tinh Sở nở nụ cười lạnh lùng, vậy em nói đi, nếu không phải là cậu ta hạ độc, tại sao lại tặng ra mẫu thuốc giải? Cái này, trong lòng Lý Khinh Hồng chợt sửng sốt, cô tin con người của Vương Nhất, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện vô sỉ như hạ độc, nhưng hiện nay cô cũng không nghĩ ra Vương Nhất tại sao lại tặng thuốc trước khi xảy ra chuyện. Cho dù chứng minh không phải do Vương Nhất làm, anh cũng là người đáng nghi nhất. Nhưng Lý Khinh Hồng trầm mặc một lát, vẫn đỏ mắt nói, dù sao tôi tin anh ấy, tuyệt đối không làm loại chuyện này. Em tin cậu ta, có tác dụng gì? Lý Tử Âm cũng cười mỉa mai, em thấy, anh ta là muốn giết người. Đột nhiên, Lý Minh Hổ quát lạnh một tiếng, người đâu, lôi cậu ta ra ngoài cho tôi, đánh tới khi cậu ta thừa nhận thì thôi. Đột nhiên, ngoài cửa có rất nhiều vệ sĩ xông vào, nhưng Vương Nhất biết, đây chỉ là lực lượng bề ngoài của vương tộc Yên Đô, ám ảnh long vệ thật sự còn chưa xuất hiện. Bọn họ mặt mày lạnh lùng đi về phía Vương Nhất, Lý Khinh Hồng lập tức xông tới, lại bị hai vệ sĩ chặn lại, cô cả, không thể qua đó. Buông tôi ra, bị ngăn cách ở bên ngoài đám người. Nhưng mắt của Lý Khinh Hồng vẫn nhìn chằm chằm bóng hình của Vương Nhất, nói, em tin anh sẽ không làm chuyện như vậy. Có được sự khẳng định của Lý Khinh Hồng, Vương Nhất cũng mỉm cười cảm kích, khi nhìn sang những người khác, ánh mắt lập tức rét lạnh, các người, thật sự cho rằng là tôi làm ư. Lẽ nào không phải sao? Lý Tinh Sở hỏi ngược lại với giọng điệu lạnh nhạt. Vẻ mặt Vương Nhất vẫn rất lạnh, vậy được, tôi chỉ hỏi các người một câu hỏi, chỉ cần các người trả lời được thì tôi thừa nhận. Nói đến đây, anh dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, nếu muốn hạ độc bác gái thì buộc phải lại gần bác ấy, nhưng tôi bị các người đuổi ra sofa, không được ngồi vào bàn ăn thì sao hạ độc. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt, rơi vào trong trầm tư. Đúng vậy, Ngụy Thương Kiều vì sỉ nhục Vương Nhất, không cho ngồi vào bàn ăn, sự tiếp xúc của hai người chỉ là khoảng thời gian Vương Nhất tặng quà, nhưng lúc đó, là ở dưới chú ý của tất cả mọi người mà tiến hành. Căn bản không có nhìn thấy hành vi có chút khác thường. Đã nói tới nước này rồi, các người còn không hiểu sao? Vương Nhất cười lạnh không thôi, có người muốn mượn danh nghĩa mưu hại bác gái hãm hại tôi, sớm đã động tay chân ở trên người bác gái, chỉ có điều bị tôi nhìn ra mà thôi. Vậy nên tôi mới tặng thuốc làm quà, chỉ có điều, là bản thân bác ấy không muốn mà thôi. Lời của Vương Nhất lập tức khiến mọi người có mặt đều rơi vào trầm mặc, không biết nên tin ai. Cậu có chứng cứ gì? Lúc này, một tiếng chất vấn trầm thấp có lực truyền tới, tất cả mọi người vô thức đổ dồn ánh mắt vào người của người đàn ông vĩ đại ở chính giữa. Lý Thế Nhân, cuối cùng cũng lên tiếng. Người xảy ra chuyện là vợ của ông ta không thể không hỏi. Vương Nhất bình tĩnh gật đầu, các người có ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng không? Nghe thấy lời của Vương Nhất, mọi người lập tức sững người, vô thức khịt mũi. Thật sự ngửi được một mùi hương hoa gần như rất nhạt. Do quá nhạt, tất cả mọi người đều trực tiếp phớt lờ. Đó là độc phấn hoa. Trong mắt Vương Nhất xẹt qua một tia sắc lạnh, sau đó nhìn sang Ngụy Thương Kiều, nếu tôi đoán không sai, bác gái chắc dị ứng nặng với phấn hoa nhỉ. Chỉ có người dị ứng phấn hoa, ngửi mùi hương này mới có phản ứng, đây cũng là lý do tại sao ở trong nhiều người ở đây, chỉ có một mình bác gái trúng độc. Sau khi Vương Nhất dứt lời, bầu không khí trong phòng khách xảy ra sự thay đổi vi diệu. Mọi người không tiếp tục căm thù nhìn Vương Nhất nữa, mà ánh mắt vô thức nhìn sang mọi người xung quanh, cảnh giác lẫn nhau, hoài nghi lẫn nhau. Từ vẻ mặt không dám tin, trợn mắt há hốc mồm của Ngụy Thương Kiều thì có thể nhìn ra, Vương Nhất nói trúng tâm sự của bà ta quả thật dị ứng nặng với phấn hoa. Vậy thì là ai làm? Trừ Vương Nhất, Lý Khinh Hồng, Lý Tuyết Nhi,
Lạc Thanh Thủy, những người còn lại là người của Lý Thị. Không ai muốn bị coi thành nội gián, vậy thì chỉ có liều mạng đi nghi ngờ người khác, đây là cách bảo vệ bản thân cơ bản nhất của con người. Cách nói của Vương Nhất vô cùng điên cuồng, ngay cả Lý Khinh Hồng cũng không tin mà trợn to mắt, vội vàng đẩy vệ sĩ ra, đi tới trước mặt Vương Nhất, điều anh nói là thật sao? Vương Nhất gật đầu, nghiêm túc nói, bà ta nói thế nào cũng là vợ của ba em, anh sao lại ra tay với bà ta chứ? Lý Khinh Hồng không nói gì, một tay chỉ nắm chặt bàn tay của Vương Nhất, tảng đá treo trong tim cũng hạ xuống. Đối với cô mà nói, chỉ cần Vương Nhất không phải hung thủ là đủ rồi. Bầu không khí như này duy trì rất lâu mới bị Lý Tinh Sở phá vỡ bằng một tiếng quát giận dữ. Anh đừng mê hoặc lòng người. Anh ta mặt mày tức giận đi tới trước mặt Vương Nhất, đây chỉ là suy đoán phiến diện của anh, không có bất cứ chứng cứ chứng minh điều anh nói là đúng, anh vẫn là người tình nghi lớn nhất. Đối với điều này, Vương Nhất chỉ cười lạnh nhạt, tôi chỉ nói ra sự thật, có tin hay không tùy anh, nhưng bác gái nếu không được, trong số người ở đây không ai thoát được liên quan. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều thay đổi sắc mặt. Vương Nhất nói đúng, điều quan trọng nhất hiện nay không phải tìm ra hung thủ, mà là chữa cho ngụy thương Kiều trước. Lạc Thanh Thủy nhìn chằm chằm bóng hình của Vương Nhất, thần sắc sững sờ mà lẩm bẩm, cậu ta ngay cả những chuyện này cũng tính toán xong rồi sao? Trước đó bà ta cảm thấy Vương Nhất không phải là một người sẽ chịu thiệt, bây giờ bà ta mới hiểu, sự tủi nhục phải chịu trước đó, chỉ là vì lúc này. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Vương Nhất cười lạnh nhạt, sau đó nhìn sang tất cả mọi người, mỉm cười nói, loại phấn hoa này trước kia khi anh làm lính từng may mắn thấy được, đó là một đóa hoa đến từ Tây Cương. Tây Cương sao? Lời này vừa dứt, mí mắt của tất cả mọi người giật giật. Nơi này quá thần bí, tới mức tất cả mọi người đều cho rằng không tồn tại. Đóa hoa đó ở đâu? Lý Tinh Sở trầm giọng hỏi. Anh ta vẫn tin, tất cả chuyện này chỉ là suy đoán của Vương Nhất, không nhìn thấy đóa hoa đó, anh ta sẽ không tin. Vương Nhất mỉm cười, tiếp tục nói, tôi nói rồi, loại hoa này chỉ có tác dụng đối với người dị ứng phấn hoa, cho nên người mang tới loại hoa này, nhất định là người rất quen thuộc với bác gái, vậy nên nhất định sẽ để ở nơi cách bác gái rất gần. Nghe thấy lời của Vương Nhất, mọi người bỗng thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trở nên vi diệu. Bọn họ vô thức dùng dư quang liếc nhìn về một phía, Lý Thế Nhân ở trung tâm. Trong những người ở đây, người quen thuộc nhất thói quen sinh hoạt của Ngụy Thương Kiều, người bên gối của bà ta, Lý Thế Nhân. Là gia chủ làm sao? Ý nghĩ này vừa dấy lên, tất cả mọi người đều tê dại ra đầu, không dám tin. Tuy nhiên, Lý Thế Nhân vẫn mặt không đổi sắc, chỉ là trong ánh mắt ngẫu nhiên nhìn sang Vương Nhất có thêm một phần sững sờ. Còn không đi tìm. Ngụy Thương Kiều ôm bụng quét to một tiếng, đau tới mức trán đều là mồ hôi. Tất cả mọi người đều đi tìm, cuối cùng, ở đằng sau cửa sổ ở ban công, tìm được một chậu hoa. Ngay lập tức, những ánh mắt sửng sốt, nhìn qua. Đóa hoa này có vẻ ngoài đặc biệt, toàn thân đỏ máu, hình dạng nở của cánh hoa giống như cánh môi chảy nước. Nó tên là hoa miệng to, sinh trưởng ở Tây Cương, quả kết ra sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Có sức sát thương rất lớn đối với người dị ứng phấn hoa, hút vào nhẹ thì đau đớn khó chịu, nặng thì bất tỉnh 3,5 ngày. Vương Nhất lại nhìn sang Ngụy Thương Kiều, lạnh nhạt nói, lúc đầu khi gặp bác gái, tuy trên mặt bác gái trang điểm dày xinh đẹp, nhưng lỗ chân lông ở mặt khó tránh xuất hiện mụn, đây là triệu chứng dị ứng với phấn hoa. Sau khi dứt lời, hiện trường im phăng phắc, một chút âm thanh cũng không có. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đóa hoa môi tuyệt đẹp gần như yêu diễm này, bỗng nhiên đều rét lạnh trong tim. Mọi người đối với sự vật chưa biết luôn tràn ngập sự sợ hãi. Sắc mặt của Ngụy Thương Kiều cuối cùng cũng trở nên kinh sợ, đứa con rể ở rể mà Lý Khinh Hồng tìm này, không phải kẻ hiền lành. Vương Nhất, thuốc giải của cậu, còn không? Ánh mắt bà ta nhìn sang Vương Nhất, cũng không có sự khinh thường trước kia, tràn ngập sự nịnh nọt. Có điều. Vương Nhất không thèm đếm xỉa, tự mình uống trà. Thái độ phớt lờ đó khiến Ngụy Thương Kiều nghiến chặt hàm răng, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của bà ta lại vặn vẹo, phần bụng đau kịch liệt. Trên gương mặt không có chút huyết sắc của bà ta hiện ra ý xin lỗi, Vương Nhất, bác gái sai rồi, không nên sỉ nhục cậu. Vương Nhất vẫn không quan tâm, ánh mắt ôn hòa nhìn Lý Khinh Hồng. Tôi cầu xin cậu,
Từ trong miệng của Ngụy Thương Kiều nhả ra bốn chữ này. Khi nói ra bốn chữ này, trên mặt bà ta tràn ngập sự khuất nhục. Vương Nhất lúc này mới nhìn sang Ngụy Thương Kiều, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, thuốc chỉ có một viên, bị bà vứt trong thùng rác, tự mình đi bới đi. Bù! Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trợn to mắt không dám tin, nửa câu cũng không nói ra được. Mà Ngụy Thương Kiều cũng thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, ánh mắt lập tức trở nên ác độc. Bà ta đường đường là gia mẫu của vương tộc Yên Đô, vậy mà kêu bà ta đi bới rác. Lý Khinh Hồng cũng rất sửng sốt, lúc này, Lạc Thanh Thủy đi tới, cười ha ha nói ở bên tai cô, cháu gái lớn, gì nói không sai chứ. Báo thù tới quá nhanh giống như vòi rồng. Anh ấy ẩn nhẫn lâu như vậy là vì lúc này. Lý Khinh Hồng lẩm bẩm tự nói, lúc sững sờ còn cảm thấy chút giận. Trong thùng rác lúc này cũng chứa đầy cơm canh thừa, trộn lẫn với nhau, tỏa ra mùi gai mũi. Vương Nhất, cậu đừng quá đáng. Hai mắt Ngụy Thương Kiều đỏ ngầu nhìn Vương Nhất, giọng nói đều đang run rẩy. Vương Nhất đã mỉm cười, vẻ mặt mỉa mai nhìn bà ta, tôi từng cho bà thuốc giải, là bản thân bà không cần, ném vào thùng rác, tự làm tự chịu, trách được ai chứ? Giọng nói của anh vô cùng lãnh khốc, trong mắt không có một chút đồng cảm. Vừa hay ngược lại, vừa nghĩ tới 5 năm anh không ở bên Lý Khinh Hồng, cô chịu bức hại khắp nơi, lệ khí trong lòng Vương Nhất không kìm được mà tỏa ra. Ngụy Thương Kiều ngay cả sức nói chuyện cũng không có, ôm bụng không ngừng rên rỉ. Bà ta xác định chủ ý trong lòng, cho dù đau chết cũng phải duy trì hình tượng của mẹ mẫu vương tộc. Nhưng dần dần, bà ta không chịu nổi nữa. Trong bụng càng lúc càng đau dữ dội, giống như đứt ruột, cho dù quyết tâm có lớn hơn nữa, cũng khó nhịn được đau đớn. Cuối cùng, bà ta không nhịn được mà quay đầu, nhìn sang thùng rác ghê tởm đó. Có lẽ là dưới cơn đau bụng, ánh mắt Ngụy Thương Kiều nhìn sang thùng rác vậy mà vô cùng giằng co. Có ấm ức, cũng có. Khát vọng. Thuốc giải ở bên trong, chỉ cần bà ta đi lục vài cái thì có thể tìm được. Nhưng đồng nghĩa, một khi lục tìm, bà ta sẽ thân bại danh liệt, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Gia mẫu, đừng lục tìm, nếu không mặt mũi của gia tộc sẽ mất hết. Sắc mặt của Lý Tinh Sở thay đổi, hét to với Ngụy Thương Kiều. Đám người Lý Minh Hổ, Lý Tử Âm cũng nhìn bà ta với vẻ mặt lo lắng. Thấy vậy, trong lòng Lý Khinh Hồng không khỏi dấy lên một loại cảm xúc bi ai. Cô cảm thấy bi ai cho gia tộc của cô, cảm thấy bi ai vì thể diện gia tộc cao hơn người thân. Ở trước mặt thể diện của gia tộc, cái gì cũng không quan trọng, bao gồm tính mạng. Cô nghĩ tới con gái của mình, Vương Tử Lam. 5 năm trước, cô vác cái bụng to, mang thai 10 tháng, lại chịu mấy lần tai nạn xe, sau đó mới biết, đây là hành vi của gia tộc cô, muốn khiến cô sảy thai. Ở trong mắt đám người này, con gái của cô là con hoang. Dường như cảm nhận được cảm xúc của Lý Khinh Hồng, Vương Nhất nắm chặt tay của cô, trong mắt tràn ngập sự kiên định. Lý Khinh Hồng lúc này bình tĩnh lại, nhưng thấy Ngụy Thương Kiều đau tới mức cả người co quắp, cô lại có chút không nhẫn tâm, chúng ta có phải đã làm quá đáng rồi không? Tuy cô vì nguyên nhân của mẹ cô mà căm ghét Ngụy Thương Kiều, nhưng cũng không tới mức muốn bà ta như vậy. Lý Khinh Hồng hận một người rất đơn giản, phớt lờ, mắt không nhìn thấy. Vương Nhất lại lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng, bà ta vào lúc em mang thai 10 tháng bức hại em, cố hại em sảy thai thì không quá đáng sao? Lý Khinh Hồng lập tức cả người run lên, sau đó cắn chặt môi. Khoảng thời gian mang thai Vương Tử Lam, là những ngày tháng cô lo lắng sợ hãi nhất. Không những phải chịu đựng đau đớn của việc mang bầu, còn phải cẩn thận với những nguy hiểm tới bất ngờ. Nếu không phải là cô đủ cẩn thận, hậu quả sẽ như nào, cô không thể tưởng tượng. Ở thời đại người tốt tuyệt chủng, người xấu hoành hành này, nhân từ đối với người xấu là tàn nhẫn đối với chính mình, chỉ khi đánh bọn họ thật đau, đánh đau rồi mới biết sợ. Vương Nhất đứng thẳng người, ánh mắt thăm thẳm, giọng điệu lạnh lùng. Lời như này, anh cũng từng nói với Lý Tuyết Nhi. Lý Khinh Hồng rơi vào trầm mặc, cuối cùng dằn lòng, không nói gì nữa. Ở trong tiếng kêu của Lý Tinh Sở, thần trí của Ngụy Thương Kiều miễn cưỡng rõ ràng một phần tỉnh táo. Quay đầu nhìn, lại phát hiện Lý Thế Nhân cũng bình tĩnh nhìn bà ta. Tuy không nói, nhưng ánh mắt đã nhắc nhở bà ta, bà là gia mẫu của vương tộc. Tần Hồng Long lúc này cũng đứng ra, khẽ mỉm cười với tất cả mọi người, thời gian không còn sớm nữa, Hồng Long không làm phiền các vị nữa. Nói xong, Tần Hồng Long chống gậy, xoay người rời đi.
anh ta rất rõ, nơi này là Lý Thị, tình trạng hỗn loạn lớn như này bị anh ta nhìn thấy, nhất định sẽ gây ra phiền phức vô tận, còn không bằng coi như không có chuyện gì, rời đi trước khi xảy ra chuyện. Chỉ là khi lướt qua vai Vương Nhất, cơ thể của anh ta lại khựng lại, lạnh lùng liếc nhìn, lúc này mới rời đi. Lúc đầu, chỉ dựa vào ý chí, Ngụy Thương Kiều còn có thể nhẫn nhịn, nhưng sau khi thời gian dần dần trôi đi, bà ta không chịu được nữa. Các người, ai lấy giúp tôi? Bà ta nhìn tất cả mọi người ở đây, nói bằng giọng run rẩy. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người không ai nói gì, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Bọn họ đều là người của vương tộc, sao có thể tự mình đi bới thùng rác? Ngụy Thương Kiều nhìn thấy, lập tức trong mắt phụt qua tia sắc lạnh. Cuối cùng, giữa đau đớn và thể diện, bà ta vẫn chọn cái trước. Bà ta từ từ đi về phía thùng rác, mọi người lập tức thay đổi sắc mặt. Gia mẫu, không được. Mau dừng tay. Xong rồi, chuyện này nếu truyền ra ngoài, Lý Thị chúng ta sẽ trở thành trò cười của cả thành phố. Tiếng hét vang lên, nhưng không ai đi tới ngăn cản, ánh mắt của Lý Thế Nhân cũng lập tức trở nên vô cùng u ám. Mặc kệ tiếng kêu dừng ở xung quanh, Ngụy Thương Kiều tới bên cạnh thùng rác, không quan tâm mùi của đồ ăn thừa, đổ ngược thùng rác. Cả quá trình, vẻ mặt của bà ta rất uất ức, nước mắt ngấn ngấn, nhưng vẫn không cho rơi xuống. Nhất thời, cả phòng khách yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn người phụ nữ bới thùng rác này. Lúc này, có người lúc này mới nhớ ra, 20 năm trước, bà ta chỉ là chim sẻ bay lên cành cao. Không có Lý Thế Nhân, bà ta cái gì cũng không phải. Đột nhiên, Ngụy Thương Kiều giống như tìm được cái gì đó, vẻ mặt lập tức trở nên mừng rỡ. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, bà ta cầm một viên thuốc giống như cầm bảo bối mà đứng dậy. Chính là viên thuốc mà Vương Nhất đã tặng trước đó. Chỉ thấy tay của bà ta run rẩy, bỏ viên thuốc này vào miệng, lại rót một ly nước, vội vàng uống xuống. Thuốc vào trong bụng, cơn đau quả nhiên giảm đi rất nhiều, Ngụy Thương Kiều cũng thở phào như thoát được gánh nặng. Đột nhiên, bà ta cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn bà ta, Ngụy Thương Kiều vô thức xoay người, sau đó sắc mặt tái nhợt. Thế Nhân, ông nghe tôi nói. Tâm thần của bà ta rất run rẩy. Vội vàng muốn giải thích gì đó với Lý Thế Nhân. Tuy nhiên, Lý Thế Nhân chỉ nhấc tay làm động tác im lặng, Ngụy Thương Kiều không dám nói tiếp nữa, đồng tử trợn to, cả người cực kỳ run rẩy. Lên tầng đi. Ông ta không có tức giận, càng không có trách cứ Ngụy Thương Kiều, chỉ bình thản nói ba chữ. Nhưng ba chữ này đủ khiến Ngụy Thương Kiều tuyệt vọng. Thế Nhân, giọng nói của bà ta mang theo một phần van xin, ánh mắt càng vô cùng tuyệt vọng. Nhưng Lý Thế Nhân từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn bà ta. Được. Ngụy Thương Kiều cuối cùng ngậm miệng lại, không dám làm trái ý của Lý Thế Nhân, mất hồn mất vía đi lên tầng. Đám người Lý Tinh Sở, Lý Minh Hổ, Lý Tử Âm thấy tình hình không ổn, cũng lũ lượt cáo từ rời đi. Chỉ có ánh mắt của Vương Nhất, Lý Khinh Hồng, Lạc Thanh Thủy luôn nhìn bóng lưng của Ngụy Thương Kiều, mãi tới khi bà ta rời đi. Bọn họ phát hiện một chuyện thú vị. Ngụy Thương Kiều vẫn ăn mặc xinh đẹp, cử chỉ ưu nhã, nhưng không có ai cảm thấy thân phận của bà ta tôn quý nữa, ngược lại, cực kỳ bình thường. Có những người, mặc đồ mới của hoàng đế cũng khó làm nổi bật được sự đường hoàng, có vài người, cho dù mặc vải thô cũng vẫn rất cao quý. Một lúc sau, Lạc Thanh Thủy thở dài một tiếng, không khó đoán ra, ngày tháng sau này, Ngụy Thương Kiều sẽ không sống tốt. Cộp, cộp, cộp. Bỗng nhiên. Lý Khinh Hồng đi tới trước mặt Lý Thế Nhân, vẻ mặt nhìn trông có hơi tức giận, ông tại sao đối xử với bà ta như vậy? Trên mặt Lý Thế Nhân vẫn nở nụ cười ôn hòa, hỏi ngược lại, con đang tức giận cho bà ấy sao? Lý Khinh Hồng nghẹn lại, không đáp lại, chỉ nói, bà ta là vợ của ông. Vương Nhất nhìn thấy, không có ngăn cản. Nhìn như là Lý Khinh Hồng đòi công bằng cho Ngụy Thương Kiều, trên thực tế, cùng là người vợ, cảm thấy cộng hưởng thôi. Lý Thế Nhân rơi vào trầm mặc, một lúc sau, nụ cười trên mặt nhạt đi. Ba chỉ có một người vợ. Nói xong câu này thì đi qua bên cạnh Lý Khinh Hồng. Lạc Thanh Thủy ở đằng sau cơ thể chợt run lên, không dám tin mà nhìn bóng lưng của Lý Thế Nhân, lẩm bẩm, anh ta còn yêu chị mình. Vương Nhất thính tai, đương nhiên cũng nghe thấy câu nói này, sắc mặt lúc này cũng hơi thay đổi. Ba chỉ có một người vợ. Câu này lúc đầu nghe thì không vấn đề gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, lại đáng để suy ngẫm.
Nếu là Ngụy Thương Kiều, Lý Thế Nhân không thể vô tình như vậy, vậy thì chỉ có một người. Mẹ của Lý Khinh Hồng, đệ nhất mỹ nữ Yên Kinh trước kia. Chỉ là, điều Vương Nhất không hiểu là nếu ba vợ đến bây giờ vẫn yêu mẹ của Lý Khinh Hồng, tại sao lại đồng ý ly hôn? Rồi tại sao lại cưới một tiểu tam? Lạc Thanh Thủy cũng dường như phát giác điều Vương Nhất nghĩ trong lòng, nhỏ giọng nói, đến bây giờ gì cũng không rõ trong lòng anh ta nghĩ thế nào, đàn ông các cháu, không có ai tốt lành. Vương Nhất bỗng chốc cười khổ, vì chị gái mà cảm thấy bất công, tại sao còn dính tới anh? Sau đó, anh nhìn sang ba vợ đứng ở bên ngoài đình viện hút thuốc. Cơ thể vẫn thẳng tắp hiên ngang, chỉ là dưới sự chói rọi của ánh trăng, lại có thêm một phần cô độc xa cách thế giới. Đối với một người ba vợ như vậy, Vương Nhất có hận cũng không hận được. Do dự một lát, anh vẫn đi tới bên cạnh Lý Thế Nhân, ngẩng đầu nhìn trăng cùng với ông ta. Trăng hôm nay thật tròn, Vương Nhất cảm thán rồi nói. Lý Thế Nhân liếc nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng, không lên tiếng. Vương Nhất cũng không để bụng, tiếp tục cười rồi nói, bác trai, cảm ơn bác không có nhúng tay vào chuyện giữa cháu và bác gái. Lý Thế Nhân nhả ra một vòng khói, bình tĩnh nói, không cần cảm ơn tôi, dù sao cũng không phải vì cậu. Cháu biết, đều giống nhau. Vương Nhất mỉm cười, anh hiểu, Lý Thế Nhân không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn ra vợ của ông ta muốn mượn tay của Vương Nhất tới sỉ nhục con gái lớn của ông ta, lạnh lùng quan sát là nhất định, chỉ có điều, là vì Lý Khinh Hồng. Lý Thế Nhân cười lạnh một tiếng, phản kích tối nay của cậu rất đặc sắc, nhưng vẫn không thể thay đổi ấn tượng của cậu ở trong lòng tôi, nhiều nhất, chỉ có chút thông minh vặt mà thôi. Vương Nhất cũng không để tâm. Nhìn mặt trăng rồi nói, ngày tháng còn dài, sẽ có một ngày, bác trai bác sẽ chấp nhận cháu. Ý cười lạnh trên mặt Lý Thế Nhân càng sâu, cậu còn có ngày sau ư. Câu nói này ẩn chứa sự uy hiếp, Vương Nhất lại mỉm cười, hoàn toàn không để tâm, còn chỉ vào pháo hoa bắn ở đằng xa rồi nói, lát nữa chúng cháu muốn quay về bắn pháo hoa, bác trai, cùng nhau không? Lý Thế Nhân không nói gì, nhìn pháo hoa bắn cách đó không xa tới thất thần. Không đi thì thôi vậy. Vương Nhất mỉm cười, xoay người rời đi. Không lâu sau, anh cùng với Lý Khinh Hồng, Lạc Thanh Thủy đi ra khỏi biệt thự. Trong mắt của Lý Thế Nhân, pháo hoa màu sắc ở đằng xa dần dần biến thành một gương mặt giống Lý Khinh Hồng 70%, cuối cùng ông ta không trầm mặc nữa, gọi Vương Nhất. Đợi đã, tôi cũng đi cùng. Ba người đều sững người, sau đó Vương Nhất nở nụ cười, Lý Khinh Hồng lại đanh mặt lại. Vẻ mặt rất ghét bỏ, nhưng cũng không nói gì. Đi xe của tôi đi. Rất nhanh, một chiếc xe rộng rãi chạy tới, chạy về phía lâu đài. Cùng lúc này, tầng 3 của biệt thự, rèm cửa kéo ra. Ngụy Thương Kiều mặt mày lạnh lùng, nhìn chiếc xe chạy đi xa, vẻ mặt vô cùng oán độc. Nửa tiếng sau, chiếc xe từ từ chạy vào lâu đài rộng lớn. Lý Tuyết Nhi đang hướng dẫn Vương Tử Lam phân loại chủng loại hoa. Nhìn thấy đám người Vương Nhất xuống xe, lập tức vẫy tay. Chị, anh rể, dì út, còn cả ba. Đặc biệt là một tiếng cuối cùng, càng bất ngờ, cô ta không ngờ ba luôn lạnh lùng cũng sẽ tới bắn pháo hoa. Thỉnh thoảng cũng phải thư giãn. Trên gương mặt cương nghị bình tĩnh của Lý Thế Nhân, cũng hiếm khi xuất hiện ý cười. Mọi người bắn đi. Vẻ mặt của Lý Khinh Hồng có hơi kháng cự, rất để bụng sự có mặt của Lý Thế Nhân. Lý Thế Nhân lập tức rất phiền muộn, có lòng muốn nói cái gì đó, lại không thể mở miệng. Vương Nhất nhìn thấy, khẽ nói, Tết Trung Thu một năm chỉ có một lần, đi bắn pháo hoa đi. Lý Khinh Hồng đâu có không hiểu ý của Vương Nhất, trầm mặc một lúc, liếc nhìn Lý Thế Nhân, vẫn miễn cưỡng đồng ý, vậy được rồi. Lý Thế Nhân lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt vậy mà có hơi kích động. Đồng thời, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất không còn tràn ngập địch ý như trước. Mà gật đầu với anh, coi như cảm ơn. Lâu nay, quan hệ của ông ta và con gái lớn đều vô cùng tệ, Vương Nhất dẫn mối ở trong, mới khiến ông ta có cơ hội cùng nhau bắn pháo hoa với con gái lớn. Cho dù không thích Vương Nhất, cũng sẽ bày tỏ sự cảm ơn. Lý Tuyết Nhi phát cho một người một cây pháo hoa, trong tay Lý Thế Nhân cũng có một cây. Vương Nhất dùng bật lửa đốt pháo ở trong tay Lý Khinh Hồng, rồi đốt cho mình, rất nhanh, pháo hoa bắn lên trời. Nổ ở trong bầu trời đêm. Bùm bùm bùm. Một chùm phóng lên, một chùm rơi xuống, khiến cho gương mặt của Lý Khinh Hồng lúc sáng lúc tối. Nhìn những pháo hoa này, Lý Khinh Hồng cũng dần dần thả lỏng, trên mặt nở nụ cười.
mọi người chơi. Vương Nhất bắn xong một cây thì không bắn nữa, đi tới trước mặt Lý Thế Nhân. Lý Thế Nhân cũng như vậy, hai người đàn ông đều nhìn về cùng một hướng. Lý Khinh Hồng. Pháo hoa càng lúc càng nhiều, sự lạnh lùng trên mặt cô cũng hòa tan, cười một cách rạng rỡ. Chỉ là nụ cười này, trở thành một thứ mà hai người đàn ông bảo vệ cả đời. Chỉ có điều, phương thức khác nhau. Nếu cậu có thể khiến Khinh Hồng không còn hận tôi nữa, tôi thừa nhận cậu. Trong bóng tối, Lý Thế Nhân bỗng mở miệng. Vương Nhất chợt sững người, sau đó mỉm cười hờ hững, không nói gì. Bắn xong pháo hoa, Lý Thế Nhân cũng không nán lại mà rời khỏi đây. Lý Khinh Hồng đã đặt xong vé máy bay 9 giờ sáng, đang muốn đi vào nhà thì lại phát hiện Vương Nhất vẫn đứng đó. Anh sao không đi vào? Vương Nhất mỉm cười, em dỗ Tử Lam ngủ trước, anh còn có chút việc. Nói xong, cũng rảo bước đi ra khỏi cửa lớn. Lý Khinh Hồng lộ vẻ lo lắng, bởi vì cô phát hiện, khi nói lời này, trong mắt Vương Nhất vụt qua một tia rét lạnh. Từ sau khi rời khỏi Lý Thị, Tần Hồng Long không có quay về Tần Thị, mà kêu tài xế lái xe tới khu ngoại ô cách đó không xa. Trăng mờ gió lớn, gió rét khí lạnh. Tần Hồng Long chống gậy, mặt mày u ám nhìn xung quanh không có ai, bỗng nói, tôi biết cô ở đây, còn không mau đi ra. Vù vù, gió bỗng nổi lên, thổi tới tiếng xào xạc của bóng cây xung quanh. Đột nhiên truyền tới một tiếng cười trẻ con giống như chuông kêu. Khi khi, anh đêm hôm không ở nhà, đến chỗ tôi làm gì? Trong rừng cây tối đen đột nhiên xuất hiện một bóng người thấp bé. Đầu tròn, mắt to, trên chân có một đôi giày thêu hoa màu đỏ. Trừ áo khoác ngũ độc trên người, trên cổ còn đeo một chiếc khóa trường mệnh. Nếu Vương Nhất ở đây, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì cô bé này chỉ có chiều cao 1m², chính là sát thủ dùng cổ, Hồng Phật. Tần Hồng Long lại không có tâm trạng đùa với cô ta, sắc mặt cực kỳ u ám, nhiệm vụ thất bại rồi. Nghe vậy, gương mặt nhỏ xinh xắn của Hồng Phật từng chút trở nên nghiêm nghị, không thể nào, hoa miệng của tôi giết người vô hình, không thể thất bại. Sự tự tin của Hồng Phật khiến biểu cảm trên mặt Tần Hồng Long nhạt đi vài phần. Sự thật là thất bại rồi. Hoa miệng của cô bây giờ đã bị người ta tìm ra, ngay cả gốc cũng nhổ lên rồi. Cái gì, ngay cả gốc cũng nhổ lên? Lời của Tần Hồng Long khiến sắc mặt của Hồng Phật thay đổi. Ngây ngốc nhìn hai lần, ánh mắt của cô ta trở nên u ám, ngay cả giọng điệu cũng âm trầm không ít. Đây là giống hoa chân quý mà tôi 10 năm ở Tây Cương khó khăn lắm mới có được, vậy mà bị nhổ gốc. Rốt cuộc là ai to gan như vậy? Còn có thể là ai, đương nhiên là tên Vương Nhất kia rồi. Giọng điệu Tần Hồng Long lạnh lùng, khi nói tới, Vương Nhất, chân răng của anh ta cũng đang run rẩy. Do đó có thể thấy, anh ta hận Vương Nhất tới mức độ nào. Vương Nhất, tức chết tôi rồi. Hồng Phật cũng nổi giận, tức đến mức giẫm chân. Tần Hồng Long lại lạnh lùng nhìn Hồng Phật nổi giận, lòng tin trong lòng về cô ta cũng hoàn toàn biến mất. Nếu đã bất bại rồi, Vương Nhất không bị Lý Thị phán tội giết người, hợp tác giữa chúng ta cũng kết thúc tại đây. Anh ta mặt mày bình tĩnh nói với Hồng Phật, số tiền còn lại và chuyện tôi hứa với cô, tôi sẽ không thực hiện, cô lập tức rời khỏi Yên Kinh đi. Vụt! Lời này vừa dứt, Hồng Phật còn trong cơn phẫn nộ lập tức bình tĩnh lại, vẻ mặt lập tức trở nên sững sờ, anh muốn nuốt lời ư. Tần Hồng Long nói với vẻ vô cảm, nhiệm vụ đã thất bại rồi, cô còn muốn số tiền còn lại. Nằm mơ! Nghe vậy, sát ý trên mặt Hồng Phật tăng lên, cái này khác với những gì nói trước đó. Trước đó anh nói tôi chỉ cần lấy ra hoa miệng của tôi, để người phụ nữ của Lý Thị kia trúng độc là được. Tôi mặc kệ, số tiền hứa với tôi, và việc xây dựng trường học ở Biên Cương, anh đều phải thực hiện. Nếu không tôi giết anh. Nói tới phía sau, sắc mặt của Hồng Phật đã trở nên cực kỳ âm hàn. Đàm phán không thành, vẻ mặt của Tần Hồng Long cũng trở nên lạnh lẽo. Sự việc còn phải nói từ chuyện ba con Lý Tinh Sở, Lý Phan hứa gả Lý Khinh Hồng cho anh ta. Không ngờ lại vì sự ngăn cản của Vương Nhất và việc tự sát của Lý Khinh Hồng mà kết thúc trong thất bại. Tần Hồng Long cũng rất hận Vương Nhất, thử thần không biết quỷ không hay giết hại, vào lúc này, Hồng Phật chủ động tìm tới cửa. Thông tin Vương Nhất vào kinh cũng truyền khắp thành phố Thiên An, Hồng Phật cũng biết tin này, vì vậy chạy ngàn dặm, hợp tác với Tần Hồng Long. Hoa miệng là Hồng Phật để vào, mục đích là khiến Ngụy Thương Kiều trúng độc, từ đó giá họa cho Vương Nhất, mượn tay của Lý Thị. Giết Vương Nhất, không ngờ lại bị Vương Nhất vạch trần, nhiệm vụ thất bại.
Trong lòng Tần Hồng Long có lửa giận, đương nhiên sẽ không trả phần tiền còn lại, điều này cũng chọc giận Hồng Phật. Vù vù vù, ánh mắt của Hồng Phật rét lạnh, khí thế trên người bốc lên, một con rắn lục màu xanh lè thuận theo cánh tay của cô ta bò lên vai của cô ta, thè lưỡi, lạnh lùng nhìn Tần Hồng Long. Tuy nhiên, Tần Hồng Long không có bất cứ sự sợ hãi nào, ngược lại cười lạnh một tiếng, muốn giết tôi, chỉ dựa vào cô ư. Vừa dứt lời, tài xế luôn đợi ở trong xe cũng xuống xe, đi tới trước mặt Tần Hồng Long, lạnh lùng nhìn Hồng Phật. Ở trước mặt tài xế này, Hồng Phật vậy mà cảm nhận được một chút khí tức của cường giả. Có điều, cô vẫn không hề sợ hãi, nơi này là rừng rậm, là sân chơi của cô. Tuy nhiên, khi một trận đại chiến sắp nổ ra, một tiếng cười nhàn nhạt truyền tới. Tần Hồng Long, tôi biết ngay là anh làm. Ai? Tần Hồng Long và Hồng Phật thay đổi sắc mặt, vô thức quay đầu, lại nhìn thấy một người khiến bọn họ cực kỳ sợ hãi. Đèn đường tối tăm, kéo dài bóng của anh. Vương Nhất nhìn bọn họ với ánh mắt bình tĩnh, giống như nhìn hai người chết. Đằng sau, Lãnh Nhan mái tóc đen bay bay, cũng lạnh lùng nhìn bọn họ. Vương Nhất! Ngay lập tức, Tần Hồng Long và Hồng Phật giống như gặp phải kẻ địch mạnh, mỗi người lùi lại một bước. Đặc biệt là Hồng Phật, cô ta từng bị Lãnh Nhan dạy dỗ, tới nay còn để lại ám ảnh. Chỉ là cục tức trước đó bất luận như nào cũng không nuốt trôi được, nhân lúc Vương Nhất vào kinh thì mạo hiểm, hợp tác với Tần Hồng Long. Bây giờ không chỉ thất bại, còn bị Vương Nhất bắt tại trận, một lần nữa khiến cô ta rơi vào tuyệt vọng. Nhưng sự chú ý của Vương Nhất dường như không đặt trên người cô ta, chỉ tùy ý liếc qua, rồi dừng mắt ở trên người Tần Hồng Long. Trên mặt, bỗng nhiên hiện ra một nụ cười khiến người khác không rét mà run. Xem ra, 5 năm trước đánh gãy một chân của anh, vẫn không làm cho anh nhớ, cứ muốn hai chân đều gãy mới biết đau sao. Lời này vừa dứt, Tần Hồng Long giống như bị kích thích, đồng tử giãn ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nhìn biểu cảm của anh ta, Hồng Phật ở một bên sững sờ chớp mắt, sau đó giống như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi. Cái chân gãy của Tần Hồng Long là do Vương Nhất đánh gãy. Anh còn dám nhắc tới. Anh ta mặt mày dữ tợn, tức giận nhìn Vương Nhất. Từ trong phản ứng của Tần Hồng Long, Hồng Phật biết 80,90% là thật. Tôi sao không dám chứ? Khóe miệng của Vương Nhất nhếch lên, nhìn Tần Hồng Long đầy khinh thường, chuyện đó đã qua 5 năm rồi, không ngờ anh vẫn không biết hối cải. Những lời này hoàn toàn chọc giận Tần Hồng Long, cơn phẫn nộ đã nuốt đi lý trí của anh ta. Cậu chủ, bình tĩnh. Tài xế ở một nên lên tiếng kịp thời, nơi này là Yên Kinh, cậu là cậu chủ của Vương tộc Tần Thị, cần gì cứng đối cứng với một kẻ ở rể như cậu ta. Tần Hồng Long cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh, không sai, Vương Nhất, tuy tôi chán nản rời khỏi trước anh một bước, nhưng anh cũng không tốt đi đâu được, nếu không cũng sẽ không đi làm kẻ ở rể, anh lấy cái gì đấu với tôi chứ? Nghe vậy, Vương Nhất cũng hơi sững sờ, sau đó bật cười, anh thật sự cho rằng như vậy sao? Anh và Tần Hồng Long quen nhau từ 5 năm trước, chỉ có điều, Tần Hồng Long nhìn chúng Khương Nhã Mi, muốn chiếm hữu, cuối cùng bị Vương Nhất đánh gãy chân, chán nản rút về. Vốn tưởng rằng 5 năm trôi qua, anh ta sẽ thu liễm một chút, không ngờ vẫn giống 5 năm trước. Đương nhiên, trên mặt Tần Hồng Long nở nụ cười lạnh, chỉ cần anh lăn lộn tốt một chút, cũng sẽ không xuất hiện ở đây, làm một kẻ ở rể. Vốn muốn chiếm lấy vợ của anh làm của riêng, đoạt đi mọi thứ của anh, bây giờ, anh tự đưa đến cửa thì đừng trách tôi. Tuy anh ta què một chân, nhưng cơ thể vẫn khá ổn, quát lớn nói, đánh gãy một chân của mình. Sau đó quỳ xuống, nếu không, tôi cho anh nằm xe cấp cứu quay về, đương nhiên cũng có thể là xe tang. Sau khi lời nói mang đầy tính trả thù của Tần Hồng Long vừa dứt, tài xế ở bên cạnh bước lên một bước, lạnh lùng nhìn Vương Nhất, tự đánh gãy một chân, tha cho cậu rời đi. Lãnh Nhan cũng bước lên, tuy không nói gì, nhưng trong tay đã có thêm một thanh đao sắc lạnh. Hồng Phật nhìn hồi lâu mới nhìn rõ cục diện bây giờ. Tần Hồng Long muốn ra tay với Vương Nhất. Điều này đúng ý nguyện của cô ta, lúc này, cô ta trốn sang một bên, ngồi xem hổ đấu. Tuy nhiên, mới đi một bước, đằng sau truyền tới giọng nói trầm thấp của Tần Hồng Long. Cô Hồng Phật, cô muốn đi đâu? Hồng Phật lập tức cứng đờ mặt, vốn muốn vụt người trốn sang một bên, cũng không tự chủ mà dừng lại, quay đầu lại, cười rạng rỡ một tiếng. Cô Hồng Phật, cô đến Yên Kinh liên thủ với tôi.
không phải đến là vì để giết Vương Nhất hay sao? Tần Hồng Long nheo mắt đánh giá Hồng Phật. Bây giờ, chính là cơ hội tốt, anh ta ở trước mặt chúng ta, cô và tài xế của tôi cùng nhau ra tay, giết anh ta. Nói đến đây, ánh mắt anh ta lập tức rét lạnh, một cỗ hàn ý dày đặc hiện lên. Anh ta đối với Vương Nhất, hận tới tận xương tủy. 5 năm trước, chuyện anh ta bị Vương Nhất đánh gãy chân truyền tới vương tộc Tần Thị, bị coi là nỗi nhục nhã của gia tộc. Nhưng anh ta không có cách nào cả, ngay cả báo thù cũng không làm được. Bởi vì Vương Nhất là người của quốc gia, Tần Thị không thể vì một mình Vương Nhất, đi mạo hiểm như vậy. Anh ta chỉ có thể đợi, cả ngày u uất, trở nên sợ ánh mặt trời, tiếng cười của tất cả mọi người đều trở nên chói tai, giống như cười nhạo anh ta đi đường với tư thế như vịt kia. Bây giờ, đợi tới khi Vương Nhất giải ngũ, lại biết được anh ta đến Yên Kinh, tất cả thù mới hận cũ, cùng lúc bùng nổ trong lòng. Anh ta không biết Vương Nhất bây giờ có quân hàm gì, nhưng chỉ làm lính 5 năm thì giải ngũ, thiết nghĩ cũng không phải nhân vật quan trọng gì, giết cũng dễ. Sắc mặt của Hồng Phật hơi thay đổi, trong đôi mắt to tràn ngập sự tinh quái, vậy mà mang theo một chút ngỡ ngàng, quay đầu nhìn Tần Hồng Long, lại nhìn Vương Nhất. Vương Nhất lúc này nhìn sang cô ta, ánh mắt vẫn giống như trước, lạnh nhạt, bình tĩnh. Ba bên giao nhau, càng giống như chiến trường ân oán của Tần Hồng Long và Vương Nhất hơn. Hồng Phật không có cảm giác tồn tại, bây giờ ánh mắt của Vương Nhất bất thình lình dừng ở trên người cô ta, vậy mà khiến cô ta có một loại cảm giác sợ hãi trong lòng. Tôi cảm thấy, vẫn là bỏ đi. Hồng Phật đứng ở một bên, không có ý ra tay. Nếu đã như vậy, cô Hồng Phật, hy vọng cô sẽ không vì quyết định mà hối hận. Tần Hồng Long cũng không để tâm, cười như không cười với Hồng Phật. Hồng Phật đâu thể nghe không ra ý uy hiếp trong lời anh ta. Lập tức thẹn quá hóa giận, anh có ý gì? Tuy nhiên, Tần Hồng Long chỉ nhìn cô ta giống như nhìn người chết, sau đó nói với tài xế ở phía sau, ra tay đi. Nói xong, xoay người rời đi, quay lại trên xe chờ đợi. Ở trong mắt anh ta, tài xế của anh ta ra tay, Vương Nhất đã là người chết. Được, tài xế đáp một tiếng, cất bước đi về phía Vương Nhất, thái độ cứng rắn, cậu tự mình đánh gãy tứ chi, hay là muốn tôi giúp cậu? Ông ta biết, lời này với tính của cậu chủ, không thể để Vương Nhất hoàn hảo được. Vương Nhất lại cười rất thản nhiên, không để ý anh ta, mà quay sang nhìn Hồng Phật, chuyện đáng sợ nhất của con người chính là sai càng thêm sai, may mắn, cô không có sai thêm nữa. Gương mặt nhỏ của Hồng Phật chợt đỏ ửng, lắp bắp giải thích, tôi chỉ là muốn dạy dỗ anh, không có ý muốn giết anh. Nghe thấy lời của Vương Nhất, trái tim của cô ta cũng yên tâm không ít. Hình tượng sát thần của Lãnh Nhan vẫn in sâu trong tim của cô ta sao dám chính diện ra tay với bọn họ nữa chứ? Thật sự tìm chết. Thấy Vương Nhất trực tiếp phớt lờ, tài xế lập tức nổi giận, chỉ nghe một tiếng bụp bụp, bắp thịt trên người ông ta vậy mà trực tiếp to thêm. Giẫm một cước thật mạnh, mặt đất dưới chân theo tiếng mà sụp xuống. Toàn thân Hồng Phật không khỏi run lên, đây chính là thực lực của cường giả Yên Kinh, gạt bỏ những bàng môn tà đạo như cô ta không nói. Cô ta ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ được. Vương Nhất cũng có hơi ngạc nhiên nhìn ông ta, bất luận là lực bạo phát, hay tốc độ, đều hơn Nhan Tề, hội trưởng của cả hiệp hội võ đạo ở Thiên An. Có điều, chỉ vậy mà thôi. Trong mắt Lãnh Nhan bùng nổ sát ý vô tận, đang muốn ra tay, một bóng người thẳng tắp lại đi qua cô ta. Thiếu chủ, ánh mắt của cô ta mờ mịt, trong lòng nghi hoặc, loại kiến hôi này cần gì thiếu chủ đích thân ra tay. Có điều. Cô ta vẫn ngoan ngoãn lùi sang một bên, nhìn chằm chằm Hồng Phật ở một bên, có quỷ mới biết cô ta liệu có âm thầm phóng ra cái sâu nhỏ kinh tởm gì không. Lúc này, gió nổi lên, thổi bay quần áo của Vương Nhất, ánh mắt của anh lại rất bình tĩnh. Quay lại nói với Tần Hồng Long, là anh ta đã hại ông. Chủ nhục thần chết, lời này vừa dứt, trên mặt tài xế lại cực kỳ u ám, oát con, cho dù tôi giết cậu tại đây, cậu chủ cũng sẽ không nói gì. Nói xong. Cả người lăng không nhảy lên, tung một cước. Cước phong lăng lệ, không khí cũng không ngừng phát ra tiếng nổ bụp bụp. Nhưng Vương Nhất vẫn đi rất sửng dưng, giống như không nhìn thấy một cước đã tới. Trái tim của Hồng Phật đập thình thịch, vậy mà cũng toát mồ hôi thay Vương Nhất. Dù sao Vương Nhất chết, người tiếp theo sẽ tới lượt cô ta. Cô ta chỉ từng thấy Lãnh Nhan ra tay, chưa từng thấy Vương Nhất ra tay. Tuy nhiên ngay sau đó, một màn xuất hiện trước mặt lại giống như búa tạ ghè xuống,
đánh tan sự nghi ngờ của cô ta. Bụp! Vương Nhất Thuận tay đưa ra, vậy mà túm chuẩn xác cổ chân của tài xế. Ngay lập tức, sắc mặt của ông ta thay đổi, hiện ra một chút kinh sợ, oát con, cậu dám. Rắc! Ngay sau đó, cổ tay của Vương Nhất bỗng dừng sức, khớp giữa lòng bàn chân và cổ chân, vậy mà bị anh vặn 90 độ. Á! Tài xế vừa chuẩn bị kêu thảm thiết, Vương Nhất một quyền đấm vào mặt của ông ta bị đánh nuốt trở lại. Cơ thể của ông ta bay ra rất xa. Một màn này đã chấn động sâu sắc tới tâm hồn của Hồng Phật, cơ thể nhỏ bé thậm chí đã run rẩy. Vốn cô ta còn tưởng Vương Nhất hống hách như vậy là vì Lãnh Nhan, bây giờ cô ta mới biết, anh so với Lãnh Nhan còn mạnh hơn. Vương Nhất từ trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt tài xế, thần sắc lạnh nhạt, vừa rồi ông nói, muốn phế tứ chi của tôi. Rắc 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 rắc. Vừa dứt lời, Vương Nhất liên tục hạ chân, đạp gãy tứ chi của tài xế. Á! Tiếng kêu thảm thiết của ông ta vang vọng trong bầu trời đêm, khiến người khác không rét mà run. Hồng Phật trợn mắt há hốc mồm, cơ thể vậy mà không khỏi lùi lại, bụp một tiếng, ngồi phịch mông xuống đất. Hành vi tàn bạo của Vương Nhất đã dọa cô ta, đặc biệt là trước đó cô ta còn vọng tưởng ám sát Vương Nhất, cô ta càng bị dọa. Vẻ mặt của Lãnh Nhan lại như bình thường, mức độ này đối với thiếu chủ mà nói, căn bản không tính là gì cả. Nghe nói ông muốn giết tôi. Vương Nhất nheo mắt nhìn ông ta, giọng nói ẩn chứa sát ý vô tận. Đơn đớn kịch liệt khi tứ chi bị gãy, đau tới mức khiến cả người ông ta toát mồ hôi, dùng tất sức toàn thân mới lên tiếng với vẻ mặt kinh sợ. Cậu, rốt cuộc là ai? Lời của Tần Hồng Long, hoàn toàn sai rồi. Đây đâu phải là kẻ ở rể phế vật chứ. Chỉ với thực lực này, nhìn khắp cả nước hát, có mấy người trẻ nào có thể làm được. Mà người như này, không thể là kẻ vô danh, ông ta biết bản thân hôm nay chết chắc rồi, nhưng ông ta chỉ muốn biết mình chết trong tay ai. Tuy nhiên, Vương Nhất lại cười hờ hững, Diêm Vương biết nhiều hơn tôi đấy. Nói xong thì một cước giẫm mạnh vào xương ngực của ông ta, bị giẫm chết. Tần Hồng Long vẫn không biết tài xế mạnh nhất của mình đã bị giết chết, lúc này anh ta đang ngồi trong xe, yên lặng chờ tài xế quay lại. Nhưng trôi qua rất lâu cũng không thấy tài xế quay lại. Sắc mặt của anh ta lộ vẻ nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới trường hợp xấu, dù sao thực lực của tài xế anh biết rõ, cho dù cả Yên Kinh cũng xếp ở vị trí đầu. Cốc cốc cốc! Đột nhiên, vang lên tiếng có người gõ cửa sổ. Sắc mặt của Tần Hồng Long u ám. Tùy ý gõ cửa sổ xe của người khác là một hành vi rất mất lịch sự. Huống chi, anh ta là cậu chủ của Vương tộc Tần Thị. Đang muốn mở miệng chửi, bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy một gương mặt ở ngoài cửa, một gương mặt mỉa mai nhìn anh ta cười. Ai? Cả người Tần Hồng Long rúm lại, nhìn chằm chằm bóng người bên ngoài cửa sổ. Khi nhìn rõ người đó là ai, anh ta lập tức hét lên một tiếng, Vương Nhất. Anh, là anh. Anh ta nhìn Vương Nhất một mình đứng ở một bên, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi, tài xế của tôi đâu, ông ta ở đâu? Vương Nhất vốn nên chết lại không tổn hại đứng ở trước mặt anh ta, tài xế của anh ta lại không thấy đâu, điều này hoàn toàn làm loạn kế hoạch của anh ta. Vương Nhất lại cười mỉa mai, tài xế của anh ở đâu, không bằng anh đoán thử. Câu nói này càng khiến trái tim của Tần Hồng Long chìm xuống đáy cốc, một lát sau. Anh ta nghiến răng nói, ông ta bị anh giết rồi, có đúng không? Cái chết của ông ta, anh phải chiếm phần lớn nguyên nhân. Nụ cười trên mặt Vương Nhất thu lại từng chút, nói tới cuối cùng, mặt mày của anh đã giá lạnh. Lời này vừa dứt, tâm thần của Tần Hồng Long càng rung chấn. Đương nhiên, nguyên nhân chấn động là vì Vương Nhất vậy mà giết ngược tài xế của anh ta, chứ không phải cái chết của ông ta. Anh ta mãi mãi cũng không ngờ được. Cái chết của tài xế là vì anh ta mà ra. Hoàn hồn lại, Tần Hồng Long đã mang vẻ mặt dữ tợn, anh thật to gan, vậy mà dám động vào người của Tần Thị chúng tôi. Vương Nhất mỉm cười, căn bản không để tâm. Tần Hồng Long là người như nào, trong lòng anh rất rõ. Thay vì nói lời đe dọa này, chúng ta không bằng nói điều thực tế một chút. Vương Nhất kéo cửa xe ra, không nói không rằng kéo anh ta từ trong xe ra, chuyện tối nay, anh muốn giải thích như nào. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Tần Hồng Long càng thêm u ám. Anh ta đương nhiên hiểu ý của Vương Nhất, không chỉ là anh ta sai khiến Hồng Phật đặt hoa miệng lớn, hãm hại anh, còn kêu tài xế của anh ta giết anh, tới lúc tính sổ rồi.
chỉ là vì sự kiêu ngạo của vương tộc Yên Đô, Tần Thị, và oán hận trong lòng đối với Vương Nhất, anh ta sao có thể thỏa hiệp với Vương Nhất. Vậy nên cơ thể của anh ta đứng thẳng tắp, không nói một lời mà nhìn Vương Nhất. Thấy Tần Hồng Long không nói chuyện, Vương Nhất cũng mỉm cười, dầu dĩ thở dài, Tần Hồng Long ơi Tần Hồng Long, 5 năm trôi qua rồi, tôi tưởng anh biết sai rồi, như vậy tôi còn có thể niệm tình trước kia từng làm lính với anh mà hóa giải thù hận với anh, nhưng biểu hiện của anh lại khiến tôi rất thất vọng. Giọng nói rất giống lời của một người bề dưới nói với người bề dưới, Tần Hồng Long lập tức bị kích thích tới mức trợn tròn mắt, Vương Nhất, anh nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, hóa giải thù hận ư. Chỉ có kẻ yếu mới làm như vậy, tôi sẽ đánh anh vào địa ngục, Khương Nhã Mi là của tôi, vợ của anh cũng là của tôi, tất cả mọi thứ của anh đều là của tôi. Vương Nhất không tức giận, chỉ là mắt của anh từng chút trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Tần Hồng Long. Vậy nên tôi cũng sẽ không nương tay với anh nữa, món nợ của tối nay, anh định trả như nào? Đứng ở độ cao như anh, đã không để loại kiến hôi này vào trong lòng nữa. Chuyện mà anh làm đều tuân theo năm chữ, nợ máu trả bằng máu. Thấy Tần Hồng Long không lên tiếng, ánh mắt của Vương Nhất dừng ở trên cái chân anh đánh gãy, không bằng, lấy cái chân còn lại của anh để đổi. Mắt của Tần Hồng Long lập tức trở nên đỏ rực, giống như dã thú hung tàn nhìn Vương Nhất, anh thử xem. Vương Nhất đã mỉm cười. Cảnh tượng giống nhau, đối thoại giống nhau, tái diễn vào 5 năm sau. Điều khác biệt duy nhất là lần trước Vương Nhất tuổi trẻ đầy sức sống, trong mắt chỉ có không sợ cường quyền, mà lần này, anh trở thành người từ trên cao nhìn xuống. Anh có phải cảm thấy tôi không dám không? Vương Nhất khẽ mỉm cười. Tần Hồng Long không lên tiếng, chỉ là ánh mắt hung tàn nhìn anh. Vệ sĩ mạnh nhất bên cạnh đã chết rồi, Tần Hồng Long rất rõ, anh ta đã thua rồi. Nhưng anh ta không có lùi lại, càng không cầu xin, ngược lại, sống lưng khá thẳng. Người xưa từng nói một câu, thà ngọc vỡ còn không ngói lành. Anh ta chính là miếng ngọc bị ngói đập vỡ đó. Anh ta từ trong ngực móc ra một khẩu súng đen xì, chĩa vào đầu của Vương Nhất, hai mắt ngập máu, ai không dám, kẻ đó là đồ hèn. Vương Nhất trầm mặc một lúc, sau đó khẽ cười thành tiếng, cầm súng dí vào đầu tôi, còn nói ai không dám, kẻ đó là đồ hèn, thật sự chỉ có anh. Tôi đã không có gì để mất nữa rồi. Ngón tay cái của Tần Hồng Long hơi di chuyển trên cò súng, truyền tới âm thanh đạn trên nòng rất bé, lạnh lùng nhìn Vương Nhất, đánh gãy chân của tôi tính là gì chứ? Đối với tôi mà nói, gãy một chân và gãy hai chân không có sự khác biệt gì cả, anh không bằng trực tiếp giết tôi đi. Vương Nhất trầm mặc hồi lâu, trong lòng cuối cùng cũng khẽ thở dài, anh cuối cùng vẫn là xem thường Tần Hồng Long. Người của vương tộc Yên Đô, không có một ai là phế. Anh ta cầm súng chĩa vào đầu anh, uy hiếp anh giết anh ta, nếu thật sự muốn chết, sẽ làm như vậy sao? Anh ta muốn khiến anh chùn bước, lấy lui làm tiến. Vương Nhất mỉm cười, không những không lùi, ngược lại chủ động đi tới trước mặt của Tần Hồng Long, giơ tay giữ chặt khẩu súng trong tay anh ta, dí vào đầu của mình. Không bằng chúng ta cược một ván đi, tôi cược trong súng của anh không có đạn. Anh cười rất rạng rỡ, nhìn Tần Hồng Long nói, nào, nổ súng về đây đi. Hành vi lời nói của Vương Nhất đã vượt qua dự liệu của Tần Hồng Long, sắc mặt của anh ta thay đổi, không dám tin mà trợn to mắt, anh điên rồi sao? Anh ta chỉ là muốn uy hiếp để dễ rời khỏi nơi này, Vương Nhất này, sao không ra bài theo lẽ thường thế? Anh không phải hận tôi hay sao? Tôi cho anh một cơ hội tự mình báo thù, chỉ cần anh bóp cò, mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Ánh mắt của Vương Nhất sắc bén, nhìn Tần Hồng Long, ngược lại, nếu anh bóp cò, không có đạn bắn ra, vậy thì người kết thúc chính là anh. Sắc mặt của Tần Hồng Long tái nhợt, tay cầm súng vậy mà đang run rẩy. Không dám sao, không bằng, tôi giúp anh. Tay của Vương Nhất từ từ túm lấy ngón trỏ của Tần Hồng Long, còn chưa đợi Tần Hồng Long ngăn cản thì đã bóp cò. Tần Hồng Long vô thức nhắm mắt lại. Tuy nhiên, tiếng súng trong dữ liệu không có truyền tới, mà là bắn đạn không. Khói trắng lượn lờ, khóe miệng của Vương Nhất hơi nhếch lên, cười đầy quỷ dị. Tần Hồng Long cực kỳ sốc, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên kinh sợ, tại sao không có đạn. Vương Nhất từ trong tay anh ta giật lấy khẩu súng, từ đầu tới cuối, vẻ mặt đều rất bình tĩnh, bởi vì đây là súng lục ổ quay, muốn nạp đạn thủ công. Trong băng đạn nhiều nhất chỉ có thể chứa 6 viên, nhưng anh lại chỉ có 3 phát có đúng không? Anh sao lại biết? Tần Hồng Long vừa muốn hỏi, đột nhiên đồng tử co rút,
lẽ nào là vừa rồi? Không sai. Vương Nhất cười hờ hững, chính lúc anh vừa xoay ổ quay, tôi nghe thấy âm thanh đạn lên nòng, chỉ có 3 phát, cho nên tôi nói rồi, tôi cược trong súng của anh không có đạn. Anh. Tần Hồng Long nhìn Vương Nhất giống như nhìn thấy ma, ngay cả lời cũng không nói ra được. Anh nói, phát sau, sẽ có đạn không? Vương Nhất xoay bánh răng, sau đó chĩa vào Tần Hồng Long, đột nhiên bóp cò. Bụp. Tiếng súng inh tai nhức óc theo tiếng mà vang lên, viên đạn như ngọn lửa phun ra, xuyên qua gò má của Tần Hồng Long. Bụp. Sắc mặt của Tần Hồng Long tái nhợt, cả người mềm nhũn ở dưới đất. Sau tiếng vang lên, là sự tĩnh mịch vô tận. Tần Hồng Long mềm nhũn ở trên đất, chiếc gậy trong tay rơi ở một bên, anh ta há miệng hít thở, cảnh tượng xung quanh không ngừng biến hóa, ở trong mắt anh ta trở nên vô cùng đáng sợ, giống như con cá thiếu oxy. Anh ta cảm thấy trên mặt lạnh toát, dùng tay sờ, dính dính. Là máu. Bỗng chốc, anh ta giống như bị kẹp cổ họng, sự nghẹt thở như bị đuối nước sộc tới, khiến anh ta không thể hít thở. Vừa rồi là Vương Nhất bắn lệch sao? Đương nhiên không phải, anh là cố ý, nếu Vương Nhất có ý muốn giết anh ta, ở phát súng đó, đầu của anh ta đã bị bắn xuyên rồi. Chính vì như vậy, anh ta mới sợ hãi như vậy, bóng dáng của Vương Nhất giống như bóng ma không đuổi đi được, bao trùm trong tim anh ta. Lúc này, anh ta cuối cùng cũng cảm nhận được chỗ đáng sợ của Vương Nhất, vừa rồi anh kêu anh ta nổ súng, là sớm biết phát súng đó sẽ không bắn ra đạn, tính toán sẵn rồi mới dám nói như vậy. Đây là một người như thế nào? Tần Hồng Long ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Vương Nhất, vậy mà cảm thấy sự run sợ từ tận trong tim. Lúc này, Lãnh Nhan giống như người lớn xách con nhỏ, xách Hồng Phật đi tới đây, vừa hay nhìn thấy một màn này. Hồng Phật trợn to mắt, cô ta không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ tiếng súng trước đó thì thấy, Tần Hồng Long nhất định chịu tổn thương tâm hồn không thể chữa lành. Thiếu chủ, thi thể đã xử lý xong rồi. Lãnh Nhan đi tới bên cạnh Vương Nhất, cung kính nói. Vương Nhất hờ hững gật đầu, sau khi nổ súng thì thuận tay ném khẩu súng sang một bên, sau đó đi lên xe. Trở về thôi. Lãnh Nhan liếc nhìn Hồng Phật sách trong tay, nghĩ một chút rồi cũng ném Hồng Phật ở hàng ghế sau. Vương Nhất liếc nhìn Tần Hồng Long vẫn bị dọa không thể đứng dậy, bỗng nói, nghiền gãy một chân của anh ta. Vâng, thiếu chủ. Ánh mắt của Lãnh Nhan chợt rét lạnh, đạp chân ga, chiếc xe trực tiếp nghiền nhanh qua cái chân hoàn hảo còn lại của Tần Hồng Long. Rắc, một tiếng xương rắc giòn tan vang lên, xương chân lập tức bị bánh xe nghiến gãy. Á, tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan vang vọng ở bầu trời đêm tối tăm, Tần Hồng Long nằm gục trên đất, đau tới mức cơ mặt cũng đang co giật. Một tay đấm mạnh xuống đất, nước mắt trộn lẫn với máu rơi xuống. Vương Nhất, tôi muốn anh chết, tôi muốn anh chết. Á, anh ta vừa chảy huyết lệ, vừa tức giận gầm lên. Trong xe. Lãnh Nhan lái xe vững vàng, ánh mắt của Vương Nhất lại dừng ở trên người Hồng Phật. Hồng Phật mặt mày rất bất an, ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau, hai tay khua khoắng giống như đứa trẻ biết sai, cực kỳ chột dạ. Cô không có gì muốn nói sao? Vương Nhất hỏi. Tim của Hồng Phật lập tức đập thình thịch, nhìn gương mặt của Vương Nhất, bỗng nhiên mồm méo đi, vậy mà bật khóc. Đừng giết tôi, đừng giết tôi biết sai rồi. Tôi chỉ là tức chuyện lần trước thua trong tay hai người, muốn vất lại mặt mũi, cộng thêm Tần Hồng Long cho tôi tiền, còn hứa với tôi một chuyện, nên... nên tôi làm vậy. Nói tới cuối cùng, giọng của cô ta càng lúc càng bé, cũng càng lúc càng sợ, cơ thể co rúm lại ở góc xe, sợ hãi nhìn Vương Nhất. Khi Vương Nhất miểu sát vệ sĩ mạnh nhất bên cạnh Tần Hồng Long thì cô ta đã hối hận rồi, cộng thêm bây giờ Lãnh Nhan mang cô ta đi, có trời mới biết liệu có bị giết người diệt khẩu hay không. Trong lòng Lãnh Nhan không có bất cứ sự thương tiếc nào, Vương Nhất lại nhìn ra sự sợ hãi trong mắt Hồng Phật, xua tay, yên tâm đi, tôi sẽ không giết cô, tôi chỉ là muốn biết, cô tại sao cố chấp đối với tôi như vậy, chắc không chỉ là muốn vớt lại mặt mũi đâu nhỉ. Thật sao? Hồng Phật lập tức không khóc nữa, không chắc chắn mà nhìn Vương Nhất. Thật, Vương Nhất kiên nhẫn nói thật, sát thủ giống như Hồng Phật, anh thật sự không để trong lòng. Nhưng tính đặc biệt trong cách thức cô ta giết người, đối với người khác mà nói, quả thật là một rắc rối lớn. Lá gan của Hồng Phật to hơn một chút, ánh mắt bỗng nhiên nhìn sang Vương Nhất, anh nói không sai, vớt lại mặt mũi là một chuyện, còn một chuyện có liên quan tới ám giả quân mẫu, à không, chị Lãnh Nhan.
hết cách sống dưới mái nhà người ta, chỉ có thể trai mặt gọi Lãnh Nhan một tiếng chị. Lãnh Nhan sao? Vương Nhất sững người, Lãnh Nhan đang lái xe cũng quay đầu nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Hồng Phật gật mạnh đầu, tôi cũng là mấy ngày trước mới biết, tổ chức của tôi là chung một tổ chức với tổ chức của chị Lãnh Nhan trước kia, nói ngặt ra thì chúng tôi là sư tỷ muội đồng môn. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Vương Nhất và Lãnh Nhan thay đổi. Gương mặt xinh đẹp của Lãnh Nhan rét lạnh, những chuyện cô ta trải qua trước kia là lịch sử đen tối của cô ta, Vương Nhất lại nheo mắt lại, lạnh lùng nói dối, tổ chức sát thủ trước kia của Lãnh Nhan đã bị tôi phá hủy rồi. Hồng Phật kinh ngạc liếc nhìn Vương Nhất, cô ta biết tổ chức trước kia của Lãnh Nhan bị một cường giả thần bí phá hủy, không ngờ người này là Vương Nhất. Lúc này, trong lòng lại càng thêm kinh sợ Vương Nhất, tổ chức sát thủ dưới tên bọn họ có rất nhiều, tổ chức của chị Lãnh Nhan chỉ là một trong số đó, bao gồm cả tổ chức của tôi, cũng giống như vậy, đi lên nữa, có, đại não, hạ lệnh tôi mang chị Lãnh Nhan trở về. Đừng nói nữa. Lãnh Nhan dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Vương Nhất liếc nhìn cô ta, nói với Hồng Phật, nói tiếp. Người của tổ chức nói với tôi, chỉ cần tôi có thể mang chị Lãnh Nhan trở về thì có thể cho tôi tự do, nhưng muốn hoàn thành việc này rất khó, chuyện đầu tiên phải làm là giết anh, vừa hay tôi cũng muốn chút giận, cho nên đã tới. Vương Nhất nghe vậy, cũng gật đầu, nếu là như vậy, cô cũng không cần về tổ chức nữa, bởi vì Lãnh Nhan không thể theo cô trở về. Hồng Phật lập tức rơi vào trầm mặc, cắn chặt môi, bỗng nhiên nhìn Vương Nhất với ánh mắt phức tạp, nếu tôi trốn như vậy thì tôi sẽ bị tổ chức truy nã, truy sát tới chân trời góc bể. Vậy cô đi theo tôi. Vương Nhất hờ hững nói, điều kiện cô hợp tác với Tần Hồng Long tôi cũng biết rõ, giúp quê hương của cô tiến hành xây dựng, có đúng không? Hồng Phật lập tức trở nên kích động, anh bằng lòng thu giữ tôi sao? Thiếu chủ, sắc mặt của Lãnh Nhan thay đổi, ngăn cản, cô ta trước đó là muốn giết anh. Tôi biết, nhưng tôi không để tâm. Vương Nhất hờ hững nói, tôi có thể giúp cô, nhưng bây giờ tôi không thể hoàn toàn tin tưởng cô biết phải làm gì không? Hồng Phật nở nụ cười tươi, đương nhiên biết, giúp anh quét sạch mọi sự ngăn cản. Một câu hỏi cuối cùng. Ánh mắt của Vương Nhất chợt rét lạnh, nhìn Hồng Phật nói, tổ chức của cô, chịu sự quản lý của ai? Nghe vậy, sắc mặt của Lãnh Nhan lập tức thay đổi, muốn mở miệng ngăn cản, Hồng Phật đã lại lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết đó là một tổ chức rất thần bí, mỗi năm đều sẽ bắt người trên toàn thế giới, hơn nữa cấp bậc rõ ràng, đặt tên theo người điều hành. Oanh! Lời này vừa dứt, sắc mặt của Lãnh Nhan lập tức trở nên tái nhợt, mắt của Vương Nhất cũng nheo lại đầy nguy hiểm, một cỗ sát ý lạnh lẽo tỏa ra trong không gian nhỏ hẹp. Cảm nhận được trận sát ý này, Hồng Phật còn tưởng mình làm sai ở đâu rồi, bị dọa tới mức cả người run rẩy, vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu đỏ. Đây là thuốc độc của vùng đất Cổ Cương, thuốc giải tôi có thể giao cho anh, tôi bây giờ đã không còn đường để đi, chỉ có thể đầu quân cho anh đừng giết tôi. Tuy nhiên, cô ta rất nhanh thì phát hiện, ánh mắt của Vương Nhất vậy mà dừng ở trên người Lãnh Nhan. Két! Lãnh Nhan đạp chân phanh, đỗ xe ở bên đường, sắc mặt trắng bệch, thiếu chủ, tôi. Tại sao không nói cho tôi, cô đến từ Võng Lượng? Giọng điệu Vương Nhất lạnh lùng cắt ngang lời của cô ta. Nhìn ra được, Hồng Phật không có nói dối, khi con người cùng đường, nhất định sẽ biết gì nói đó. Nhưng chân tướng lại tàn khốc như vậy, cho dù là Vương Nhất, cũng có một loại cảm giác tim bị dao đâm. Ánh mắt u ám của anh nhìn sang Lãnh Nhan, không phải nói anh không tin Lãnh Nhan. Lãnh Nhan đi theo anh 5 năm, Vương Nhất tin Lãnh Nhan trong sạch, điều anh không chịu được chỉ là cô ta còn có điều giấu giếm anh. Mỗi năm đều bắt người vô tội ở khắp nơi. Dựa theo người điều hành mà phân chia giai cấp, không cần nghi ngờ, tổ chức mà Hồng Phật nói chính là Võng Lượng. Vương Nhất không dám tin, Lãnh Nhan vậy mà xuất thân từ Võng Lượng. 5 năm trước, anh chính tay kéo Lãnh Nhan rơi vào vực sâu tuyệt vọng lên bờ, trả tự do cho cô ta, vốn tưởng đã kết thúc, không ngờ, đây chỉ là tổ chức trực thuộc của Lãnh Nhan, ở phía trên còn có một đôi tay, ở đằng sau thao túng tất cả. Lúc này, Vương Nhất có một loại cảm giác hô hấp khó khăn. Giống như có một tấm lưới lớn vô hình bao trùm anh. Lãnh Nhan cũng tái mặt, hai mắt đỏ hoe, cảm xúc kích động nói với Vương Nhất, xin lỗi, thiếu chủ, đây là chuyện duy nhất tôi giấu anh, tôi sợ xuất thân của tôi, anh sẽ ghét bỏ tôi không muốn bị vứt bỏ lần nữa. Ghét bỏ,
Tại sao lại ghét bỏ? Vương Nhất mặt mày nghiêm nghị, mắt lại nhìn chằm chằm Lãnh Nhan, nếu tôi ghét bỏ cô, khi cô cố ám sát tôi thì tôi sẽ không thả cô đi, càng sẽ không cứu cô ra, người tôi tin là con người của cô, chứ không phải xuất thân của cô. Lời này nói vô cùng trầm thấp, cũng chỉ có người Vương Nhất tin tưởng nhất, gần gũi nhất mới có thể khiến cảm xúc của anh xuất hiện dao động như vậy. Còn Hồng Phật ở đằng sau, trực tiếp ngu luôn, cô ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi, nhưng lại không cẩn thận nói ra sự thật mà Lãnh Nhan luôn cố ý che giấu. Thiếu chủ, tôi sai rồi. Lãnh Nhan luôn máu lạnh, lúc này lại rơi nước mắt, tôi là sát thủ do Võng Lượng bồi dưỡng, nhưng từ lúc tôi quyết định đi theo anh, Võng Lượng không có bất kỳ quan hệ gì với tôi nữa, người tôi trung thành, luôn là anh. Tôi biết, thần sắc của Vương Nhất cuối cùng cũng dịu lại một chút, 5 năm nay, nhất cử nhất động của Lãnh Nhan anh đều nhìn thấy, nếu là nội gián ẩn nấp ở bên cạnh anh, không thể làm tới mức dùng mạng để đánh đổi được. Anh chỉ là không chịu được sự phản bội, đặc biệt là sự phản bội của người thân cận nhất, nó giống như cứa tim. Cô để tôi yên tĩnh một mình. Vương Nhất cuối cùng vẫn không nói gì, vẻ mặt u sầu mở cửa xe, một người đứng ở bên đường, lặng lẽ hút thuốc. Lãnh Nhan nhìn thấy, tự trách đồng thời càng đau lòng hơn, lần đầu tiên, cô ta căm ghét xuất thân của mình như vậy. Cô ta hối hận rồi. Hối hận lúc đó đi trên mặt băng mỏng, che giấu sự thật này. Đặc biệt sau khi chuyện đó xảy ra, đại ca của thiếu chủ mất tích, anh hận Võng Lượng thấu xương, Lãnh Nhan không dám nói ra sự thật này. Cái đó, tôi có phải nói sai gì rồi không? Hồng Phật ngồi ở hàng ghế sau mặt mày mờ mịt, cẩn thận hỏi một câu. Lãnh Nhan bỗng quay đầu, đôi mắt đỏ rực lạnh lùng liếc nhìn cô ta, nếu như thiếu chủ nghi ngờ tôi nhất định giết cô. Hồng Phật mặt mày ấm ức, cô ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi, chọc ai trêu ai chứ. Một lúc sau, Vương Nhất hút xong một điếu thuốc, quay lại trong xe. Thiếu chủ, tôi. Lãnh Nhan vừa muốn nói điều gì đó, Vương Nhất lại xua tay, khẽ mỉm cười, không cần nữa, hiểu lầm nói ra là được, đừng để trong lòng. Nói xong, anh lại dặn dò Hồng Phật vài việc, bảo cô ta cùng theo về Thiên An, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Lãnh Nhan chỉ đáp một tiếng, tuy giọng điệu của Vương Nhất dịu đi không ít, nhưng cô ta vẫn nghe ra một chút xa cách trong lời nói, thiếu chủ không còn đối đãi với cô ta như trước kia nữa rồi. Nghĩ tới đây, tim của Lãnh Nhan như dao cứa, cực kỳ khó chịu. Đưa tới đây thôi. Vương tộc Yên Đô, ở cổng Lý Thị, Vương Nhất mỉm cười với Lãnh Nhan. Lãnh Nhan không có sống cùng với Vương Nhất, mà sống ở khách sạn 5 sao ở nội thành. Vâng, thiếu chủ. Lãnh Nhan dõi mắt nhìn Vương Nhất đi vào vương tộc, cô ta lại dừng ở bên ngoài rất lâu, lúc này mới khởi động xe rời đi. Vương Nhất lại không lập tức đi vào, mà đứng một mình rất lâu ở trong đình viện. Anh không thể để Lý Khinh Hồng nhìn ra tâm sự của anh, có vài chuyện, đàn ông phải thầm chịu đựng, không thể để vợ con lo lắng. Trong đầu, văng vẳng một câu Tiết Bình nói trước khi chết. Rơi, ở xung quanh anh. Là cô sao? Thần sắc của Vương Nhất phức tạp. Lẩm bẩm nói. Sự phát triển của sự việc cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta. Vốn muốn biết thông tin của Hồng Phật, không ngờ moi ra thân phận của Lãnh Nhan, cho dù Vương Nhất tin Lãnh Nhan không thể phản bội anh, nhưng mọi dấu hiệu đều chỉ rõ, cô ta là một trong những người rơi được chọn. Một điếu thuốc rất nhanh đã cháy hết, Vương Nhất điều chỉnh tốt tâm trạng, sau đó lặng lẽ mở cửa phòng ra. Đã rất khuya rồi, nhưng Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam vẫn chưa ngủ. Lý Khinh Hồng là vì lo cho Vương Nhất, cô bé thì thuần túy là vẫn chưa hết cơn nghiện pháo hoa, rất có tinh thần. Chồng. Ba. Vừa nhìn thấy Vương Nhất trở về, Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam đều chạy tới đón. Sao muộn như vậy còn chưa ngủ, ngày mai 9 giờ bay rồi. Vương Nhất mỉm cười xoa đầu của Vương Tử Lam, ánh mắt lại dịu dàng nhìn sang Lý Khinh Hồng. Chuyến đi Yên Kinh lần này, tuy từng thấy mặt của Vương tộc Yên Đô, nhưng cũng không có thu hoạch gì cả. Lý Khinh Hồng thay đổi cách gọi với anh rồi. Từ, Vương Nhất, biến thành, chồng. Sau vụ đập vào tường hôn mê, một phòng tuyến tâm lý cuối cùng trong tim Lý Khinh Hồng cuối cùng đã bị công phá, Vương Nhất ở trong lòng của cô, chiếm vị trí quan trọng, cô không rời xa anh được. Anh không ở đây, không ngủ được. Lý Khinh Hồng nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất, khẽ nói. Vương Nhất mỉm cười, lại không nói gì. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất vài lần. Cho dù anh đã che giấu rất tốt, nhưng Lý Khinh Hồng vẫn nhìn ra một chút dấu vết,
Tử Lam, rất muộn rồi, mau đi ngủ có được không? Cô quay đầu nhìn sang Vương Tử Lam, dịu dàng nói. Không mà, con không buồn ngủ, con muốn xem hoạt hình. Vương Tử Lam không có nghe ra ý trong lời Lý Khinh Hồng, còn nghịch ngợm muốn ôm Vương Nhất. Tử Lam, nghe lời. Giọng của Lý Khinh Hồng bất giác nặng thêm. Vương Tử Lam lập tức sợ hãi rụt cổ lại, trốn ở đằng sau Vương Nhất. Đối với Lý Khinh Hồng, cô bé luôn rất sợ. Vương Nhất cũng đau lòng mà xoa đầu của cô bé, đừng dọa con. Đã 10 giờ 30 rồi, còn không ngủ thì ra cái gì? Ngày mai còn phải bay nữa. Lý Khinh Hồng không có chiều Vương Tử Lam nữa, cường thế nói. Vương Nhất nhìn ra ánh mắt của Lý Khinh Hồng, lúc này cũng bất lúc mà nói với Vương Tử Lam, Tử Lam, đi ngủ trước có được không? Được à? Ngay cả ba cũng nói vậy rồi, Vương Tử Lam chỉ có thể không tình nguyện mà đi ngủ, chỉ có điều trước khi ngủ mặt mày không vui liếc nhìn Vương Nhất, rất rõ ràng, ngay cả Vương Nhất cũng thù rồi. Hai vợ chồng cùng nhau dỗ Vương Tử Lam ngủ, lúc này mới cùng nhau nằm ở trên giường. Vương Nhất không có giống như bình thường, ôm Lý Khinh Hồng ngủ, mà ngẩn ngơ nhìn phía trước. Lý Khinh Hồng càng lúc càng chắc chắn Vương Nhất có tâm sự, nhưng cô không hỏi, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất. Khinh Hồng. Vương Nhất sững người, không hiểu rồi hỏi. Có gì không vui rồi, anh phải nhớ, còn có em và Tử Lam. Lý Khinh Hồng khẽ nói, giống như em có tâm sự, anh sẽ ở bên em không rời vậy. Vương Nhất rất cảm động. Nhưng không có ý định nói chuyện của Lãnh Nhan, chỉ quay lại ôm lấy cô, cảm ơn em, Khinh Hồng. Hai ngày này về nhà, em đã nghĩ rất lâu, bọn họ càng không muốn anh và em ở bên nhau, em càng muốn ở bên anh. Lý Khinh Hồng ngồi thẳng người, đôi mắt mị hoặc như tơ nhìn Vương Nhất, lần này, em nghĩ rất rõ ràng rồi, không có manh động, cũng không có cảm kích, chỉ thuần túy, muốn hòa làm một với anh. Chồng, hôn em. Nói xong, chủ động nhắm mắt lại. Dáng vẻ mặc anh ngắt hoa. Thấy Lý Khinh Hồng ở trong lòng nhắm hai mắt lại, môi đôi đỏ hé mở đầy dụ hoặc, Vương Nhất thầm nuốt nước bọt. Lý Khinh Hồng hiến thân, đây không phải lần đầu tiên, lần trước hai người xa cách nửa tháng, một ngày không gặp như cách ba thu, Lý Khinh Hồng từng đề xuất yêu cầu làm chuyện đó, nhưng bị Vương Nhất từ chối khéo. Bởi vì anh biết rõ, Lý Khinh Hồng của lúc đó, tình yêu đối với anh vẫn rất mong manh, phần lớn là cảm kích và ỷ lại. Đây không phải là điều anh muốn. Nhưng lần này, tình yêu trong tim Lý Khinh Hồng đối với anh đã sắp trào ra, còn có thể từ chối sao? Vương Nhất hít sâu một hơi, không do dự nữa, giống như gà trọi, lao tới. Nửa tiếng sau, Lý Khinh Hồng thở hổn hển nằm ở bên cạnh Vương Nhất, mặt mày đỏ ửng. Vương Nhất vội vàng xin lỗi, có phải anh quá vội rồi không? Anh gấp gáp tới mức đỏ mặt tía tai. Bỏ qua lần ngoài ý muốn vào 5 năm trước, anh đối với phương diện này, vẫn là thỏ trắng chưa tốt nghiệp. Lý Khinh Hồng đỏ mắt lườm anh còn nói. Vương Nhất chợt sững người, sau đó rất ngại ngùng mà sờ mũi của mình. Sau chuyện này, sự buồn rầu trong lòng Vương Nhất cũng tan biến, cảm thấy rất hạnh phúc khi lấy được người vợ tốt. Lý Khinh Hồng cũng giống như vậy, từ sau khi hai người phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, trong lòng luôn có một loại cảm giác kỳ lạ. Anh và Lý Khinh Hồng không có một chút nền tảng tình cảm nào, thậm chí là bước ra từ oán hận, càng vì như vậy, hai người mới càng thêm trân trọng đối phương. Đây chính là cảm giác yêu nhỉ. Trong bóng tối, Vương Nhất mãi không thể đi vào giấc ngủ, rất cảm khái mà nói trong lòng. Lý Khinh Hồng lại đã ngủ say, cho dù đã ngủ, vẫn ôm cánh tay của Vương Nhất, giống như sợ mất vậy. Vương Nhất nhìn thấy, cũng khẽ mỉm cười, sau đó cũng nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Lý Tuyết Nhi dậy từ sớm, phấn khích gõ cửa, chị, anh rể, mau dậy đi, sắp tới giờ bay rồi. Hai người vừa phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, Lý Khinh Hồng rất mệt, cầm điện thoại nhìn, mới 5 giờ 30, lập tức nổi giận, mới 5 giờ 30 thì tới làm ồn bọn chị, em bị ngứa ra à? Người ta không ngủ được mà. Lý Tuyết Nhi cười hì hì, bỗng nhiên nhìn kỹ lại, vẻ mặt lập tức trở nên quỷ dị, chị và anh rể tối qua làm cái gì rồi? À, không làm gì cả. Lý Khinh Hồng chột dạ, vô thức ôm gò má của mình. Lừa người. Lý Tuyết Nhi lại đi một vòng quanh Lý Khinh Hồng, trên mặt nở nụ cười xấu xa, chị nhất định không biết, trước và sau chuyện đó khí chất cảm thấy khác. Lý Khinh Hồng chợt hoảng hốt, còn tưởng trên mặt mình có thứ gì đó, lúc này cầm gương lên xem. Vẫn xinh đẹp như vậy,
vẫn có khí chất như vậy, cô không khỏi quay đầu liếc nhìn Vương Nhất đầy kỳ lạ, lại phát hiện Vương Nhất cũng nhìn cô với ý cười trên mặt. Lý Khinh Hồng nhất định không ngờ, bây giờ trên gương mặt trắng mịn của cô hồng hào, bớt đi một chút lạnh lùng của trước kia, có thêm một chút khí chất quyến rũ của người vợ. Loại khí chất này không thể mô phỏng, chỉ có tự mình trải qua, mới có thể cảm nhận được, ánh mắt Lý Tuyết Nhi nhìn sang Lý Khinh Hồng tràn ngập sự ngưỡng mộ. Sau này, tóc không thể xõa trên mặt, phải buộc lên. Vương Nhất mỉm cười rồi nói. Lý Khinh Hồng biết đây là có ý gì, khẽ gật đầu, buộc tóc cao lên. Điều này cũng đại biểu, cô trở thành vợ của Vương Nhất ở mặt ý nghĩa, hai người không còn ngăn cách nữa. Ăn bữa sáng xong, bốn người Vương Nhất Lý Khinh Hồng đi tới sân bay Yên Kinh. Khi vừa đi vào cổng kiểm tra, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đứng ở cửa như một tác phẩm điêu khắc. Ngay lập tức, sắc mặt của Vương Nhất hơi thay đổi, Lý Khinh Hồng cũng quay mặt qua, chỉ có một mình Lý Tuyết Nhi phấn khích chạy tới chào hỏi. Ba. Nghe thấy tiếng gọi của con gái út, Lý Thế Nhân cũng nhìn qua, trên gương mặt nghiêm nghị hiện ra nụ cười ôn hòa. Vương Nhất cũng chỉ có thể dẫn Lý Khinh Hồng đi tới trước mặt Lý Thế Nhân, mỉm cười chào hỏi, bác Lý. Ừ. Lý Thế Nhân khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Vẫn là Lý Tuyết Nhi nhanh mắt, cố ý liếc nhìn Lý Khinh Hồng với vẻ kinh ngạc. Ba chắc không phải biết chị con sắp về Thiên An, cố ý dậy sớm, đợi ở cửa sân bay chứ. Quả nhiên, lời này vừa dứt, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều hơi thay đổi sắc mặt. Nói như vậy, ông ta đã đợi hơn 2 tiếng rồi, chỉ vì để gặp mặt con gái lớn. Vương Nhất lập tức cung kính, bất luận hai người sau này là đối đầu hay hòa giải, đối với ba vợ của anh vẫn đem lòng tôn kính. Lý Khinh Hồng cũng có vẻ mặt không tự nhiên, tuy vẫn không lên tiếng, nhưng ít nhất không đanh mặt lại nữa. Ừ, bị con gái út cố tình vạch trần, Lý Thế Nhân cũng không xấu hổ, thoải mái thừa nhận. Nhưng khi ánh mắt dừng trên người Lý Khinh Hồng, nhìn thấy sự thay đổi khí chất trên người cô, sắc mặt của Lý Thế Nhân lại cứng đờ. Ông ta là người từng trải, sao có thể không nhìn ra sự thay đổi trên người Lý Khinh Hồng. Nhưng ông ta vẫn không tức giận, chỉ coi như không biết, mỉm cười nhìn sang Lý Khinh Hồng, sắp trở về rồi sao? Ừm, tuy Lý Khinh Hồng không có phớt lờ nữa, nhưng vẫn tiếc chữ như vàng. Điều này đủ khiến Lý Thế Nhân vui mừng. Nụ cười trên mặt ông ta sâu hơn, nói, khi nào lại quay lại? Không biết. Lý Khinh Hồng quay mặt đi. Lần sau, ba tới thăm con. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Lý Khinh Hồng thay đổi, không được. Cầu còn không được. Không đợi Lý Khinh Hồng nói hết, Vương Nhất mở miệng trước, mỉm cười đồng ý. Vì vậy, nụ cười trên mặt Lý Thế Nhân càng sâu, Lý Khinh Hồng lại không dám tin mà quay đầu nhìn Vương Nhất. Vương Nhất khẽ mỉm cười với cô, sau đó tiếp tục nhìn sang Lý Thế Nhân, bác Lý đến Thiên An làm khách, cháu cực kỳ hoan nghênh. Được. Lần đầu tiên, Lý Thế Nhân nở nụ cười với Vương Nhất. Vương Nhất nhìn thời gian, nói, sắp phải kiểm tra rồi, bác Lý, chúng cháu đi trước ạ. Nói xong, anh dẫn mấy người Lý Khinh Hồng cùng nhau đi vào trong sân bay. Đừng quên giao hẹn của chúng ta. Lý Thế Nhân nói ở đằng sau. Cơ thể của Vương Nhất chợt khựng lại, khẽ vẫy tay, đi vào sân bay. Lý Thế Nhân đã đứng 2 tiếng không nhúc nhích, nở nụ cười chân thành, xoay người rời đi. Khi máy bay cất cánh, Lý Khinh Hồng bỗng nghi hoặc hỏi, anh và ông ấy giao hẹn cái gì? Vương Nhất lại cười thần bí, bí mật. Lý Khinh Hồng rõ ràng không hài lòng về câu trả lời này, tức tối nói, anh có nói không? Thật sự không có gì cả. Vương Nhất có hơi bất lực mà nói, bác Lý. Khác với những người khác trong gia tộc. Lý Khinh Hồng lại rơi vào trầm mặc, im miệng không đáp. Cô cũng không phải kẻ ngốc, đối với quan hệ của ba cô và Vương Nhất, thật ra cô cũng nhìn ra một chút. Không phải địch không phải bạn, Lý Thế Nhân tán thưởng Vương Nhất cũng hiểu Lý Thế Nhân, cho dù lập trường khác nhau, cũng tôn trọng lẫn nhau. Ngày tháng còn dài, Vương Nhất bỗng khẽ nói một câu đầy thâm ý, sau đó chơi xếp hình với Vương Tử Lam. Lý Khinh Hồng hơi sững người, sau đó nhìn bầu trời đang từ từ bay lên, nở nụ cười. Ngày tháng còn dài. 3 tiếng sau, máy bay hạ cánh. Bốn người Vương Nhất Lý Khinh Hồng đi ra khỏi sân bay, Lý Tuyết Nhi há miệng hít thở không khí trong lành, cảm thán nói, vẫn là không khí ở Thiên An thơm. Không khí ở Thiên An dễ chịu. Lý Khinh Hồng chỉnh lại.
Vương Nhất nghe vậy, trong lòng cũng có cảm nhận như vậy. Tuy Yên Kinh tốt, có lịch sử lâu đài, nhưng lại có chế độ giai cấp không thể vượt qua, vương tộc thì cao cao tại thượng, dưới vương tộc đều là con kiến. So sánh ra, Thiên An ít nhất không có loại cảm giác khiến người ta sợ sệt đó. Về nhà một chuyến, em cũng nên đến thành phố Giang rồi. Lý Tuyết Nhi vặn eo, lời nói ra lại tràn ngập sự hăng hái. Vương Nhất nghĩ trong lòng, có lẽ đây chính là chỗ hấp dẫn của Lý Tuyết Nhi, bất luận lúc nào đều sẽ luôn lạc quan. Ben mỉm cười, em một mình đi làm việc sao? Đương nhiên không phải, em hẹn bạn. Lý Tuyết Nhi mỉm cười rồi nói, anh cũng quen, Tô Thắm, bọn em hợp nhau lắm. Vậy à? Vương Nhất mỉm cười rồi gật đầu, vậy thì quá tốt rồi, vừa hay anh và chị của em tới công ty một chuyến, sau đó tới nhà bác Trương một chuyến. Bây giờ vẫn trong ngày nghỉ lễ Trung Thu, Hồ Hoàng Việt không dễ gì mới tìm được con gái của ông ta, nhất định sẽ cố gắng dẫn con gái ra ngoài chơi. Về tới tòa nhà quốc tế, Tăng Quốc Vinh đi tới đón, báo cáo tình hình Thiên An hai ngày nay. Cậu Vương, mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, tập đoàn Ẩn Long đi đúng hướng, tập đoàn Lệ Tinh cũng thực hiện dự án xây dựng đô thị, đám người của nhà họ Tôn, nhà họ Lương cũng đến hỏi cậu khi nào quay về. Dù là hào môn, tin tức của nhà họ Kim có hơi ít, bên phía nhà họ Nhan cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hai con nhóc của nhà họ Đồng và nhà họ Bạch hình như có việc gấp tìm cậu. Vương Nhất nheo mắt lại, nhà họ Bạch sao? Cô nhóc của nhà họ Đồng đó anh biết, là Đồng Yên Nhiên, cô nhóc của nhà họ Bạch là ai? Tăng Quốc Vinh nói thật, Bạch Yến của nhà họ Bạch. Vương Nhất ngộ ra, hai người lần cuối cùng gặp nhau, còn là sau khi Bạch Vũ chết thảm ở đầu đường. Cô ta lại cho rằng sự diệt vong của nhà họ Bạch có liên quan tới anh. Tuy sự thật là như vậy, nhưng bất luận cô ta tra như nào cũng không tìm ra kết quả. Có cảm giác chính nghĩa là chuyện tốt, nhưng cảm giác chính nghĩa quá mức là một chuyện đáng sợ rồi. Anh không chỉ một lần từng nhắc nhở Bạch Yến, cẩn thận người bên cạnh, nhưng cô ta đều không phát hiện. Cậu Vương, cần tôi thông báo cho cô ta không? Tăng Quốc Vinh hỏi. Vương Nhất do dự một chút, vẫn nói. Thông báo hết đi, nhưng tôi không nhất định sẽ gặp. Ngoài ra, chú ý thêm động thái của nhà họ Nhan, tôi đá Nhan Tề chú của Nhan Dịch Phi xuống đài, bọn họ sẽ không để yên. Được. Tăng Quốc Vinh đáp một tiếng, sau đó rời đi. Vương Nhất một mình đứng ở trước cửa sổ sát sàn cực lớn, cúi nhìn cảnh sắc của Thiên An, trong mắt là một khoảng sâu thăm thẳm. Tuy Thiên An đã được anh chỉnh đốn gần hết, nhưng anh cảm giác, sóng ngầm vẫn dâng trào. Hơn nữa so với khi còn ba đại hào môn trước kia, còn nguy hiểm hơn. Tất cả mọi chuyện chỉ vì anh. Cục diện của Thiên An vì anh mà thay đổi, mà danh tiếng ở bên ngoài của anh chỉ là người chồng ở rể của một tổng giám đốc. Danh của con người, bóng của cây, những người không phục anh, mãi mãi đều sẽ không phục anh. Không lâu sau, thư ký Tiêu Đào của phòng tổng giám đốc tới, cầm tới một xấp hợp đồng dày cộp. Vương Tổng, Lý Tổng nói rồi. Cho phép phòng làm việc của anh độc lập ở đây, hơn nữa để anh chịu trách nhiệm bộ phận thương mại, đây là danh sách của bộ phận. Vương Nhất nói cảm ơn, sau đó xem sơ qua một lượt, cười khổ một tiếng. Tất cả nghiệp vụ đều là chuyện của một câu nói của anh, căn bản không cần anh quá nhọc lòng. Trong danh sách có một cái tên thu hút sự chú ý của anh. Lý Mộng Đình, cô ta vậy mà cũng nhận chức ở tập đoàn Lệ Tinh. Hơi do dự. Vương Nhất chỉ vào cái tên này rồi hỏi Thiêu Đào, cô ấy không phải nên nhận chức ở tập đoàn Ẩn Long hay sao, sao lại tới đây rồi? Trước đó khi tập đoàn Ẩn Long vẫn do Kim Thành Vũ quản lý, anh ta đào hết tất cả mọi người nhà họ Lý đi, bao gồm cả Lý Mộng Đình, từ trước đến nay, cô ta đều nhận chức ở Ẩn Long. Thiêu Đào nói thật, cô ấy đã từ chức ở tập đoàn Ẩn Long, lý do là không muốn làm việc dưới trướng ba mình, sợ miệng lưỡi người khác, cô ấy định từ tầng thấp đi lên. Chỉ có điều, bởi vì là người mới tới, luôn bị làm khó bắt nạt. Thì ra là vậy. Ánh mắt của Vương Nhất trở nên dịu đi, sự thay đổi của Lý Mộng Đình, anh ta cũng nhìn thấy. Bộ phận thương mại ở đây, tôi đi tìm cô ấy một chuyến. Vương Nhất đứng dậy, hỏi. Mời đi theo tôi. Tiêu Đào nói xong thì đi ra khỏi phòng làm việc. Trong quá trình thang máy đi xuống, một người phụ nữ đẫy đà đi vào, nhìn thấy Vương Nhất. Trong mắt cũng hiện ra tia ngạc nhiên, yo, đây không phải Vương Tổng sao? Đi tuần trăng mật với Lý Tổng về rồi à? Chính là Thành Trâm. Vương Nhất ánh mắt bình thản, giả bộ như không nghe ý công kích của cô ta.
Tiêu Đào cũng lạnh mặt, Thành Tổng, mọi người đều cùng một công ty, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, đừng khiến cho quan hệ trở nên căng thẳng. Thành Trâm chợt sững người, sau đó khẽ cười một tiếng, điều thư ký Tiêu nói tôi đương nhiên biết, tôi không phải là đang vun vén quan hệ với Vương Tổng hay sao? Vương Nhất lúc này mới liếc nhìn Thành Trâm, có chuyện gì không? Lời này thì xa lạ rồi. Thành Trâm cười khúc khích nói, tôi tìm Vương Tổng, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn trao đổi với anh, bộ phận thuộc quyền của hai phó tổng giám đốc như chúng ta, đổi một chút. Vương Nhất lập tức biết cô ta đánh chủ ý gì, bộ phận thương mại nhiều mồi, đương nhiên có lợi để kiếm. Anh lập tức xua tay, chuyện này tôi quyết định không được, cô tự đi nói với Lý Tổng. Thành Trâm mặt mày tức giận, có thể nói với cô ta còn cần đi tìm anh sao? Nhưng hiện nay có việc cầu xin người khác, chỉ đành nhẫn nhịn, chuyện này không phải là do tôi không đối phó được với Lý Tổng hay sao, mọi người đều là thương nhân, có lợi là được, chỉ cần anh đồng ý, tôi có thể chia cho anh 30% hoa hồng mỗi năm. Thương mại là mạch chính của một công ty, nếu nắm giữ được, cho dù là Lý Khinh Hồng, cũng không làm gì được cô ta, vậy nên cô ta chia cho Vương Nhất 30% hoa hồng năm, cũng phải lấy được. Với số cổ phần công ty của cô ta, 30% đã có 900 tỷ rồi, khi cô ta tưởng rằng Vương Nhất nhất định sẽ đồng ý, Vương Nhất lại nhìn cô ta giống như nhìn kẻ ngốc. Tôi thiếu chút tiền đó sao? Lời này vừa dứt, Thành Trâm lập tức trợn to mắt, không ngờ Vương Nhất vậy mà từ chối. Tinh! Vào lúc này, thang máy đứng yên, Tiêu Đào liếc nhìn Thành Trâm, nhắc nhở, Vương Tổng, đến bộ phận thương mại rồi. Vương Nhất không thèm liếc nhìn cô ta, đi lướt qua người cô ta, do không gian nhỏ hẹp. Vai của Vương Nhất đập mạnh vào cô ta. Ngay lập tức, Thành Trâm suýt nữa ngã ra, chất vật giữ được cơ thể, biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng trở nên phẫn nộ. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nếu đã không đồng ý vậy anh đi làm tư lệnh một mình đi. Thành Trâm cười lạnh, phần lớn người của bộ phận thương mại đều là người cô ta từng ban ơn, cô ta không tin Vương Nhất có thể điều khiển được. Ở một bên khác, Vương Nhất dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Đào đi tới bộ phận thương mại. Vừa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy một người phụ nữ vênh váo tát mạnh một cái vào mặt của một cô gái khác. Cô gái đó ngũ quan thanh tú, vẻ mặt tú lệ, chính là Lý Mộng Đình. Bộ phận thương mại nhiều lợi nhuận, nhưng cũng rất bận rộn, vốn Lý Mộng Đình đang thảo luận kịch liệt với một người phụ nữ có dáng dấp quản lý, cũng không ai để ý. Nhưng cái tát giòn tan này đánh xuống, lập tức cả văn phòng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn sang. Lý Mộng Đình cũng bị cái tát này đánh cho ngu luôn, sững sờ nhìn một lúc lâu, lúc này mới phản ứng lại, lập tức cũng tức giận, chị dựa vào đâu mà đánh tôi? Tôi đánh cô thì làm sao? Công việc giao cho cô, có cái nào làm ra hồn không? Người phụ nữ tát Lý Mộng Đình trông khoảng 27-28 tuổi, mặt rỗ, đang cười lạnh nhìn Lý Mộng Đình, giống như cô ta đánh người là chính xác, báo cáo quý làm không tốt, tổng kết báo cáo lại dài dòng. Đánh cô còn là coi trọng cô đó, nếu không muốn làm thì cút cho tôi. Lý Mộng Đình ôm mặt, không nói một lời, trong mắt ngân ngấn nước mắt, nhưng lại nhìn không cho rơi xuống. Vương Nhất đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng nhìn, trong lòng chơi chua xót. Lý Mộng Đình đã thay đổi rất nhiều, ngay cả tính cách của cô ta cũng thay đổi rồi, nếu là trước kia, đâu thể nhịn được loại sỉ nhục này. Những người khác trong bộ phận, cũng đều thích thú nhìn Lý Mộng Đình bị bắt nạt. Không một ai đi lên nói giúp cô ta. Cô ta là ai? Vương Nhất mặt mày lạnh lùng, chỉ vào người phụ nữ ra tay đánh người kia. Cô ta tên Bạch Ngọc, là quản lý nhỏ của bộ phận thương mại. Tiêu Đào cũng lạnh mặt nói, nhìn ra được, cũng không phải rất ưa cô ta là người do Thành Trâm phái tới, ỷ mình có phó tổng giám đốc chống lưng, nhiều lần bắt nạt nhân viên dưới trướng. Khựng lại một chút, lại đè thấp giọng nói, hơn nữa. Giữa cô ta và Lý Mộng Đình còn có ân oán ở mặt tình cảm, cô ta là đàn chị thời đại học của Lý Mộng Đình, chỉ có điều một người bạn trai của Bạch Ngọc lúc đó nhìn chúng Lý Mộng Đình, đá cô ta đi, từ đó bắt đầu ghi hận Lý Mộng Đình. Vương Nhất lúc này mới hiểu tại sao Bạch Ngọc lại nhằm vào Lý Mộng Đình như vậy, nhưng lông mày của anh nhíu chặt lại, hành vi của cô ta, các cô không quản sao. Sắc mặt của Tiêu Đào hơi thay đổi, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi, anh Vương. Bạch Ngọc đó che giấu rất tốt, mỗi lần khi chúng tôi muốn tra, cô ta đều thoát, hơn nữa không ai chỉ tội cô ta. Vương Nhất lạnh mặt không nói gì, không khó nhìn ra, là cô ta dùng quyền lực ép người dưới trướng không nói ra chân tướng sự việc.
Tôi là lãnh đạo của bộ phận thương mại, xử cô ta như nào, chắc tôi nói là được nhỉ. Đột nhiên, anh lại nói. Tiêu Đào vô thức gật đầu, lập tức hiểu ý đồ của Vương Nhất, vội vàng khuyên, anh Vương, đừng manh động, vô duyên vô cớ sa thải người khác sẽ để lại điểm yếu. Vương Nhất lại mỉm cười lạnh nhạt, tôi đương nhiên sẽ không tùy ý đuổi việc người khác. Ở một bên khác, Lý Mộng Đình nghe theo lệnh của Bạch Ngọc, chỉ có thể cầm tất cả văn kiện quay về sửa. Làm lại hết một lượt tất cả công việc, hôm nay không làm xong thì không được tan làm. Lý Tổng hôm nay đã quay lại rồi, nếu làm chậm trễ cuộc họp ngày mai, đợi bị đuổi đi. Bạch Ngọc hằn học bỏ lại câu này, nhàn nhã ngồi ở trước máy tính, chơi bài. Chị Bạch, chị thật lợi hại, vừa tới thì phải có dáng vẻ vừa rồi, lần này cô ta chắc ngoan ngoãn rồi. Đúng vậy, chị Bạch, tan làm định như nào, không bằng mấy chị em mời chị ăn cơm. Trên bàn ăn, nói cho bọn em nghe chuyện hồi đại học cô ta hạ tiến như nào. Lý Mộng Đình vừa quay lại vị trí, không ít cô gái đều mặt vẻ nịnh nọt bay tới, giọng nói không nặng không nhẹ, vừa hay có thể khiến Lý Mộng Đình nghe thấy. Bạch Ngọc cũng rất hưởng thụ loại cung phụng này, liếc nhìn Lý Mộng Đình đang vùi đầu sửa văn kiện, thong dong nói, được, lát nữa ăn cơm nói cho các cô biết hồi đại học cô ta câu dẫn đàn ông như nào. Lý Mộng Đình ngồi ở chỗ mình, muốn cưỡng ép bản thân không nghe những lời vớ vẩn đó, nhưng sau đó bọn họ càng nói càng quá đáng. Mắt của cô ta cũng đỏ hoe. Vào lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của cô ta. Động tác nhẹ nhàng, giống như an ủi, sự ấm ức trong lòng Lý Mộng Đình lập tức mất hết. Cô ta ngẩng đầu nhìn, chỉ liếc nhìn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Vương Nhất. Cô ta khóc gọi tên của Vương Nhất, sau đó phát hiện dáng vẻ mình khóc rất xấu, muốn dừng tiếng khóc, nhưng không nín được. Lần nào vào lúc cảm xúc của cô ta gần sụp đổ, anh sẽ luôn vừa hay xuất hiện ở trước mặt, rất giống lúc nhỏ. Đám người Bạch Ngọc cũng chú ý tới tình hình bên đó, lập tức người nào người nấy đều sững ra, ánh mắt kỳ quái đánh giá Vương Nhất. Bọn họ chưa từng gặp Vương Nhất, cũng không biết chuyện tập đoàn đã có thêm một phó tổng giám đốc, bật cười, tôi tưởng như nào, mới vừa nhận chức thì câu dẫn được đàn ông của bộ phận khác rồi. Thật đê tiện, làm đồng nghiệp với người như này, thật là quá mất mặt. Những người phụ nữ khác cũng lũ lượt phụ họa. Sắc mặt của Lý Mộng Đình cực kỳ khó coi, vội vàng nói với Vương Nhất, anh sao lại ở đây, mau rời khỏi nơi này, tôi tự lo được. Vương Nhất mỉm cười, không sao cả, biết cô nhận chức ở Lệ Tinh nên tới xem cô. Dứt lời, ánh mắt của anh dừng ở trên màn hình máy tính, mỉm cười rồi nói, công việc gặp phải vấn đề gì sao? Lý Mộng Đình chần chừ một chút rồi vẫn ừ một tiếng. Tôi sửa giúp cô. Vương Nhất nói xong, ngón tay gõ lạch cạch. Anh đừng. Lý Mộng Đình đang muốn lên tiếng ngăn cản, bỗng nhiên vừa nhìn máy tính, lập tức sững người, ở phần sườn của cô, Vương Nhất sửa đổi và thêm thắt, một văn kiện hoàn mỹ đã hoàn thành. 10 phút sau, Vương Nhất đứng dậy, mỉm cười rồi nói, cô làm không tồi, chỉ là cần chú ý một số chi tiết nhỏ là được. Lý Mộng Đình sững người hồi lâu, lời này giống như lời cấp trên nói với cấp dưới, nhưng nói ra từ trong miệng của Vương Nhất. Vậy mà rất phù hợp. Một nhân viên nữ lại phì cười, chị Bạch, người này vậy mà giúp cô ta làm việc. Tuy Bạch Ngọc không lên tiếng, nhưng vẻ khinh thường trên mặt đã nói rõ tất cả. Lý Mộng Đình in văn kiện Vương Nhất đã làm ra, sau đó đưa đến trước mặt Bạch Ngọc, tôi đã dựa theo yêu cầu của chị, sửa lại rồi. Bộp. Tuy nhiên, Bạch Ngọc lại không thèm liếc nhìn, ném những văn kiện này xuống đất. Chị làm cái gì vậy? Lý Mộng Đình lập tức thay đổi sắc mặt. Làm cái gì ư, đương nhiên quay về làm lại. Bạch Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, mới quá 10 phút thì cô đã giao lại, chất lượng sửa chữa có thể tốt được sao? Nói xong, lại nhìn sang Vương Nhất, quát lớn, tôi mặc kệ anh là người của bộ phận nào, nơi này là bộ phận thương mại, cút ra ngoài cho tôi. Vương Nhất lạnh nhạt quét qua cô ta, chỉ một ánh mắt này đã khiến trái tim của Bạch Ngọc run sợ. Có một khoảnh khắc, cô ta cảm thấy mình đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nhưng thoáng cái sau đó thì cô ta hoàn hồn lại, tiếp tục mắng, Lý Mộng Đình, kêu người đàn ông chó má của cô cút ra khỏi đây, thời gian làm việc, cấm yêu đương. Bạch Ngọc, chị đủ rồi. Lý Mộng Đình không nhịn được nữa, đập mạnh vào bàn, tức giận nhìn Bạch Ngọc, anh ta không phải là bạn trai của tôi, anh ta đã kết hôn rồi. Tôi biết chị ghét tôi, nhưng chuyện trước kia đã qua rồi. Chị tại sao cứ phải nhằm vào tôi như vậy?
Hơn nữa, hai người chia tay đâu phải là tôi gây ra, là bạn trai của chị theo đuổi tôi, có liên quan gì tới tôi chứ? Cô còn dám cãi? Thấy Lý Mộng Đình vậy mà còn dám nhắc đến chuyện xấu trước kia, sắc mặt của Bạch Ngọc cực kỳ khó coi, lập tức tự tát một cái, nếu không cô đợi bị đuổi đi. Lý Mộng Đình thay đổi sắc mặt, cái gì, chị muốn tôi tự tát tôi một cái sao? Bạch Ngọc cười lạnh, nói sai thì phải trả giá, hơn nữa tôi có thể nói cho cô biết, tôi nhận được tin tức, giám đốc mới của bộ phận chúng ta là sắp nhận chức, cô không muốn tôi nói chuyện của cô cho giám đốc thì ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Hai mắt của Lý Mộng Đình đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt lại, nhưng vì tiền đồ của bản thân, vẫn nghiến răng thỏa hiệp, được, tôi đánh. Nghe vậy, Bạch Ngọc lúc này mới cười lạnh, mấy người phụ nữ ở đằng sau cũng thích thú nhìn Lý Mộng Đình. Cô ta giơ bàn tay lên, tát mạnh vào mặt của mình. Bốp! Đột nhiên, một bóng người bỗng đưa tay, nắm lấy tay của Lý Mộng Đình. Tôi không cho phép. Vương Nhất nhìn cô ta, lắc đầu. Vương Nhất! Lý Mộng Đình nhìn Vương Nhất, mũi chợt cay xè, nước mắt suýt nữa rơi ra. Cô ta đã không nhớ nữa, đây là lần thứ mấy Vương Nhất đứng che gió chắn mưa cho cô ta. Trước kia lúc nhỏ, cô ta bị bọn trẻ bắt nạt, luôn là Vương Nhất giúp cô vớt lại thể diện, lần nào về nhà mặt mày cũng bầm tím, cô ta hỏi anh không sao chứ, anh luôn cười ngốc nghếch lắc đầu nói không sao. Mà một người giống anh trai như vậy, có khả năng trở thành bạn đời trong tương lai của cô ta nhất. Lại bị cô ta đẩy ra. Đợi khi phản ứng lại thì đã muộn rồi, anh sớm đã lấy người khác làm vợ. Đối với con người của Vương Nhất, Lý Mộng Đình luôn có tình cảm biệt đặc, luôn có thể tác động tới nơi mềm mại nhất trong sâu thẳm trái tim của cô ta. Chắc kiếp này sẽ không kết hôn nữa. Nhìn người đàn ông đứng ở trước mặt nắm bàn tay của cô ta, trong lòng Lý Mộng Đình chán chường mà nghĩ. Vương Nhất lắc đầu, bình tĩnh nói, tôi không cho phép. Cô không thể tổn thương bản thân như vậy. Lý Mộng Đình cắn chặt răng, vẫn để tay của mình xuống. Bạch Ngọc lập tức không vui rồi, lập tức đứng dậy, tức giận chỉ Vương Nhất, anh là ai, nơi này là bộ phận thương mại, anh là quản lý của nơi này hay tôi là quản lý? Vương Nhất buông tay Lý Mộng Đình ra, lạnh lùng nhìn sang Bạch Ngọc, thứ nhất, bất luận là cái gì, cô cũng không nên cố tình nhằm vào một cô gái vừa nhận chức, huống chi cô ấy vốn đã làm rất tốt. Thứ hai càng không nên đánh người. Vừa dứt lời, anh từ từ đi về phía Bạch Ngọc, đôi mắt lạnh lùng nhìn khiến cô ta sợ hãi trong lòng. Nhưng lại nghĩ lại, cô ta là quản lý của bộ phận thương mại, lại có phó tổng giám đốc chống lưng, từng sợ ai chứ? Vì vậy, lại chỉ vào Vương Nhất mà mắng, anh rốt cuộc là người của bộ phận nào, gọi lãnh đạo của các anh đến đây. Vương Nhất lạnh nhạt nói, tôi chính là lãnh đạo. Ha! Lời này vừa dứt. Bạch Ngọc trực tiếp cười, anh dám giả mạo lãnh đạo. Lãnh đạo cấp cao không dám nói, lãnh đạo tầng chúng tôi đều biết, chưa từng thấy anh. Lý Mộng Đình đứng ở một bên, rất muốn nhắc nhở Bạch Ngọc vợ của anh là tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Tinh, nhưng nghĩ tới hành vi chị ta đối xử với cô ta trước đó, vẫn nhịn không nói. Vương Nhất mỉm cười, khuỵu người xuống, nhặt từng trang văn kiện Vương Nhất làm giúp Lý Mộng Đình lên, chúng tôi việc nào nói việc nấy, cô nói, những cái này đều là rác. Lẽ nào không phải sao? Chuyển rời chủ đề của Vương Nhất đã khiến Bạch Ngọc ý thức được anh ta đang giả mạo lãnh đạo, lúc này, vẻ mặt càng thêm trào phúng, lạnh nhạt nói, chữ nào cũng sáo rỗng, chỉ cần là người, làm cũng tốt hơn cái này, anh nói đi, đây không phải rác thì là gì? Thật là vật tụ theo loài, người tụ theo bầy, người phụ nữ như nào thì xứng với người đàn ông thế đó. Lãnh đạo của anh là ai? Tôi đi tìm người đó, với năng lực của anh. Hoàn toàn không xứng làm việc ở tập đoàn Lệ Tinh. Cô ta mặt mày kiêu ngạo, thể hiện hoàn toàn cảm giác ưu việt khi làm lãnh đạo tầng trung. Lý Mộng Đình kéo góc áo của Vương Nhất, ý bảo không cần ra mặt giúp cô ta nữa, cô ta biết Bạch Ngọc là đang nhằm vào cô ta, bất luận cô ta làm tốt thế nào đều sẽ bị Bạch Ngọc coi như không đáng một xu. Vương Nhất lại mỉm cười, lại nhìn sang Bạch Ngọc, nhưng theo tôi thấy, vừa hay ngược lại, mấy văn kiện này Lý Mộng Đình đã hoàn thành rất tốt. Trừ một vài chi tiết nhỏ, gần như không có chỗ nào cần sửa, sao ở chỗ cô lại bị cô coi như không đáng một xu. Cái này, sắc mặt của Bạch Ngọc mất tự nhiên trong nháy mắt, rất nhanh vẫn tùy ý nói, năng lực của các người như nhau, cảm thấy cô ta tốt cũng không gì để nói. Nụ cười trên mặt Vương Nhất càng sâu hơn, lại không ẩn chứa một chút độ ấm, vậy cô có biết, tôi là ai không? Anh là ai? Bạch Ngọc không hề sợ,
hỏi ngược lại. Cô ta là quản lý của bộ phận thương mại, lại là người của Thành Trâm, có thể trừ phó tổng giám đốc ra, không ai có thể khiến cô ta sợ hãi. Lý Mộng Đình hơi an tâm một chút, tuy nhiên khi cô ta tưởng Vương Nhất sẽ nói anh là chồng của Lý Tổng, Vương Nhất lại khẽ mỉm cười, tôi chính là giám đốc của bộ phận thương mại, cấp trên của cô. Lời này vừa dứt, cả văn phòng chết lặng, không chỉ tất cả mọi người của bộ phận thương mại, ngay cả Lý Mộng Đình cũng sững người. Sau đó, cô ta nhìn Vương Nhất giống như thấy ma, buột miệng nói ra, anh là giám đốc thương mại sao? Tình hình của tập đoàn Lệ Tinh cô ta cũng biết một chút, Tôn Kiều, một trong ba phó tổng giám đốc đã từ chức, còn để chống một vị trí phó tổng giám đốc, nghe nói trước Trung Thu đã chọn được ứng cử viên cho vị trí phó tổng giám đốc, chỉ là vẫn chưa công khai mà thôi. Người này là Vương Nhất sao? Sau khi sững sờ, Lý Mộng Đình cảm thấy hợp lý. Vợ của Vương Nhất là Lý Khinh Hồng, vị trí phó tổng giám đốc nhất định để lại cho người bên gối của mình. Chỉ là điều khiến Lý Mộng Đình sửng sốt không phải chuyện này, mà là Vương Nhất vậy mà sẽ đồng ý nhận chức ở Lệ Tinh. Theo như cô ta biết, chủ nhân cũ của tòa nhà, người giàu nhất Thiên An đều cung kính với Vương Nhất, chỉ cần anh bằng lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành chủ tịch của một xí nghiệp lớn. Phó tổng giám đốc còn con, thật là ủy khuất anh rồi. Còn về Bạch Ngọc trực tiếp ngây ra, không biết làm gì mà đứng được ở đó, ngay cả ly cà phê trong tay đổ cũng không phát hiện. Cô biết, cấp trên của cô ta hôm nay sẽ đến bộ phận thương mại, nhưng chưa từng nghĩ, Vương Nhất là một trong ba phó tổng giám đốc. Lúc này, biểu cảm của cô ta trở nên cực kỳ đặc sắc, miệng mấp máy mấy lần, nhưng một câu cũng không nói ra được. Giám đốc thương mại đích thân giúp một thực tập sinh vừa nhận chức sửa văn kiện. Mà cô ta, vậy mà chỉ văn kiện do chính tay giám đốc thương mại sửa, mắng là rác. Gò má của cô ta giật mạnh, biến thành màu xanh tím. Tiêu Đào ở ngoài cửa chứng kiến cả quá trình cảm thấy rất sửng sốt trước thủ đoạn của Vương Nhất. Vô duyên vô cớ là không thể đuổi việc một người cấp bậc quản lý, nhưng nếu người quản lý đó mạo phạm anh thì sao? Vậy nên anh che giấu thân phận. Không có nói ngay mình là giám đốc thương mại, cho tới lúc này mới để lộ thân phận. Bạch Ngọc hoàn hồn, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất, hét xé lên, tôi không tin, đàn ông như anh không thể là giám đốc thương mại. Tiêu Đào trực tiếp xa sầm mặt mày, ngay cả cô ta cũng không dám mạo phạm anh Vương, một quản lý còn con sao dám. Cô ta nhanh chóng đi tới trước mặt Bạch Ngọc, tát mạnh một cái vào mặt của cô ta, dám bất kính với anh Vương, tôi thấy cô là chán sống rồi. Thư ký Tiêu. Bạch Ngọc bị cái tát này làm cho chảy máu ở khóe miệng, nhưng nhìn thấy người đó là Tiêu Đao thư ký của phòng tổng giám đốc, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngay cả thư ký của chủ tịch cũng đích thân ra mặt rồi, chứng tỏ đã được xác thực, người đàn ông cô ta luôn mỉa mai, luôn xem thường đó là giám đốc thương mại, cấp trên của cô ta. Nghĩ tới đây, da đầu của cô ta tê dại, hận không thể tát mình hai cái thật mạnh, sớm biết anh là giám đốc thương mại thì cô ta không nói rồi. Sớm biết giám đốc thương mại quen biết với Lý Mộng Đình, cô ta đã không làm khó Lý Mộng Đình. Nhưng mọi thứ chỉ là sáo rỗng. Anh Vương, lãnh đạo. Cô ta nặn ra nụ cười khó coi hơn khóc, nhìn Vương Nhất cầu xin, vừa rồi là hiểu lầm, hiểu lầm. Ồ, hiểu lầm. Vương Nhất ngộ ra, cười chào phúng với cô ta, cô vừa rồi nói, văn kiện tôi sửa là rác rưởi. Hay là vị trí phó tổng giám đốc này cho cô làm? Là bản mẫu tiêu chuẩn, tiêu chuẩn. Bạch Ngọc sắp bị dọa khóc rồi, liên tục sửa lời. Cô vừa rồi, tát cô ấy, còn uy hiếp cô ấy quỳ xuống xin lỗi. Vương Nhất vẫn cười lạnh nhạt, chỉ vào Lý Mộng Đình nói. Bụp, Bạch Ngọc quỳ sụp xuống ở trước mặt Vương Nhất, cúi sâu đầu. Lần này, cô ta cuối cùng cũng bị dọa khóc rồi, âm thanh run rẩy. Lãnh đạo, tôi sai rồi, cầu xin anh, tha cho tôi. Một màn này kích thích sâu sắc cho tất cả nhân viên của bộ phận, tim bọn họ đập thình thịch, giống như muốn nhảy vọt cổ họng. Quản lý Bạch Ngọc vênh váo vậy mà quỳ giống như chó ở trước mặt Vương Nhất, cầu xin sự tha thứ của anh, tam quan của bọn họ cũng sụp xuống theo, tan tành. Đặc biệt là mấy tay sai của Bạch Ngọc, càng bị dọa sợ không dám nói một câu. Nơi có người thì có chuyện, nơi có chuyện thì có đấu đá, ỷ lớn hiếp nhỏ, là thói hư tật xấu của con người, bọn họ không làm sai. Chỉ là nịnh nọt mà thôi, chỉ có điều đã chọc phải người mạnh hơn. Lãnh đạo, cầu xin anh, tha cho tôi lần này đi, tôi không dám nữa. Bạch Ngọc cúi đầu cầu xin, bị dọa sợ tới mức không dám thở mạnh,
suýt nữa quỳ lại Vương Nhất rồi. Nhìn bộ dạng thê thảm lúc này của Bạch Ngọc, mọi người cho rằng Vương Nhất hoặc ít hoặc nhiều sẽ tha thứ cho cô ta, không ngờ Vương Nhất mặt mày vẫn lạnh lùng, bây giờ biết sai rồi, không cảm thấy quá muộn sao. Trong lòng mọi người sửng sốt, lãnh đạo mới của bọn họ lẽ nào đánh đuổi cùng giết tận sao? Lời tiếp theo của Vương Nhất đã chứng thực suy nghĩ của bọn họ. Là quản lý, nên đoàn kết một lòng, tập trung sức mạnh của mọi người, làm tốt việc của bộ phận, chứ không phải kết bè kết phái, giúp đỡ kẻ xấu, bắt nạt một thực tập sinh vừa vào làm, càng không nên đánh người. Nếu Lý Mộng Đình có sai trước thì cũng thôi, nhưng cô ấy không hề sai, mức độ hoàn toàn công việc rất tốt, cô dựa vào đâu nói đây là rác. Từng câu từng chữ, đều giống như búa tạ, gõ vào tim của Bạch Ngọc, từng bước đánh cô ta xuống vực sâu. Ngẩng đầu lên, vừa hay đụng phải ánh mắt u ám của Vương Nhất, lập tức kinh sợ vội vàng cúi đầu. Vương Nhất thấy vậy, cũng không truy cứu nữa, trực tiếp nói, công việc này không phù hợp với cô viết sẵn đơn thôi việc, còn có thể tới phòng tài vụ nhận ít tiền lương, nếu bị tôi đuổi thì cái gì cũng không có, để lại vết nhơ trong lý lịch. Lời này đã đủ nể mặt Bạch Ngọc rồi, nhưng lọt vào tai của Bạch Ngọc, lại giống như bị sét đánh, quỳ tới bên cạnh Vương Nhất, cầu xin, đừng, lãnh đạo. Anh cho tôi thêm một cơ hội, kêu tôi làm cái gì cũng được, chỉ cần đừng đuổi việc tôi. Cô ta để có được vị trí quản lý này, không biết đã tặng bao nhiêu quà, sao có thể bị đuổi như vậy chứ? Thỏ chết cáo sầu, môi hở răng lạnh, thấy Bạch Ngọc bị đuổi việc, những nhân viên nữ từng cười nhạo Lý Mộng Đình kia cũng bị dọa không biết làm sao, âm thầm cầu nguyện Vương Nhất đừng truy cứu lỗi của bọn họ. Tuy nhiên, sợ cái gì tới cái đó, ngó lơ lời của Bạch Ngọc. Vương Nhất bỗng nhiên nhìn sang bọn họ, mấy người cũng như vậy, tự viết đơn xin thôi việc, đừng đợi tôi đuổi các người, giữ lại chút mặt mũi cho mình. Lời này vừa dứt, mấy nhân viên nữ kia lập tức mặt mày sững sờ ngồi phịch trên ghế, ruột gan cũng xanh lè. Lúc này, Bạch Ngọc dường như hiểu được cái gì đó, bỗng nhiên túm chặt tay của Lý Mộng Đình, Mộng Đình, nể tình chúng ta học chung một trường đại học, cầu xin giúp tôi đi, tôi thật sự không thể mất đi công việc này. Mấy nhân viên nữ từng cười nhạo Lý Mộng Đình kia cũng như tỉnh mộng, lũ lượt chạy tới bên cạnh Lý Mộng Đình, liên tục cầu xin. Mộng Đình, trước đó đều là chúng tôi không tốt, cô đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng để trong lòng. Lý Mộng Đình, sau này cô là ba mẹ tái sinh của tôi quỳ xuống trước cô. Chúng tôi thật sự biết sai rồi. Lý Mộng Đình bị vây ở giữa cũng giống như nằm mơ, mãi không hoàn hồn được. Nhưng rất nhanh. Ánh mắt của cô ta dần dần trở nên rõ ràng, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, không thể. Trong lòng đám người Bạch Ngọc sửng sốt, nhìn Lý Mộng Đình đột nhiên nổi giận thì lập tức ngây ra. Ngày đầu tiên tôi nhận chức thì bị các người làm khó, chỉ vì hồi đại học bạn trai của chị vì theo đuổi tôi mà đá chị, điều này công bằng với tôi sao? Tôi sẽ không tha thứ cho bạo lực nơi công sở không ngừng nghỉ như này, nếu đổi lại thành người khác, có phải sẽ bị các người ép tới cùng đường rồi không? Tôi không tin ngẩng đầu ba tấc có thần linh, nhưng tôi tin, làm được chuyện xấu, tóm lại sẽ đụng phải người có thể xử lý kẻ đó. Cả phòng làm việc cực kỳ yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm thấp có lực của Lý Mộng Đình, nhẹ nhàng đáp lại. Cô ta của lúc này, tràn ngập chính nghĩa, lên án thay cho tất cả mọi người chịu sự đối xử bất công ở chốn công sở. Đặc biệt là một câu cuối cùng. Chuyện như này không phải là một mình Lý Mộng Đình gặp phải, phần lớn mọi người đều gặp phải. Chỉ có điều bọn họ phần lớn vì nhu nhược, chọn cách im lặng chịu đựng. Thế giới này, luôn có nhiều nhân vật nhỏ bé, cũng chính vì như vậy mới tạo thành sự bất công như này. Vương Nhất tán thưởng liếc nhìn Lý Mộng Đình, gai nhọn trước kia đã được mài phẳng, cô ta có được sự trưởng thành thật sự. Khác với những nữ nhân viên khác, Bạch Ngọc ngây ngốc rất lâu, lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt, không phải vì sợ hãi, mà bị tức mình xuống nước cầu xin cô ta. Cô ta dựa vào đâu còn vênh váo như vậy. Hồi đại học cũng như vậy, khi cô ta bị đá, khổ sở cầu xin ở trong mưa, sự hèn mọn đó, loại cảm giác bị dẫm đạp đó, cô ta đến nay còn nhớ. Bạch Ngọc nhìn Lý Mộng Đình, vẻ mặt từng chút trở nên vặn vẹo, ngọn lửa trong mắt nuốt chửng cô ta. Lý Mộng Đình, cô chẳng qua là dựa vào cơ thể thi tiện này của cô, bò được lên giường của anh ta, Vương Tổng mới giúp cô như vậy. Không có anh ta, cô là cái thá gì chứ? Lời nói ác độc như vậy vừa dứt, sắc mặt của Lý Mộng Đình lập tức thay đổi, trong mắt Vương Nhất cũng xẹt qua ý lạnh. Tôi đã nói rồi, anh ta không phải là bạn trai của tôi,
tôi cũng chưa từng bò lên giường của anh ta. Lý Mộng Đình đỏ mặt tía tai giải thích, nhưng sâu trong đôi mắt lại có chút chột dạ. Nếu thật sự nói tới tình cảm, là sự tương tư và hối hận đơn phương từ cô ta. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô ta chọn tập đoàn Lệ Tinh, cho dù không có được, nhìn từ xa cũng tốt rồi. Đã là lúc này rồi, cô còn diễn với tôi ư? Biết Bạch Ngọc không hết hy vọng, chẳng còn gì để mất, chỉ vào Lý Mộng Đình lạnh lùng nói, cô chính là tiện nhân lẳng lơ, cô cho rằng có Vương Tổng chống lưng thì tôi sợ cô sao? Tôi nói cho cô biết, tôi không thể đi, người phải đi là cô. Lý Mộng Đình cho dù tính cách không nóng nảy như trước kia, nhưng đâu thể chịu được loại mắng chửi này, lập tức nổi giận. Đang muốn lên tiếng, lại bị Vương Nhất cản lại. Anh không hề sợ hãi mà uống ngụm trà, thong dong nói, cả bộ phận đều do tôi quản lý, cô sao biết cô không đi được. Bạch Ngọc hờ hững liếc nhìn Vương Nhất, cũng không có sự cung kính đối với anh như trước đó, đuổi việc một lãnh đạo tầng trung, trừ Lý Tổng có quyền như vậy ra, người khác đều không được, chuyện này buộc phải để cho hai phó tổng giám đốc còn lại biết. Nói xong, cô ta đi ra khỏi văn phòng. Tiêu Đào thấy vậy, sắc mặt cũng hơi thay đổi, cô ta nhất định là đi tìm Thành Tổng rồi. Vương Nhất lại mỉm cười hờ hững, vậy thì để cô ta gọi. Tiêu Đào mặt mày kinh ngạc, Thành Trâm nói thế nào cũng là một phó tổng giám đốc, Vương Nhất vậy mà không hề để vào trong lòng. Không lâu sau, tiếng giày cao gót lăng lệ dẫm xuống từ xa truyền tới gần, Thành Trâm mặt mày u ám đi vào. Ai muốn đuổi việc người của tôi? Khi Bạch Ngọc gọi kẻ chống lưng cho mình, Thành Tổng, Thành Trâm, toàn bộ sự việc lại mở ra một bước ngoặt. Thành Tổng, chị đến rồi. Không chỉ Bạch Ngọc có vẻ mặt giễu cợt mà mấy nữ nhân viên bị đuổi việc kia trong mắt cũng có hy vọng trở lại. Thành Trâm khẽ gật đầu, liếc nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn vào mặt Vương Nhất, Vương Tổng, anh muốn đuổi việc người của tôi. Lý Mộng Đình đứng ở một bên, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng. Trước đây khi còn ở tập đoàn Ẩn Long, chức vụ cao nhất cũng chỉ là chủ quản, hiếm khi gặp được phó tổng giám đốc thực sự, bây giờ vừa mới gặp, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ cho cô ta áp lực rồi. Ngược lại, Vương Nhất ngồi ở vị trí của mình như không có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt cười nói, làm sai thì bị phạt. Người của cô cũng thế. Vương Tổng thật là oai phong lẫm liệt, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng lấy được Lý Tổng làm vợ, thì cả tập đoàn này đều là của anh sao? Thành Trâm cười giả tạo châm chọc. Wow! Lời vừa dứt, ngoại trừ một số người biết chuyện, tất cả mọi người trong văn phòng đều kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Bao gồm cả Bạch Ngọc, trên trán đổ càng nhiều mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng, người đàn ông này là chồng của Lý Tổng. Mọi người trong tòa nhà quốc tế đều biết Lý Tổng đã kết hôn, nhưng họ chưa bao giờ gặp chồng cô, không ngờ chính là người này. Bạch Ngọc càng cảm thấy may mắn vì mình gọi Thành Trâm tới. Nếu không thì chỉ có một mình cô ta đấu với Vương Nhất, bị chơi đùa chết lúc nào cũng không hay, vợ anh ta là Lý Khinh Hồng mà. Vương Nhất mỉm cười, tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy, tôi rất tôn trọng vợ tôi. Thành Trâm tiếp tục cười khẩy, không nói gì thêm, theo cô ta thấy, Vương Nhất chỉ là một tên ở rể phất lên nhờ vợ mà thôi. Mấy lời khách sáo thì miễn đi, năng lực làm việc của Bạch Ngọc ai ai cũng rõ, không thể đuổi việc cô ấy được. Thành Trâm nói rõ điều kiện của mình. Áp lực của Lý Mộng Đình tăng nhanh, lúc này Tiêu Đào cũng không dám nói gì, cô ấy chỉ là thư ký, không thể so với phó tổng giám đốc. Vương Nhất không hề nể mặt Thành Trâm chút nào, mặt đầy khó hiểu nhìn cô ta, Thành Tổng, cô không thấy tay của cô dài quá sao? Đây là phòng thương mại, cô có phải là giám đốc phòng thương mại không? Thành Trâm nhất thời câm nín, ánh mắt nhìn Vương Nhất càng ngày càng lạnh. Nói thế nào cô ta cũng là cây đa cây để dưới hai đời chủ tịch, bộ phận bình thường đều sẽ nể mặt cô ta. Vì vậy, bộ phận nào cũng ít nhiều có người của Thành Trâm, Bạch Ngọc là một trong số đó, mà được sắp xếp vào một nơi béo bở như phòng thương mại thì càng được xem trọng, bị Vương Nhất nhổ đi thì đã là gì. Nhưng cô ta không biết rằng cho dù lần này không ra tay thì những người mà cô ta sắp xếp vào phòng thương mại sau này cũng sẽ bị Vương Nhất quét sạch từng người một, cái đám này coi như tiêu rồi. Vương Tổng thật sự muốn gây khó dễ với tôi, Thành Trâm thờ ơ nói. Những người có mặt không ai dám xen vào, không ai nghĩ rằng chỉ một cuộc xung đột nhỏ lại diễn biến thành cuộc đối đầu trực diện giữa hai phó tổng giám đốc. Vương Nhất nở nụ cười, không phải tôi gây khó dễ cho cô, mà là cô, tự gây khó dễ cho chính mình. Ý anh là gì? Thành Trâm nén giận hỏi.
cô ta thực sự hận Vương Nhất đến tận xương tủy, chưa nói đến việc khiến cô ta rất mất mặt trong lần tuyển chọn phó tổng giám đốc vừa rồi, lần này đổi phòng ban với anh ta, lại vấp phải trở ngại, bây giờ còn muốn nhổ hết người cô ta cài cắm vào phòng thương mại, sao mà không tức giận cho được. Vương Nhất nở nụ cười nói, chúng ta đều là phó tổng giám đốc, trực tiếp xen vào ân oán của nhân viên cũng không tốt. Chỉ bằng để họ tự mình giải quyết. Anh nói xem, giải quyết như thế nào? Thành Trâm muốn biết anh ta lại dở trò gì. Tôi nghi ngờ khả năng làm việc của Bạch Ngọc, nên hãy cho cô ta làm một tài liệu giống hệt, rồi so sánh với tài liệu của Lý Mộng Đình. Năng lực mạnh hay yếu nhìn là biết ngay. Vương Nhất cười nói, nếu Bạch Ngọc hơn Lý Mộng Đình, tôi không có gì để nói. Nhưng nếu Lý Mộng Đình mạnh hơn Bạch Ngọc, vậy thì thật xin lỗi, vị trí của Bạch Ngọc sẽ do Lý Mộng Đình tiếp nhận. Được. Thành Trâm đồng ý. Vương Nhất nhìn Lý Mộng Đình, sao, em có tự tin không? Lý Mộng Đình nhìn Vương Nhất đầy cảm kích, có. Cô ấy hiểu rằng Vương Nhất đang cho cô ấy một cơ hội để thể hiện năng lực của mình, anh thực sự có thể cho Lý Mộng Đình thăng tiến, nhưng dù sao dựa vào quan hệ thì dễ bị người ta nói ra nói vào. Nhưng chỉ cần cô ấy thể hiện năng lực của mình thì không ai dám hé răng nửa lời. Bạch Ngọc vô cùng chột dạ, cô ta thăng tiến nhờ tặng quà đút lót, làm sao có thể so được với Lý Mộng Đình. Tuy nhiên, bây giờ cô ta đâm lao thì phải theo lao, chỉ đành cắn răng làm tài liệu. Rất nhanh tài liệu đã chuẩn bị xong, Vương Nhất cười nói, vậy thì để cho Thành Tổng làm trọng tài, tôi sẽ không làm, tránh bị người ta nói là thiên vị. Nụ cười trên mặt Vương Nhất khiến Thành Trâm cảm thấy hơi lấn cấn, nhưng cũng phải cầm lên xem. Tuy nhiên, chỉ lướt qua một lần, gương mặt cô ta trở nên khó coi. Chỉ cần nhìn vào phần đầu, là có thể thấy cái nào tốt hơn và cái nào kém hơn, chứ còn chưa tính tới phần sau. Sắc mặt Thành Trâm càng ngày càng khó coi, cuối cùng nhìn về phía Bạch Ngọc, nhịn không được mà tát cô ta một cái, gầm lên, đồ vô tích sự, cho cô một cơ hội mà cũng không biết nắm bắt. Bạch Ngọc che mặt bị tát không dám nói lời nào. Tát xong, cô ta nhìn Vương Nhất nở nụ cười, hai má co giật kịch liệt, được, Vương Tổng, xem như lần này tôi nhận thua, chúng ta đợi lần sau rồi xem. Có thể thấy lần này cô ta rất tức giận, cấp dưới vô dụng, nhưng người xấu hổ là cô ta. Không muốn ở lại lâu hơn nữa nên lao ra khỏi văn phòng phòng thương mại. Ngay cả Thành Trâm cũng từ bỏ cô ta, Bạch Ngọc cũng mất đi vẻ ngạo mạn trước đó. Bê một chiếc hộp chậm gì gì bước ra ngoài. Toàn bộ văn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả nhân viên đều ngơ ngác nhìn Vương Nhất, đột nhiên, họ nhìn Lý Mộng Đình. Vương Nhất cũng trịnh trọng tuyên bố, từ nay về sau, Lý Mộng Đình sẽ thay Bạch Ngọc làm chủ quản phòng thương mại. Mọi người có phản đối gì không? Không có. Các nhân viên khác đồng thanh hô lên. Sau mấy ngày làm việc chung với nhau, Lý Mộng Đình đối xử chân thành với mọi người. Cũng không bao giờ tức giận vô cớ, tốt hơn gấp mấy lần so với Bạch Ngọc chỉ biết lợi dụng địa vị bắt nạt người khác. Lý Mộng Đình cũng mỉm cười, hơi cúi đầu chào mọi người. Cuối cùng nhìn về phía Vương Nhất, từ tận đáy lòng nói, cảm ơn. Cô ấy biết những chuyện này đối với Vương Nhất có thể không đáng nói, nhưng đối với cô ấy mà nói, đó chính là bước ngoặt của cuộc đời mình. Vương Nhất xua tay, lại lộ ra thân phận, tôi là Vương Nhất, đồng thời cũng là người lãnh đạo trực tiếp của mọi người. Nhưng mọi người cũng đã thấy tôi luôn đối xử công bằng với tất cả. Ai có năng lực sẽ được thăng tiến, vì vậy hãy nỗ lực lên. Điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Vương Nhất sắc bén liếc nhìn tất cả mọi người, không được để những chuyện bắt nạt cấp dưới như của Bạch Ngọc xảy ra. Nếu tôi biết được sẽ xử lý mạnh tay. Vâng, Phó Vương Tổng. Tất cả các nhân viên trong mắt đầy sự tôn trọng, đồng thanh đáp lại. Vương Nhất khẽ gật đầu. Sau đó rời đi nơi này trong ánh mắt kính sợ của mọi người. Khi Vương Nhất bước vào văn phòng tổng giám đốc, vừa hay Lý Khinh Hồng đang đóng máy tính, kết thúc một ngày làm việc của mình. Thêm Lý Tuyết Nhi và Vương Tử Lam, bốn người họ cùng nhau lái xe về nhà của bác Trương. Không lâu sau, đã tới nhà bác Trương, Lý Khinh Hồng mua quà xong liền đi đến gõ cửa. Bác Trương, cháu đây. Vương Nhất cười nói. Ra rồi đây. Một giọng nói già nua vọng ra từ trong nhà. Sau đó cánh cửa mở ra, bác Trương bước ra với nụ cười trên môi, Tiểu Nhất đến rồi à. Vương Nhất mỉm cười chỉ vào Lý Khinh Hồng và ba người phía sau anh. Bác Trương, đây là vợ cháu, Lý Khinh Hồng, người này bác đã từng gặp rồi, Lý Tuyết Nhi, đây là con gái cháu, Vương Tử Lam. Chào bác Trương.
Lý Khinh Hồng lịch sự đi tới chào hỏi. Bác Trương vừa nhìn thấy liền cười không khép miệng được, chào cháu, tiểu nhất, cháu cưới được một cô vợ tốt đấy. Vương Nhất cười cười, không phủ nhận. Đúng rồi, tiểu thắm đâu ạ? Sau khi vào nhà, Vương Nhất không thấy bóng dáng Tô Thắm đâu. Lý Tuyết Nhi cũng nhìn ngang ngó dọc, cô ấy muốn cùng Tô Thắm đến thành phố Giang làm việc mà. Bác Trương cười nói, trung thu này ông Hồ dẫn tiểu thắm đi thành phố Giang chơi. Hôm nay chắc sẽ về ăn cơm tối. Ra là vậy. Vương Nhất nhìn thời gian, đã gần đến bữa tối, nên cũng an tâm. Anh đoán đúng, Hồ Hoàng Việt và Tô Thắm nhận nhau trước Tết Trung Thu, nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để dẫn con gái đi chơi. Mấy đứa ngồi một lát, cơm nước sắp chuẩn bị xong rồi. Bác Trương nói rồi vào bếp nấu cơm. Để cháu giúp bác. Lý Khinh Hồng cũng xoay người vào bếp, mặc kệ bác Trương can ngăn, cùng nhau bưng đồ ăn ra. Nhưng mà, bọn họ chưa bắt đầu ăn cơm, mà chờ Tô Thắm trở về cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà một lúc lâu sau Tô Thắm vẫn chưa trở lại, cũng không gọi điện thoại về. Sao Tô Thắm không quay lại, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Lý Tuyết Nhi nhìn đêm đen bên ngoài lo lắng nói. Đừng nói linh tinh. Lý Khinh Hồng mắng, sau đó nét mặt của cô ấy dịu đi, bắt đầu trò chuyện với bác Trương. Vương Nhất tuy không nói gì, nhưng nhìn thấy đồ ăn đã nguội lạnh cũng có chút lo lắng. Bác đi hâm nóng thức ăn. Bác Trương mỉm cười đứng dậy, nhưng đúng lúc này, một tiếng điện thoại chói tai vang lên. Vương Nhất nhìn thấy tên người gọi đột nhiên cau mày, là Hồ Hoàng Việt gọi. Anh nhấn nút trả lời, đang định hỏi sao Tô Thắm vẫn chưa về nhà, thì đầu dây bên kia vang lên một tiếng khóc thê lương. Anh Vương Nhất, bây giờ anh ở đâu, chú Hồ? Chú Hồ cứu em nên bị xe tông. Cái gì? Vương Nhất nghe thấy giọng nói Tô Thắm, lập tức biến sắc, đột nhiên đứng lên. Hai người đang ở đâu? Anh trầm giọng hỏi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tô Thắm báo địa chỉ, Vương Nhất lập tức nói, bọn anh sẽ tới ngay. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Lý Khinh Hồng lo lắng hỏi. Bác Trương cũng căng thẳng nhìn Vương Nhất, tiểu thắm xảy ra chuyện gì sao? Vương Nhất lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm, tiểu thắm không sao, là Hồ Hoàng Việt, ông ấy bị tai nạn xe. Tai nạn? Vừa dứt lời, vẻ mặt của mọi người đều trở nên hoảng sợ. Bác Trương, đừng lo lắng, nhất định sẽ không sao đâu. Vương Nhất lên tiếng an ủi, sau đó nhìn về phía Lý Khinh Hồng, em đưa Tử Lam và Tuyết Nhi về nhà trước đi, anh đi thành phố Giang một chuyến. Lý Khinh Hồng vội vàng gật đầu, nhưng Lý Tuyết Nhi lại lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe, không, Tô Thắm là bạn em không thể để cô ấy một mình. Vương Nhất im lặng một hồi, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, được, em đi cùng anh. Sau đó, liền gọi hai cuộc điện thoại. Cùng tôi đi thành phố Giang một chuyến. Kiểm tra giúp tôi, tại sao Hồ Hoàng Việt lại gặp tai nạn ô tô trên đường cao tốc Minh Giang, nói cho tôi càng nhanh càng tốt. Hai cuộc điện thoại này lần lượt được gọi cho Lãnh Nhan và La Chí Viễn, nhưng giọng điệu của Vương Nhất vô cùng ảm đạm. Lãnh Nhan vốn đã lo được lo mất, lo lắng Vương Nhất sẽ không tin tưởng mình, lúc này nhận được điện thoại, lập tức chạy nhanh tới chỗ đó. Về phần La Chí Viễn, biết cấp dưới đắc lực của mình bị tai nạn xe hơi thì nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh cho người điều tra. 40 phút sau, Vương Nhất đến hiện trường. Khi xuống xe, sắc mặt đột nhiên ảm đạm hơn. Trên người hiện lên một tia sát khí nhàn nhạt. Một chiếc xe thương vụ Mercedes, Ben lật ngửa, xung quanh là những mảnh kính vỡ và xăng bị rò rỉ. Hồ Hoàng Việt nằm ở một bên dính đầy máu, Tô Thắm quỳ ở một bên, khóc như mưa. Tô Thắm! Lý Tuyết Nhi xuống xe và hét lên. Tô Thắm ngẩng đầu liên tục vẫy tay, bên này. Vương Nhất đang định lên tiếng thì đột nhiên nhìn thấy xăng không ngừng rò rỉ, sắc mặt biến sắc, hét lớn, nhanh rời khỏi đó. Tô Thắm không biết chuyện gì đang xảy ra, quay đầu lại theo bản năng. Tí tách, xăng rơi từng giọt như vòi nước không được vặn chặt. Động cơ vẫn chạy, tỏa ra nhiệt lượng. Bùm, chớp mắt, chiếc xe ô tô đang lật ngửa bất ngờ phát nổ. Giống như sấm sét trên mặt đất, nhiệt lượng dâng trào phóng thẳng lên trời, cả chiếc xe bị nổ tung lên cao hơn 10 mét. Ngọn lửa cực lớn lan về phía Tô Thắm dọc theo đường rò rỉ xăng. Ngay lập tức chiếm toàn bộ con ngươi của cô ấy. Vụ nổ đến rất đột ngột, Tô Thắm không hề có chuẩn bị trước, chỉ trơ mắt nhìn vụ nổ nổ ra.
Tô Thắm. Lý Tuyết Nhi ở bên cạnh cũng bị dọa cho ngơ người, gào thét thảm thiết. Giữa ánh lửa đá bay, hai bóng người lập tức xuất hiện bên cạnh Tô Thắm, một người ôm Tô Thắm chạy, người còn lại cứu Hồ Hoàng Việt đang thương nặng và bất tỉnh. Tô Thắm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn gương mặt góc cạnh gần trong gang tấc, nhất thời sững sờ. Bùm! Chiếc xe vọt lên độ cao hơn 10 mét rầm rầm rơi xuống, nổ tung thành cho tàn, một đám mây hình nấm nhỏ từ từ bay lên trên bầu trời đêm đen kịt. Vương Nhất ôm Tô Thắm lăn lộn mấy vòng trên mặt đất mới đứng dậy được, ôm Tô Thắm trong lòng, nhẹ giọng an ủi, không sao đâu. Sau khi trải qua sinh tử, bỗng chốc nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vương Nhất, tâm trạng của Tô Thắm cuối cùng cũng sụp đổ, ôm lấy Vương Nhất bật khóc. Ở bên kia, Lãnh Nhan cũng cẩn thận đặt Hồ Hoàng Việt xuống, liếc mắt nhìn Vương Nhất, thấy anh gật đầu với mình, tâm trạng lo lắng của Lãnh Nhan cuối cùng cũng thả lỏng. Vương Nhất nhìn chằm chằm ngọn lửa phía xa, sắc mặt vô cùng ảm đạm, mau đưa đi bệnh viện. Xe cấp cứu chậm rãi đến chở Hồ Hoàng Việt đi, Vương Nhất và những người khác vội vã chạy theo đến bệnh viện. Bác sĩ thông báo bệnh nhân bị chấn thương rất nặng, máu chảy nhiều, cần phải phẫu thuật. Nhìn nhưng con chữ đang phẫu thuật gai mắt trước mặt, sát khí trong lòng Vương Nhất lên đến cực điểm. Lý Tuyết Nhi ở bên cạnh Tô Thắm, không ngừng an ủi cô ấy, Lãnh Nhan cũng cảm nhận được sự tức giận không lời của Vương Nhất, không dám nói lời nào. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo, La Chí Viễn báo tin tức vừa điều tra được. Sếp lớn, điều tra ra rồi, là do nhà họ Hồ làm ra. Bùm! Khi La Chí Viễn vừa dứt lời, sát khí trong mắt Vương Nhất lập tức lên tới đỉnh điểm. Nhà họ Hồ! Giọng nói của anh trầm thấp đến đáng sợ, đôi mắt của anh càng thêm hung ác, đáng sợ, như một con dã thú đã thức tỉnh. La Chí Viễn tiếp tục kể toàn bộ sự việc. Khi Hồ Hoàng Việt đưa con gái trở lại Thiên An, hai chiếc ô tô đã tấn công ông ta. Khi họ tông vào ông ta ôm chặt bảo vệ con gái mình trong tay. Bản thân bị thương nặng, nhưng con gái ông ta thì không bị thương. Nói tới đây, giọng nói của La Chí Viễn cũng run lên, kìm nén cơn tức giận ngập trời. Vương Nhất im lặng, đây chính là người làm cha làm mẹ. Khi cái chết đang đến gần, điều đầu tiên nghĩ tới không phải là bản thân, mà là con cái của chính mình. Sếp lớn, cần tôi tiêu diệt nhà họ Hồ không? La Chí Viễn ngưng một lát, hỏi tiếp. Vương Nhất lắc đầu, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh, để anh ra tay chẳng phải là hời cho bọn họ sao? Nợ máu phải trả bằng máu. Đầu bên kia điện thoại, La Chí Viễn sửng sốt, ý sếp lớn là. Tôi tự ra tay. Vương Nhất trầm giọng nói, bây giờ, ưu tiên hàng đầu là cứu sống Hồ Hoàng Việt, bất kể trả giá bao nhiêu, cũng phải cứu sống ông ta. Vâng, sếp lớn. La Chí Viễn cúp máy. Vương Nhất trở lại bên người Tô Thắm, nhìn đôi mắt đỏ bừng cùng khuôn mặt hốc hác của cô ấy, trong lòng anh cũng khó chịu. Hồ Hoàng Việt vừa mới tìm được người con gái thất lạc đã lâu thì gặp tai nạn xe cộ, không loại trừ khả năng vĩnh viễn chia lìa, đối với ông ấy mà nói, quá tàn nhẫn. Đúng lúc này, đèn trong phòng cấp cứu từ đỏ sang xanh, bọn Vương Nhất lập tức đứng lên. Lo lắng hỏi, bác sĩ, tình huống thế nào? Bác sĩ thở dài, ca mổ đã hoàn tất, nhưng tình trạng bệnh nhân rất không ổn định, cần phải theo dõi thêm. Tô Thắm nghe thấy thế, cực kỳ thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, ngất xỉu. Tô Thắm. Lý Tuyết Nhi nhanh chóng đỡ Tô Thắm đã ngất xỉu, bác sĩ lập tức kiểm tra tình hình. Vương Nhất nhìn phản ứng dữ dội của Tô Thắm, sắc mặt hơi biến đổi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là cô ấy đoán được cái gì đó? Hồ Hoàng Việt và Tô Thắm cùng được chuyển đến một phòng bệnh cao cấp với đầy đủ tiện nghi, một lúc sau, Tăng Quốc Vinh cũng đến, nhìn Hồ Hoàng Việt nhắm mắt và sắc mặt tái nhợt, mắt ông ta lập tức đỏ lên. Quân khốn nạn, tôi sẽ không tha cho chúng. Vương Nhất đè vai ông ấy lại, ánh mắt lạnh lùng, thủ phạm không trốn thoát được đâu, quan trọng nhất bây giờ là để cho ông ấy hồi phục. Tăng Quốc Vinh gật đầu, tôi đi tìm bác sĩ giỏi nhất. Vương Nhất cũng đang định đi ra ngoài. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi yếu ớt. Anh Vương Nhất. Vương Nhất khựng lại một chút, dừng bước, nhìn về phía Tô Thắm đã tỉnh lại, bác sĩ nói chỉ là em quá hoảng sợ, không chịu được kích thích nên ngất đi. Tô Thắm hai mắt đỏ hoe, nhìn Hồ Hoàng Việt đang nằm trên chiếc giường liền kề, hỏi, anh Vương Nhất, chú Hồ. Chú ấy sẽ ổn thôi đúng không? Vương Nhất cười ngồi xuống bên cạnh cô ấy, xoa đầu cô ấy, tất nhiên rồi. Tô Thắm trầm mặc. Đột nhiên nói, thật ra em biết hết. Vương Nhất sững sờ,
trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, em biết gì? Chú Hồ, chính là ba của em đúng không? Tô Thắm dùng ánh mắt đỏ hoe hỏi. Vương Nhất khẽ mở miệng, không biết có nên thừa nhận hay không, nhưng do dự hồi lâu mới gật đầu, đúng vậy, ông ấy là người cha thất lạc từ lâu của em. Sau khi được khẳng định, khóe miệng Tô Thắm nhếch lên, cô vui vẻ cười, thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy chú Hồ, em đã cảm thấy trên người chú ấy có một cảm giác khiến người ta không khỏi thấy thân thiết, giống như em và chú ấy đã biết nhau lâu rồi. Nhưng em không xác định, sợ nhận sai người, em không hận ba em, trước kia em vẫn luôn thử suy nghĩ, ông trời cho em sống đến bây giờ, có phải là vì cho em và ông ấy trùng phùng, em vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc đó, vì vậy cuộc sống có thế nào em vẫn có thể sống, em muốn tiếp tục sống để gặp lại ông ấy. Nghe được những lời từ tận đáy lòng của Tô Thắm, Vương Nhất trầm mặc một hồi lâu, Lý Tuyết Nhi ở bên cạnh cũng kinh ngạc không nói nên lời, Tô Thắm là con gái của Hồ Hoàng Việt. Cô ấy ngẩng mặt lên, nở nụ cười tự đáy lòng, em hiểu ý của mọi người, sợ sự thật quá tàn nhẫn, em không thể chấp nhận được, nhưng kỹ năng diễn xuất của mọi người quá tệ, nhất là ba, em và chú Hồ mới gặp nhau được mấy lần mà ông đã đồng ý cho chú Hồ dẫn em đến thành phố Giang chơi, nếu chú ấy không phải là ba em thì còn có thể là gì? Sự thật chứng minh em đã đoán đúng, khi tai nạn xe cộ xảy ra, điều đầu tiên ông ấy nghĩ đến là em chứ không phải bản thân ông ấy. Chỉ có bố mẹ mới bảo vệ em như vậy. Vương Nhất giờ mới nhận ra rằng, nói tới đây Tô Thắm đã nước mắt đầm đìa. Cô ấy nắm lấy tay Vương Nhất, nắm thật chặt, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào nói, vậy nên ông ấy sẽ không sao, đúng không? Em không muốn không có ba. Câu nói này như một thanh kiếm sắc bén, xuyên qua trái tim của Vương Nhất. Anh hít một hơi thật sâu và trầm giọng nói, anh hứa với em, ba em sẽ sống. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Vương Nhất im lặng hồi lâu, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, Nhã Mi, cô có bận không? Anh nói đi. Trong điện thoại, giọng nói luôn lạnh lùng của Khương Nhã Mi truyền đến. Một người bạn của tôi bị ô tô tông và bị thương nặng. Bác sĩ ở thành phố Giang không đủ năng lực khiến ông ấy bình phục. Giọng nói Vương Nhất có chút vội vàng. Khương Nhã Mi trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên nói, anh quay đầu lại. Vương Nhất sửng sốt một chút. Sau đó chậm rãi quay người lại, chỉ thấy Khương Nhã Mi mặc áo khoác trắng, chậm rãi đi lên từ cầu thang. Ánh mắt vẫn lạnh lùng, hai tay đút túi quần, lạnh lùng vô cùng. Vương Nhất lập tức trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn Khương Nhã Mi, Nhã Mi, sao cô lại ở đây? Ngay cả khi Khương Nhã Mi đồng ý ngay lập tức, cũng phải mất 40 phút để đi từ Thiên An đến thành phố Giang. Khương Nhã Mi nhướng mày, tiến lên nói, Lãnh Nhan đã nói cho tôi biết rồi. Cho nên tôi và anh cùng nhau đi thành phố Giang. Vương Nhất theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Lãnh Nhan đi theo phía sau như một cái bóng, khẽ nở nụ cười với Vương Nhất. Trong lòng Vương Nhất cũng có một tia ấm áp, nhẹ giọng nói với Lãnh Nhan, thực xin lỗi. Lãnh Nhan không để bụng lắc đầu, thiếu chủ không cần xin lỗi, là do tôi có chuyện giấu giếm. Những người quan tâm đến bạn sẽ là những người đầu tiên đến bên bạn bất kể khi nào và ở đâu. Chuyện không thể trì hoãn được, nhanh đến xem thử bệnh nhân. Vương Nhất nhanh chóng đi vào phòng bệnh với Khương Nhã Mi. Ngay khi cánh cửa mở ra, Lý Tuyết Nhi đang cùng Tô Thắm nói chuyện, theo bản năng ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn thấy Khương Nhã Mi, sắc mặt liền vui vẻ. Chị dâu, sao chị lại tới đây? Trên trán Vương Nhất lập tức xuất hiện ba vạch đen, cô ấy là chị dâu của anh, đừng bắt chước anh gọi lung tung. Khương Nhã Mi không thèm để ý. Nhanh chóng đi đến bên người Hồ Hoàng Việt, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay ông ấy bắt mạch, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận. Sau đó, cô ấy mở mắt ra, bình tĩnh nói, ông ấy còn cứu được. Thật vậy à? Khương Nhã Mi nói, khiến Vương Nhất có hy vọng rất lớn, Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi cũng tỏ ra vui mừng. Khương Nhã Mi vui vẻ gật đầu, là thật, hiện tại tôi đã có thể bắt đầu trị liệu, nhưng cần một phòng không có người. Nghe xong lời Khương Nhã Mi nói, Tô Thắm lập tức xuống giường, vẻ mặt thành khẩn nói, chị gái này, vậy tôi sẽ rời khỏi đây. Sắc mặt Lý Tuyết Nhi lập tức thay đổi rất lớn, Tô Thắm, cô vừa mới tỉnh lại, sao dám xuống giường chạy loạn. Tô Thắm hơi mỉm cười, lắc đầu nói, Tuyết Nhi, cảm ơn cô quan tâm, tôi không sao rồi. Vương Nhất lại lắc lắc đầu, có chuyện gì lớn đâu, lại mở một gian phòng bệnh là được rồi. Tô Thắm vẫn lắc đầu như trước, số lượng phòng bệnh có hạn.
vẫn nên để lại cho những người bệnh cần phòng đi. Vương Nhất và Lý Tuyết Nhi nhìn nhau, cũng không nói gì nữa. Con nhà nghèo biết lo việc nhà từ sớm, đã trả qua nỗi khổ không có tiền, cho dù hiện tại có một người ba giàu có bậc nhất, cũng không quên nguồn gốc. Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi rời khỏi phòng bệnh, Vương Nhất lúc này mới nói với Khương Nhã Mi, vậy làm phiền cô. Nói xong thì đóng cửa lại. Anh tin rằng với kỹ thuật chữa bệnh của Khương Nhã Mi, có thể đảm nhận vị trí bác sĩ chính của Ẩn Vu, kỹ thuật chữa bệnh đã lên đến đỉnh cao, có cô ta ra tay, Hồ Hoàng Việt nhất định sẽ bình phục. Lòng Vương Nhất hoàn toàn thả lỏng. Tiếp sau đây, chính là báo thù. Anh tiếp tục gọi điện thoại cho La Chí Viễn, điều tra một chút, xem ngọn nguồn của chuyện này, phải chính xác đến từng cá nhân. Vâng, thưa ông chủ. La Chí Viễn rõ ràng, cả một nhà họ Hồ, cũng không đủ để làm Vương Nhất vừa lòng. Chỉ có thể chính xác đến từng cá nhân, mới có thể nhắm vào trả thù. Ngắt điện thoại, Vương Nhất cùng Lý Tuyết Nhi và Tô Thắm chờ ở bên ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt trời đã sáng, nhưng cửa phòng bệnh vẫn chưa mở ra. Bọn họ đã đợi gần 6 tiếng đồng hồ, hai cô gái nhỏ cũng không chợp mắt cả đêm rồi. Trong lúc đó, Lý Khinh Hồng có gọi cho bác Trương một lần, dò hỏi xem có chuyện gì, Vương Nhất giấu chuyện của Hồ Hoàng Việt. Lúc này, cửa mở ra, Khương Nhã Mi vẻ mặt mệt mỏi đi ra. Thế nào? Đám người Vương Nhất, Tô Thắm đồng thời bước lên. Khương Nhã Mi thoáng nghiêng người, nghiêm mặt nói, đã qua nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần tĩnh dưỡng, hết hôm nay ông ta chắc hẳn sẽ tỉnh lại. Thật vậy à? Chị dâu, tốt quá rồi. Cả Tô Thắm và Lý Tuyết Nhi đều hiện lên tươi cười. Vương Nhất cũng thở phào một hơi, cục đá treo trong lòng cũng hoàn toàn thả xuống. Khương Nhã Mi bước lên, nhìn anh một cái, hỏi, tiếp theo, anh định làm thế nào? Đương nhiên phải tìm một cách nói. Trong mắt Vương Nhất một mảng lạnh giá, giọng nói cũng mang theo hơi lạnh. Cần tôi hỗ trợ không? Khương Nhã Mi nhoẻn miệng cười, cô ta có thể cảm nhận được tức giận trong lời nói của Vương Nhất. Vương Nhất lại trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu, không cần. Nói xong câu đó, anh bước vội bước ra khỏi bệnh viện. Lúc này trên không trung vừa ánh lên ánh bạc, ánh sáng mặt trời cũng vừa lên. Vương Nhất châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, lúc này mới móc ra điện thoại đang rung nhẹ, có kết quả rồi sao? Ông chủ, đã tra ra được rồi. Giọng nói của La Chí Viễn trầm thấp, Hồ Minh Chính của nhà họ Hồ kết hợp với ông trùm của thành phố Giang, lão lại của Bất Dạ Hoàng Thành tông xe Hoàng Việt. Hồ Minh Chính, Bất Dạ Hoàng Thành. Vương Nhất chậm rãi nhả ra một vòng khói. Trầm ngâm một lúc sau, đột nhiên nói, cùng tôi đến Bất Dạ Hoàng Thành một chuyến. Dạ, ông chủ. Bên kia điện thoại, giọng nói của La Chí Viễn kích động, cực kỳ hào hùng. Cho dù ông trùm số một thành phố Giang, Bất Dạ Hoàng Thành thì thế nào? Ở trước mặt ông chủ, vẫn chỉ là giấy mà thôi. Chỉ chốc lát sau, La Chí Viễn tự mình chào đón Vương Nhất và Lãnh Nhan lên xe, đến Bất Dạ Hoàng Thành. Bất Dạ Hoàng Thành. Câu lạc bộ đêm lớn nhất thành phố Giang. Không tiếp khách bình thường, chỉ tiếp đãi những nhân vật hào môn thân phận sang quý, cũng chính vì có bối cảnh hào môn, mới không có ai dám chọc vào. Nhưng hôm nay, một chiếc Mercedes, Benz Bigger ngừng trước cửa Bất Dạ Hoàng Thành, Vương Nhất nhàn nhạt lướt qua cửa lớn của Bất Dạ Hoàng Thành, nói, đâm vào cho tôi. La Chí Viễn rõ ràng, ba người định xông vào Bất Dạ Hoàng Thành, cũng không hề do dự chút nào, khởi động vận tốc tối đa. Đâm thẳng vào. Ầm, một tiếng vang lớn, cửa lớn của Bất Dạ Hoàng Thành bị đâm cho nát như. A, nhân viên của Bất Dạ Hoàng Thành hoảng sợ tới mức gương mặt thay đổi, kinh hoàng chạy thoát ra. Nhưng mà, Mercedes, Benz Bigger vẫn không hề dừng lại, đâm vào vách tường, chỉ nghe một tiếng bùm, lầu một vốn nguy nga lộng lẫy nháy mắt đổ sập, một đống hỗn độn. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi nhìn chiếc Bigger này, đây là Bất Dạ Hoàng Thành. Thế mà có người dám đâm vào. Cửa xe vừa mở, ba người Vương Nhất, Lãnh Nhan, La Chí Viễn đi ra, ánh mắt nhàn nhạt quét qua mọi người, muốn sống thì cút ngay. Nhìn một màn này, tất cả nhân viên đều không muốn chết vội chạy ra ngoài. Không tốt, ông chủ lại, một chiếc Mercedes, Benz Bigger, đâm thẳng vào Bất Dạ Hoàng Thành. Quản lý đại sảnh vẻ mặt kinh hoàng đi vào lầu 2 báo cáo. Trên sofa bọc ra. Một người mặc áo sơ mi đầu chọc đang ngồi, trên mặt lại có một vết sẹo hung ác, nhìn qua hung thần ác sát,
đúng là người đứng đầu của Bất Giả Hoàng Thành, lão lại. Nghe vậy, anh ta cũng rất tức giận, bực bội hét lên, ai mà to gan như vậy, dám tới Bất Giả Hoàng Thành của tôi gây sự. Là một người trẻ tuổi và một mỹ nữ xinh đẹp, còn có một người đàn ông trung niên. Quản lý đại sảnh vội vàng báo lại, xếp lại, tôi cứ cảm thấy người tới không có ý tốt, có cần tăng cường an ninh không? Tăng cường an ninh thì chắc chắn phải cần rồi, sau này, đừng có báo lại với tôi mấy cái vấn đề vớ vẩn như thế nữa. Lão lại nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra ba người này là ai, cũng không để trong lòng. Dạ, quản lý đại sảnh rất nhanh đã rời đi. Lão lại quay đầu, nhìn sòng bạc rộng lớn và phòng đấu giá, rơi vào trầm tư. Bất Giả Hoàng Thành ngoài mặt không chỉ là câu lạc bộ đêm, còn là sòng bạc và phòng đấu giá lớn nhất thành phố Giang, chỉ vì lấy lòng những người thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố Giang. Kẻ thù của anh ta rất nhiều, chỉ có thể nhờ vào bối cảnh của những hào môn này, mới có thể khiến kẻ thù chùn bước. Cho nên, anh ta nhất thiết phải tạo quan hệ tốt với hào môn của thành phố Giang. Nghĩ vậy, anh ta liền cầm microphone, đứng lên bàn trà, cười lớn nói, các vị khách quý, đều là bạn lâu năm của tôi, hôm nay lão lại vui vẻ, tất cả rượu đều sẽ miễn phí. Lời này vừa nói ra, tất cả trai gái ở đây đều không nhịn được vỗ tay, lại tổng, hào phóng. Bùm! Vừa dứt lời, cửa lớn của lầu 2 ầm ầm đổ sập. Một bóng dáng cả người đều là máu, bị ném mạnh vào, vừa vặn ném vào một bàn đánh bạc, tức khắc khiến cho bàn đánh bạc vỡ làm đôi. Tất cả nam nữ ở đây thân phận sang quý đều sửng sốt một lúc, đột nhiên hét lên chói tai. A! À, nhìn một màn này, trên mặt lão lại cũng hiện lên một tia tức giận. Người nào? Ở trong mắt anh ta, ba bóng dáng chậm rãi bước vào, cầm đầu là một thanh niên, ánh mắt như nhìn người chết quét qua cả phòng, khiến người không rét mà run. Theo ba người Vương Nhất đi vào, cả sòng bạc trở nên yên tĩnh không tiếng động. Ánh mắt mọi người đều tràn ngập sợ hãi nhìn họ, đặc biệt là Vương Nhất, luồng sát khí như có như không trên người kia khiến bọn họ sởn tóc gáy. Lúc này, vừa vặn có người mặc quần áo đen của vệ sĩ dưới lầu một vọt vào, đánh một quyền rất mạnh về phía bọn họ. Vương Nhất và Lãnh Nhan đều không quay đầu, người sau còn nhẹ nhàng rút ra một con dao găm, trực tiếp đâm vào tay của anh ta, khiến anh ta lăn xuống cầu thang. Nhìn một màn này, khách khứa ở đây đều sợ đến không dám thở mạnh. Ai là lão lại? Đột nhiên, Vương Nhất nhàn nhàn mở miệng, quét mắt qua tất cả mọi người. Tất cả khách khứa đều đồng loạt lui về sau một bước, nhìn về phía lão lại mặc áo sơ mi hoa. Sắc mặt lão lại rất khó coi, kìm nén tức giận hỏi, cậu là ai? Bất Giả Hoàng Thành là địa bàn của anh ta, lại có người dám xông tới trước mặt anh ta, há có thể không khiến anh ta tức giận. Tôi là ai có quan trọng không? Vương Nhất lạnh lùng cười, tôi hỏi anh, hôm qua, có phải anh sai người của mình cố ý đâm vào một người? Lão lại nhớ lại một chút, gương mặt trở nên rất khó coi, thì ra cậu tới là vì báo thù cho Hồ Hoàng Việt. Biết thì tốt. Vẻ mặt Vương Nhất nhàn nhạt. Lão lại, anh như vậy không được đâu. Trong sòng bạc, một người đàn ông mặc toàn hàng hiệu không nhịn được nhếch khóe môi nở nụ cười, không chỉ làm việc không sạch sẽ, xong việc còn bị người ta trả thù. Dừng một chút, anh ta liếc Vương Nhất một cái, còn nói thêm, xem dáng vẻ của người ta, có vẻ cũng không thèm để anh vào mắt. Lời này vừa nói ra, nam nữ xung quanh đều không nhịn được nở nụ cười. Tư thế vừa rồi, đúng là dọa bọn họ nhảy dựng lên, nhưng khi bọn họ biết đám người Vương Nhất là vì Hồ Hoàng Việt, thì không còn sợ hãi gì nữa. Ai cũng biết, Hồ Hoàng Việt là kẻ bỏ đi của nhà họ Hồ, địa vị thấp kém. Báo thù cho ông ta, có thể mạnh đến cỡ nào chứ? Lão lại không còn mặt mũi, sắc mặt lại càng khó coi hơn, vội vàng đảm bảo, các vị khách quý, mọi người yên tâm, ba người này, tôi sẽ không tha cho ai cả. Vương Nhất không thèm để ý đến anh ta, ánh mắt dừng lại trên người tên công tử vừa nói chuyện kia, anh là ai? Người sau cũng không hề e ngại, hài hước cười, tôi là Hồ Khánh Vinh, con trai thứ ba của nhà họ Hồ. Anh ta cho rằng bản thân mình tự giới thiệu, Vương Nhất sẽ cảm thấy sợ hãi, không ngờ tới nghe thấy anh ta không chỉ là người nhà họ Hồ, còn là dòng chính nhà họ Hồ, sát ý trong mắt lại càng sâu. Cũng không cần phí thời gian, anh đã là người nhà họ Hồ, vậy thì chắc chắn là biết anh trai anh Hồ Minh Chính ở đâu đúng không? Hồ Khánh Vinh sửng sốt, sau đó sắc mặt âm trầm, anh tìm chết à?
anh ta đã giới thiệu bản thân đến từ nhà họ Hồ, Vương Nhất còn dám ra tay với anh ta, thật là không thèm để anh ta vào mắt. Cậu Hồ yên tâm, đây là Bất Dạ Hoàng Thành, cậu ta sẽ không dám làm gì ngài. Lão lại lập tức hét lên. Phí lời. Hồ Khánh Vinh cho lão lại một cái tát, tức giận nói, nếu tôi ở địa bàn của anh thì thế nào, anh cũng không thể thoát khỏi quan hệ. Dạ dạ. Bị tát, lão lại không dám tỏ vẻ gì cả, một bụng tức chỉ có thể trút lên người Vương Nhất, hung tợn nói, nhóc con, cậu dám tới Bất Dạ Hoàng Thành của tôi gây chuyện, có tin tôi sẽ khiến cậu không chịu nổi không? Vương Nhất cười cười, vươn ba ngón tay. Thứ nhất, tôi không phải đến gây sự, tôi đến để trả thù. Thứ hai, hôm nay người phải chết là anh, không phải tôi. Thứ ba, Vương Nhất đưa mắt nhìn về trên người Hồ Khánh Vinh, tôi khuyên anh tốt nhất nói ra nơi ở của Hồ Minh Chính, nếu không, anh sẽ có kết cục giống như anh ta. Nhóc con, ăn nói cuồng vọng. Lão lại, lập tức giết nó cho tôi. Lời này vừa nói ra, lão lại và Hồ Khánh Vinh lập tức giận dữ đến cả người phát run, mặt khác. Nhưng người cao quý của thành phố Giang còn lại đều nhìn Vương Nhất như nghĩ đến cái gì đó, cảm thấy gương mặt của anh có hơi quen. Đôi mắt nguy hiểm của lão lại nheo lại, nhìn chằm chằm Vương Nhất nói, nếu cậu cuồng vọng như vậy, tôi sẽ cho cậu sự thật bên trong của Bất Dạ Hoàng Thành. Bộp bộp, vừa dứt lời, anh ta liền vỗ tay hai cái. Tức khắc, bốn phương tám hướng có những người đàn ông tay cầm dao tiến vào, bao vây cả ba người Vương Nhất. Thấy một màn này, lão lại cũng không nhìn được cười ra tiếng, cậu cho rằng Bất Dạ Hoàng Thành của tôi chỉ có mấy người dưới lầu kia sao? Sai rồi, người của ông đây, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của cậu. Vốn tưởng rằng Vương Nhất sẽ sợ, không ngờ tới Vương Nhất còn chẳng thèm nhíu mày một cái, nói thẳng, phế tất cả đi, chặt một bàn tay. Dạ, thiếu chủ. Vẻ mặt lãnh nhan không có biểu hiện gì, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ. Không biết lượng. Thấy Vương Nhất vậy mà để một cô gái ra tay trước, lập tức không nhịn được cười nhạo một tiếng. Nhưng chữ, sức, cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, hiện trường lại đột ngột vang lên tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. A, à, sắc mặt lão lại biến đổi, đột nhiên quay đầu lại, sao lại thế này? Người đàn ông khác thấy vậy, cũng sợ tới mức không cầm nổi đao, loảng xoảng rơi xuống đất. Chỉ thấy ở giữa có một người tay trái nắm chặt cổ tay tay phải. Cổ tay phải của anh ta, vậy mà cả một bàn tay, đã không thấy đâu nữa. Máu tươi phun trào ra như suối, bắn lên người anh ta. A, à, lúc này, lại vang lên một tiếng thét thảm thiết. Một người nữa cũng y như vậy, nắm cổ tay ngã xuống. Hiện trường bị bao phủ bởi một tầng sợ hãi, tất cả khách khứa đều vội vàng rời khỏi hiện trường, ngay cả đám người lão lại gọi tới, cũng chỉ là một đám ô hợp, sau khi hai người trúng chiêu. Thế mà cũng chạy trốn cùng với khách khứa, lập tức giải tán. Đừng chạy, quay lại cho tao. Lũ phế vật các người, ai dám chạy thì chỉ có đường chết. Lão lại tức giận đến nỗi gào thét, nhưng chẳng thể làm gì được. Ánh mắt Vương Nhất vẫn nhàn nhạt như trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta, còn người nữa không? Sắc mặt lão lại lúc này mới trở lên hoảng hốt, phịch một tiếng ngã ngồi dưới đất, liên tục lui về phía sau. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi không biết gì cả, tôi chỉ nhận tiền làm việc, chỉ có vậy mà thôi. Vương Nhất căn bản lại chẳng hề dao động, vẫn nhàn nhạt nhìn anh ta, anh có biết không, chỉ vì anh, hiện giờ Hồ Hoàng Việt còn đang hôn mê trên giường bệnh, anh có biết không, con gái ông ấy suýt chút nữa lại mất đi ba của mình lần nữa. Nói đến câu sau, giọng nói của Vương Nhất như sấm, chấn động khiến tâm thần anh ta run rẩy. Làm cho sạch sẽ một chút. Cuối cùng, Vương Nhất hạ lệnh. Dạ. Lãnh Nhan lên tiếng, sau đó gương mặt không có biểu cảm đi đến trước mặt lão lại. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Giọng nói của lão lại đột nhiên trở nên thê lương, nhưng Lãnh Nhan vẫn lôi anh ta ra ngoài cửa. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, không còn tiếng động nữa. Khi Lãnh Nhan lại đi vào, trong tay cầm một chiếc khăn tay, đang nhẹ nhàng lau gì đó. Thình thịch, nhìn một màn này, hai chân Hồ Khánh Vinh mềm nhũn. Phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất, gương mặt trắng bệch. Hồ Minh Chính đang ở đâu? Vương Nhất từ trên cao nhìn xuống anh ta. Đôi môi Hồ Khánh Vinh, lại không nói ra được câu nào. Vì thế, Vương Nhất quay đầu, nhìn về phía Lãnh Nhan, gọi Hồng Phật vào đây. Rất nhanh, chỉ 10 phút sau, Hồng Phật cầm một hộp sữa chua tung tăng chạy tới,
vẫn đi đôi giày thêu màu đỏ, mặc trang phục của ngũ độc. Chủ nhân, gọi tôi làm gì? Hồng Phật chớp đôi mắt to đáng yêu, cười hì hì nói. Vương Nhất nhíu mày, Lãnh Nhan lập tức tát mạnh một cái lên đầu cô ta, nói chuyện cẩn thận. Hồng Phật ăn đau, chỉ đành ủy khuất nói lại một lần nữa, ngài Vương, có chỉ đạo gì ạ? Vương Nhất nhìn về phía Hồ Khánh Vinh, nghĩ cách cho tôi, khiến anh ta mở miệng nói thật. Đôi mắt Hồng Phật sáng ngời, lập tức vỗ ngực, cứ giao cho tôi. Hồ Khánh Vinh nhìn cô nhóc chỉ cao 1m2, không hiểu vì sao, trong lòng lại phát lạnh. Chỉ thấy Hồng Phật cười hì hì, móc từ trong ngực ra một cái bình thủy tinh trong suốt, chỉ vào một con sâu lông tròn tròn bên trong nói, biết đây là cái gì không? Không đợi Hồ Khánh Vinh nói chuyện, Hồng Phật đã kiêu ngạo tự hỏi tự đáp, cái này gọi là sâu hồng thiết tuyến, còn là một con sâu cái đã mang thai đó. Loại sâu này có một đặc tính, chính là cứ có lỗ sẽ chui vào, nếu anh không nói ra, tôi sẽ cho nó bỏ vào lỗ mũi của anh, nó sẽ ở trong thân thể anh đào một cái hang. Sau đó sẽ sinh ra rất nhiều sâu hồng thiết tuyến con, chúng sẽ coi tim, phổi, thận của anh là nhà, sau đó chờ chúng lớn lên, chúng sẽ phá vỏ mà ra, chui từ trong thân thể anh ra, a, hình ảnh đó đẹp đến cỡ nào chứ? Nói rất hào hứng, gương mặt Hồng Phật còn đỏ ửng, say mê đến thất thần. Hồng Phật nói rất hào hứng, Hồ Khánh Vinh lại sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trán không ngừng chảy mồ hôi. Như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được. Một cô bé như búp bê sứ như vậy, điều khiến cô ta hưng phấn lại là cái này. Nhưng Vương Nhất vẫn mang gương mặt không có biểu tình gì, đây đúng là điều anh coi trọng ở Hồng Phật. Mọi người đối với những thứ mình không biết luôn tràn ngập sợ hãi, cổ thuật của Hồng Phật, có thể phóng đại sợ hãi sâu bên trong của mỗi người. Đến đây đi, để các cục cưng của tôi chui vào thân thể anh, xây nhà, đẻ trứng. Cùng nhau đi vào sự ôm ấp của thần cổ đi. Giọng nói của Hồng Phật càng lúc càng kích động, trên mặt đỏ ửng, cũng càng lúc càng điên cuồng. Đôi tay cô ta run rẩy, vặn mở nắp bình. Con sâu hồng thiết tuyến trong bình cũng như cảm ứng được gì đó, nháy mắt khi nắp bình được vặn ra, đã bỏ đến tay Hồng Phật, phát ra từng tiếng kêu vang. Đừng đến đây, mau vứt nó đi đi. Hồ Khánh Vinh liên tục kêu gào, không ngừng lui về phía sau. Anh không cảm thấy nó rất đáng yêu sao? Nghe xong Hồ Khánh Vinh nói, vẻ mặt Hồng Phật lập tức không vui, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc cái đầu bụ bẫm của Hồng Thiết Tuyến. Không muốn nó chui vào cơ thể của anh, vậy nói thật đi, nếu không tôi đảm bảo, trong vòng 3 ngày, nó sẽ chui từ trong ngực anh ra. Gương mặt Hồng Phật nháy mắt biến đổi, lạnh lùng nói. Cái này, Hồ Khánh Vinh có hơi buông lỏng, nhưng có vẻ chuyện rất lớn nên anh ta vẫn không nói ra. Vương Nhất nhíu mày, ra tay. Được à? Hồng Phật rất ham mê để cho các cục cưng chui vào trong thân thể, huýt một tiếng sáo. Hiu! Sâu hồng thiết tuyến vừa rồi còn khỏe mạnh, ngay khi tiếng sáo vừa ra, lập tức trở nên vô cùng phấn khởi, hóa thành một tia chớp màu đỏ, chui vào lỗ mũi Hồ Khánh Vinh. Khụ! Hồ Khánh Vinh chỉ cảm thấy lỗ mũi mình tắc một chút, lúc sau liền chảy ra một dòng chất lỏng đặc sệt không giống nước mũi, đó là chất thải của hồng thiết tuyến. A! À, quẹ! Anh ta quỳ rạp dưới đất, đôi tay nắm chặt yết hầu, dùng sức nôn khan. Chính là cho dù anh ta phun thế nào, cũng không thể nôn ra sâu hồng thiết tuyến. Há há! Nhìn một màn này, Hồng Phật cười liên tục, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Ánh mắt kia, tựa như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật do cô ta tạo ra. Hồ Khánh Vinh liều mạng uống nước, uống đến nỗi bụng phình to ra, nhưng loại cảm giác bụng khó chịu này vẫn tồn tại như trước. Đừng uổng phí sức lực nữa, sinh lực của loại sâu hồng thiết tuyến này rất ngoan cường, cho dù anh có uống bao nhiêu nước, cũng không dìm chết được nó đâu. Hồng Phật ở một bên nói. Thình thịch, thân thể Hồ Khánh Vinh phủ phục dưới đất, anh ta cảm nhận được đau đớn kinh khủng. Đó là nó đang đào lỗ trong lục phủ ngũ tạng. Hồng Phật cười hì hì nói, tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên nhanh chóng nói ra đi, nếu không, cùng lắm là sau 5 phút nữa, nó sẽ đào một cái lỗ trong nội tạng của anh. Đẻ trứng sâu, đến lúc đó, cho dù anh nói ra cũng vô dụng thôi. Những lời này kích thích Hồ Khánh Vinh rất sâu, anh ta vậy mà bị dọa đến phát khóc, tôi nói. Tôi nói. Hồ Minh Chính ở nhà tổ nhà họ Hồ. Nháy mắt, ánh mắt của Vương Nhất run lên, đây là ý của Hồ Minh Chính hay là do nhà họ Hồ sai khiến? Hồng Phật cười hì hì nhắc nhở, còn 5 phút nhá. Hồ Khánh Vinh hoảng sợ,
nào dám giấu giếm gì nữa, nói hết tất cả ra. Sau khi Hồ Minh Chính vứt bỏ tập đoàn Cự Phong, gia chủ giận tím mặt, vì để tự bảo vệ mình, Hồ Minh Chính nói ra sự tồn tại của Hồ Hoàng Việt, gia chủ biết được ông ta hiện tại là người giàu nhất Thiên An, không thể chịu đựng được một tên bỏ đi đã bỏ lên được độ cao này, để lại quyền cho Hồ Minh Chính, để anh ta cứ việc báo thù, nên mới có vụ tai nạn giao thông này. Tôi đã nói hết những gì mình biết, mau lấy sâu ra, tôi thật sự đau không chịu nổi rồi. Hồ Khánh Vinh gào giống nước mắt nước mũi đầy mặt, mỗi thời mỗi khắc, anh ta đều có thể cảm nhận được nội tạng đang bị gặm nhấm. Ánh mắt Vương Nhất mang theo ánh sáng lạnh, trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó gật gật đầu với Hồng Phật. Hồng Phật thở ngắn than dài, thân là một người đàn ông, vậy mà không có cốt khí như vậy. Hồ Khánh Vinh suýt chút nữa chửi ầm lên, hóa ra trong bụng không hề có sâu con. Tuy rằng trong lòng có bất mãn, nhưng Hồng Phật vẫn huýt một tiếng sáo, sâu hồng thiết tuyến chậm gì gì bò ra khỏi lỗ tai Hồ Khánh Vinh. Vương Nhất nhìn cô ta một cái, nói, đừng vội vàng, sẽ có cơ hội cho cô biểu hiện. Hồng Phật trên mặt vui vẻ, ý của anh là có thể để mấy cục cưng của tôi ăn no sao? Vương Nhất không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Hồ Khánh Vinh một cái, tôi chết có thể miễn, tội sống khó tha. Rõ, ánh mắt lãnh nhan đột nhiên lạnh đi, đột nhiên tiến lên. A, à, trong bất dạ hoàng thành vang lên một tiếng kêu thảm thiết như giết lợn. 10 phút sau, Vương Nhất ra khỏi bất dạ hoàng thành, La Chí Viễn, Lãnh Nhan và Hồng Phật theo sát phía sau, mang theo Hồ Khánh Vinh đã chết ngất đi nhét vào cốp xe, chạy về phía nhà họ Hồ. Một màn này, vừa lúc bị một đôi nam nữ trẻ tuổi cách đó không xa nhìn thấy, vẻ mặt đầy kinh hãi. Hai người họ một người là Lục Trung, một người là Hạ Chi Tinh, họ cũng là người từ trong bất dạ hoàng thành chạy ra, cũng không rời đi ngay, mà ở lại đây quan sát. Trong thành phố Giang, người dám xông vào bất dạ hoàng thành như thế không nhiều lắm, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cần nhanh chóng thông báo với gia tộc của mình. Tôi nhớ ra rồi. Nhìn theo chiếc Mercedes, Ben Bigger rời đi, trong mắt Lục Trung đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Trong hôn lễ của nhà họ Văn, tôi đã thấy anh ta tên Vương Nhất, vợ anh ta là Lý Khinh Hồng. Nghe vậy, Hạ Chi Tinh cũng rất kinh hãi, chẳng trách, tôi bảo sao lại quen mặt như vậy. Nhà họ Văn cường thịnh cũng suy bại, nguyên nhân của hôn lễ đó, trên thực tế, là bởi vì người trẻ tuổi tên Vương Nhất kia. Vừa nhớ tới nhà họ Văn đã bị hủy diệt, hai người cảm thấy không rét mà run. Mau quay về báo cho gia chủ, Vương Nhất ra tay với nhà họ Hồ. Trong mắt Lục Trung hiện lên một tia khói mờ, rất nhanh Lục Trung và Hạ Chi Tinh đường ai lấy đi. Bên kia, bốn người Vương Nhất cũng đã tới trước cửa nhà họ Hồ. Mắt lạnh nhìn về phía tòa nhà màu đỏ trước mặt, bàn tay Vương Nhất vung lên, phá rỡ cho tôi. Rõ, ông chủ. La Chí Viễn xuống xe, móc ra một chiếc bộ đàm, có thể tiến vào. Ầm ầm ầm. Cùng một tiếng vang lớn, mặt đất đột nhiên rung lắc. Bụi bặm bay đầy trời, giữa đường chân trời xa xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đội tháo rỡ đang chậm chậm đi về phía này. La Chí Viễn chỉ kiến trúc màu đỏ thắm trước mặt, hô to một tiếng, phá bỏ. Rầm rập. 10 chiếc máy xúc đất đột ngột cùng tiến vào, cứ đập phá lung tung như vậy, tường bao quanh nhà họ Hồ đổ sập trong khoảnh khắc. Sao lại thế này? Một người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng đi ra, nhìn tường bao bốn phía đã sập, cùng với cả dàn máy xúc đất xung quanh, sắc mặt biến đổi rất lớn, lạnh giọng quát, các người là ai? Dám phá nhà họ Hồ chúng tôi? Công văn mới nhất vừa phê duyệt, nhà họ Hồ các người đã xây dựng kiến trúc trái pháp luật, yêu cầu dỡ bỏ. La Chí Viễn lạnh lùng nói. Ông thối lắm, nhà họ Hồ nhà chúng tôi là hào môn của thành phố Giang, ai dám phá nhà chúng tôi chứ? Người đàn ông trung niên kia giận không át được, nhanh chóng bước lên, ngăn lại trước mặt máy xúc, vẻ mặt kiêu ngạo khí thế. Hôm nay tôi sẽ đứng ở đây, muốn xem các người ai có thể bước đến một bước. Trên máy xúc đất. Một công nhân đội mũ bảo hộ có hơi khó xử nhìn La Chí Viễn một cái. Người nọ che phía trước, máy xúc đất không thể tiếp tục được. Ánh mắt La Chí Viễn lại lạnh nhạt, căn bản không thèm để ý, cứ tiếp tục đi. Công nhân gật gật đầu, thật đúng là mặc kệ ông ta. Ầm ầm. Vì thế, bóng đen to lớn che trời lấp đất tiến về phía người đàn ông trung niên. Ông đúng là lớn mật. Cảnh tượng này dọa tên đàn ông trung niên kia sợ khiếp vía. Mặt mày trắng bệch hết cả, hai chân cũng run lẩy bẩy.
nhưng ông ta không lùi bước, vẫn đứng nguyên tại chỗ giống lớn. Tới tận lúc này rồi mà ông ta vẫn tin rằng đối phương không dám cán qua người ông ta. Ngu ngốc! La Chí Viễn nở nụ cười khinh khỉnh, không hề mềm lòng dù trước mặt là một mạng người. Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, trên lưng ông lớn nào mà chẳng cõng mấy mạng người chứ. Huống hồ chi, nhà họ Hồ chính là kẻ chủ mưu hãm hại Hồ Hoàng Việt, ông ta cần gì phải mềm lòng nương tay. Ầm ầm! Trước tiếng la hét phẫn nộ của người đàn ông trung niên, máy xúc không hề dừng lại, trái lại còn nghênh ngang tiến về phía trước như một con quái vật khổng lồ. Khoảng cách 10 mét được rút gọn trong nháy mắt. Khi máy xúc chạy tới trước mặt ông ta, khi phần gầu to lớn như búa tạ lơ lửng trên đỉnh đầu, ông ta mới hiểu ra đối phương thật sự dám cán nát ông ta. Ông ta tức khắc sợ tới tái xanh mặt mày, không thèm để ý xem lúc trước mình đã kiêu căng cỡ nào, chỉ biết lăn qua một bên, cắm đầu chạy trối chết. Ầm ầm. Chiếc máy xúc hiên ngang lướt qua trước mặt ông ta, một chiếc, hai chiếc, 10 chiếc, cỡ chừng 10 chiếc xếp hàng lao tới. Những nơi chúng đi qua, không còn lấy một ngọn cỏ. Gã đàn ông trung niên kia sợ tới mức chảy đầy mồ hôi hột, hai chân run lẩy bẩy, đúng quần ẩm ướt, nhuốm màu vàng vàng. La Chí Viễn đi ngang qua người ông ta, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một lần. Phá hủy chỗ này cho tôi. Ông ta vừa cất tiếng ra lệnh. 10 chiếc máy xúc lập tức giơ cao gần, hùng hổ đập mạnh xuống căn nhà trong khu trang viên biệt thự. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, cả biệt thự chấn động mãnh liệt, căn nhà đã bị dỡ xuống một phần. Mấy hòn đá vụn lớn nhỏ thi nhau rơi xuống, căn biệt thự vốn sang trọng giờ phút này đã biến thành một căn nhà sắp sụp. Chuyện gì thế, động đất hả? Biệt thự rung chấn không ngừng đã làm kinh động tới những người bên trong, vội chạy ra với vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy 10 chiếc máy xúc, cả đám bị dọa choáng váng. Sau một hồi ngây người, biểu cảm của họ lập tức trở nên dữ tợn. Mấy người khinh người quá đáng, đang yên đang lành dựa vào đâu mà lại dỡ nhà của chúng tôi. Dừng tay, nhà sập thì chúng tôi biết ở đâu. Cả đám lòng đầy căm phẫn, trên mặt hiện lên biểu cảm tức giận. La Chí Viễn lại bật cười khinh miệt, khinh người quá đáng. Tôi thấy các người làm chuyện xấu quen tay tới nỗi đã quên mất mình làm gì rồi. Vừa dứt lời, tất cả người nhà họ Hồ chố mắt nhìn nhau, bên trong hiện rõ vẻ chột dạ. Thân là nhà giàu ở thành phố Giang, nhà họ Hồ đã quen thói hoành hành ngang ngược, nào đâu nhớ nổi bản thân đã làm ra chuyện gì. Nhưng họ có thể khẳng định một điều, người đàn ông trung niên trước mặt họ đây chắc chắn là tới để trả thù. Ai ngờ La Chí Viễn lại xoay lưng, cúi người cung kính mở cửa xe. Hỏi Vương Nhất đang ngồi bên trong. Ông chủ lớn, tôi làm vậy, anh có hài lòng không? Vương Nhất đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở mắt ra, bình thản đáp hủy hết toàn bộ đi. Rõ. La Chí Viễn ứng tiếng, sau đó vung tay lên, hủy hết toàn bộ. Vì vậy, máy xúc càng thêm ra sức dỡ bỏ nhà tổ nhà họ Hồ. Người nhà họ Hồ há hốc miệng, không ngờ người đàn ông trung niên hiên ngang phong độ kia lại không phải đầu sỏ. Kẻ chủ mưu chân chính vẫn còn ngồi trong xe. Nhìn nhà tổ lung lay sắp đổ, cả đám hét lớn, đừng hủy, tôi bảo mấy người đừng hủy. Nhưng kẻ chủ mưu này không vô ăn chay, anh thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhổ mạnh một ngụm nước bọt, mau cút cho ông, nếu không sẽ hủy luôn mấy người đó. Tất cả người nhà họ Hồ sợ tới mức không dám thở mạnh, chỉ đành quay đầu bảo nhau, mau mời gia chủ tới. Lúc này, trên tầng 3 của nhà tổ nhà họ Hồ, một ông cụ chừng hơn 60 tuổi, mày kiếm mắt sáng đứng bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn 10 chiếc máy xúc bên ngoài, mặt mày tối đen như mực. Đó chính là gia chủ nhà họ Hồ, Hồ Cương. Ông, bọn họ nhất định là vì cháu mà tới, ông nhớ bảo vệ cháu đấy. Đứng đằng sau ông ta là một thanh niên mặt mày bất an, đó là Hồ Minh Chính. Hồ Cương quay đầu nhìn anh ta, không hứa sẽ bảo vệ, chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống mặt bàn. Nhà tổ này đã có tuổi thọ gần 60 năm, cũng tới lúc thay mới rồi, hành động này của họ trái lại giúp chúng ta tiết kiệm không ít tiền dỡ nhà. Đôi mắt Hồ Cương sâu tựa biển, miệng lẩm ba lẩm bẩm, sau đó, trong đôi mắt tối tăm bỗng lóe lên một chùm sáng rực rỡ. Nhưng nhà tổ này được xây dựng từ lúc ta còn rất trẻ, lòng đã sớm nảy sinh tình cảm sâu đậm với nó, chúng dám dỡ nhà tổ ngay trước mặt ta nhất định phải bắt chúng trả giá đắt. Dứt lời. Ông ta nhanh chân bước xuống lầu.
Hồ Minh Chính đứng bên cạnh thấy vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, dù thế nào thì anh ta cũng an toàn rồi. Dừng tay! Trên tầng một căn biệt thự bỗng truyền tới tiếng giống giận đầy vang dội. Khí thế mạnh mẽ tới nỗi khiến đốc công chỉ huy máy xúc giật nảy mình, phải tạm dừng việc phá rỡ căn nhà. Hồ Cương cất bước vững vàng đi ra ngoài, thổi dâu trừng mắt, tức giận nhìn mọi người. Là gia chủ. Dám kinh động tới gia chủ, họ chết chắc rồi. Trên mặt người nhà họ Hồ tràn ngập phấn khởi, gia chủ của họ chính là Định Hải Thần Châm của nhà họ Hồ, trên người ông như có ma lực đặc biệt, dù cục diện có rối rắm cỡ nào, chỉ cần gia chủ ra mặt, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết êm xuôi. Hồ Minh Chính đi theo phía sau Hồ Cương, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ánh mắt trở nên cứng đờ. Anh ta chưa gặp La Chí Viễn bao giờ, nhưng anh ta biết chuyện này nhất định có liên quan tới Hồ Hoàng Việt. Anh là ai, sao dám tới nhà họ Hồ của tôi dây chuyện? Hồ Cương trưng ra dáng vẻ lạnh lùng, hỏi. Chí Viễn bật cười, khinh thường đáp, một nhà họ Hồ nho nhỏ cũng xứng biết tên của tôi. Làm càn. Vừa nói xong, mấy thành viên còn lại trong nhà họ Hồ tức khắc gầm lên, phóng mắt cả thành phố Giang cũng chưa thấy ai dám bất kính với gia chủ của họ như vậy. Hồ Cương cũng híp mắt, đánh giá La Chí Viễn một lượt, sau đó lắc đầu, anh không phải kẻ chủ mưu thật sự, không xứng bàn chuyện với tôi. Chí Viễn bị những lời này chọc cười, giận dữ nói, ông biết tôi là ai không? Khoảnh khắc ông ta định báo thân phận là tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng gia, bên tai chợt nghe thấy tiếng sập cửa. Quay đầu nhìn lại, Vương Nhất đã tiến lại gần dưới sự bảo vệ của Lãnh Nhan và Hồng Phật. Vậy tôi xứng không? Anh bâng quơ hỏi một câu. Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Hồ Cương nhưng ánh mắt lại lạnh tới cùng cực. Cậu là ai? Hồ Cương cảm thán sự trẻ tuổi của Vương Nhất, đồng thời vắt óc suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc anh và nhà họ Hồ có mối thâm cừu đại hận gì mà lại muốn hủy nhà tổ của họ. Hồ Minh Chính đứng phía sau sợ mới biến sắc, tay chỉ vào Vương Nhất, mặt mày kích động, ông, chính là anh ta, chính anh ta đã âm mưu quỷ kế để lừa lấy tập đoàn Cự Phong từ tay của cháu. Hồ Cương tức khắc hiểu thấu mọi chuyện, bỗng dưng xoay người tát một cái vào mặt Hồ Minh Chính, nét mặt già nua run run, đồ vô dụng. Thịt dâng tới miệng còn bị kẻ khác cướp mất. Hồ Minh Chính ôm má, biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt, nỗi căm hận Vương Nhất cũng càng thêm sâu sắc. Tôi không có hứng nhìn nhà mấy người dạy con, dạy cháu, giao Hồ Minh Chính ra, đồng thời bảo tất cả thành viên nhà họ Hồ lần lượt quỳ xuống dập đầu với Hồ Hoàng Việt. Vậy thì tôi sẽ tha cho nhà họ Hồ các người một mạng. Vương Nhất bỗng mở miệng, giọng điệu ung dung thong thả lại mang theo khí thế không cho phép từ chối. Hồ Cương giật nảy mình, sắc lạnh xẹt qua đáy mắt, ông ta đã nhìn thấu ý định của Vương Nhất rồi, anh tới đây là để báo thù cho Hồ Hoàng Việt. Chỉ là, yêu cầu đưa ra quá khắc nghiệt, không chỉ phải giao ra Hồ Minh Chính, mà còn muốn toàn bộ người nhà họ Hồ lần lượt quỳ xuống dập đầu tạ tội với Hồ Hoàng Việt, đúng là khinh người quá đáng. Ông, anh ta chỉ là thằng ở rể không biết trời cao đất rộng thôi, không đáng sợ đâu, mau giết anh ta đi. Hồ Minh Chính đứng bên cạnh la hét. Bốp! Hồ Cương lại quăng cho anh ta một bạt tay, giận tím mặt nói, thằng phế vật như mày câm miệng lại cho tao. Không đáng sợ. Hồ Cương không phải Hồ Minh Chính, ông ta đã sống hơn 60 năm rồi, từng gặp rất nhiều người trẻ tuổi, nhưng không một ai có thể gây áp lực lớn cho ông ta như Vương Nhất. Hơn nữa. Ông ta không nhìn thấu được thanh niên này, tựa như mắt phàm đối diện với biển sao trời mênh mông rộng lớn vật, lực bất tòng tâm. Nếu tôi không đáp ứng cái nào hết. Hồ Cương lạnh lùng mở miệng, căm tức nhìn Vương Nhất. Không cho phép các người không đáp ứng. Ánh mắt Vương Nhất trở nên lạnh lùng, miệng hét lớn, nội trong hôm nay, phá rỡ toàn bộ nhà cửa thuộc quyền sở hữu của nhà họ Hồ, dù trong nhà có người sống cũng vẫn phá, không được bỏ sót. Cậu dám. Hồ Cương giận dữ, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tức tối nhìn Vương Nhất. Nhưng không một ai đáp lại ông ta, 10 chiếc máy xúc đồng loạt khởi công, thế không thể đỡ, đâm thẳng vào nhà tổ. Ầm, một tiếng động thật lớn vang lên, bụi mờ bay đầy trời. Nhà tổ đã vượt qua 60 năm mưa gió của nhà họ Hồ, sụp rồi. Thấy nhà tổ đã trở thành một đống phế tích, mọi người trong nhà họ Hồ trợn mắt, không thể tin nổi. Miệng mấp máy hồi lâu cũng chẳng thốt nên lời. Sau khi máy xúc phá rỡ sạch sẽ căn nhà thì lập tức rời đi, để lại một đống đổ nát thê lương. Hồ Cương dương mắt nhìn chằm chằm hồi lâu mới hoàn hồn, tức đến hai mắt đỏ bừng,
ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài. A, à, Vương Nhất, mày khinh người quá đáng. Chỉ vậy thôi đã giận rồi. Thế thì để tôi cho ông xem một thứ sẽ khiến ông càng thêm tức giận nhé. Vương Nhất nở nụ cười lạnh lùng, sau đó phất tay, trả cháu trai cưng lại cho gia chủ nhà họ Hồ đi. Khóe miệng Lãnh Nhan khẽ nhếch, lạnh nhạt quét mắt liếc đám người nhà họ Hồ một cái, sau đó xoay người chạy về phía sau. Nghe anh nói vậy, ánh mắt Hồ Cương rung lên, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Vương Nhất, mày đã làm gì Khánh Vinh? Ông ta có tổng cộng 3 người cháu, Hồ Minh chính là cháu ngoại của ông ta, không phải dòng chính. Hồ Khánh Vinh mới là cháu nội của ông ta, hai đứa cháu khác thì đang du học nước ngoài, chưa về nhà. Dưới gối chỉ có một thằng cháu, nay lại chậm chạp mãi chưa chịu về, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vương Nhất bật cười ha hả, ông sẽ biết ngay thôi. Đúng lúc này, Lãnh Nhan đóng cốp sau lại, kéo một gã người be bét máu như tha con chó chết tới. Trên người tên đó máu me đầm đìa, lúc kéo lê trên đất để lại một vệt máu dài thấy mà kinh. Lập tức, vô số ánh mắt khiếp sợ cũng như hoảng hốt đổ dồn về phía Lãnh Nhan. Bịch! Lãnh Nhan tùy tiện vung tay, ném cái người mình đầy máu trong tay mình tới trước mặt Hồ Cương. Khánh Vinh! Nhìn người nằm dưới chân mình, Hồ Cương la lên thất thanh, không tin nổi nhìn chằm chằm người nọ. Cháu ngoan của ông ta thế mà lại thê thảm tới vậy. Khánh Vinh, con làm sao vậy? Một người đàn bà đứng tuổi giống lên một tiếng thống thiết, hai mắt đỏ bừng nhào tới bên cạnh Hồ Khánh Vinh, ôm chặt lấy gương mặt be bét máu thịt của anh ta, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Những người khác trong nhà họ Hồ cũng trố mắt nhìn, suốt bao năm cuối cùng lại xuất hiện một người dám ra tay với người nhà họ Hồ. Chỉ mình Hồ Minh Chính sợ tới mức hai chân nhũn ra, mém chút nữa ngã ngồi xuống đất. Anh ta không ngờ kết cục của Khánh Vinh khi lọt vào tay Vương Nhất lại thê thảm tới vậy. Vương Nhất, dám đụng tới cháu ngoan của tao, mày chết chắc rồi. Sát ý lập tức dâng trào trong người Hồ Cương, bùng nổ ngút trời. Gia chủ, con cầu xin ngài, nhất định phải báo thù cho Khánh Vinh, con chỉ có mỗi một đứa con trai là nó thôi. Người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp kia khóc nức lên, quỳ xuống trước mặt Hồ Cương, chỉ còn kém dập đầu với Hồ Cương nữa thôi. Yên tâm, nó là cháu trai của tôi sẽ không để hung thủ nhởn như đâu. Hồ Cương đồng ý, sau đó dương đôi mắt đỏ bừng nhìn Vương Nhất, cất giọng khàn khàn, có thủ oán gì thì nhắm vào tao đây, tại sao lại xuống tay với cháu trai của tao? Mặt Vương Nhất không hề biến sắc, dáng vẻ của người phụ nữ kia đúng là khiến người ta cảm thấy đáng thương. Nhưng với một người đã biết tiền căn hậu quả như anh, căn bản sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà giơ cao đánh khẽ. Tuy Hồng Phật đã lấy run tóc đỏ ra, nhưng tội sống khó tha, Lãnh Nhan đã cắt đứt tứ chi của anh ta sẽ tàn tật cả đời. Nhưng, đây mới là bắt đầu thôi. Vương Nhất nở nụ cười mỉa mai, tức giận không, phẫn nộ không. Lúc Hồ Hoàng Việt xảy ra tai nạn xe, cảm giác của tôi cũng giống vậy đấy. Chắc chắn ông không hề biết ông ấy vì bảo vệ con gái của mình mà đã rời tất cả va chạm khi tai nạn xảy ra sang người mình. Con gái. Vừa nghe tới đây, tất cả người nhà họ Hồ biến sắc, khóe mắt Hồ Cương giật giật liên hồi. Chuyện cũ hiện ra trong đầu, đôi mắt u ám tới độ có thể hóa thành nước, không thể nào. Vợ và con gái nó đã chết từ 20 năm trước rồi. Đúng thế, bởi vì mệnh lệnh của ông nên ông ấy đã chẳng còn chút cảm tình nào với gia tộc này. Thứ còn lại chỉ là nỗi oán hận cả đời không thể tiêu tan, chính ông đã hại chết vợ của ông ấy. Âm lượng của Vương Nhất lại lớn hơn vài phần, có lẽ do anh cũng có vợ có con nên có thể đồng cảm với sự bi thương của Hồ Hoàng Việt lúc ấy, nhưng chắc chắn ông không biết rằng, con gái của ông ấy vẫn còn sống, không chỉ còn sống, mà còn là bạn của tôi. Ông dám ra tay với bọn họ, đơn giản là tự, tìm, đường, chết. Khi nói câu sau, giọng điệu Vương Nhất vô cùng lạnh lùng. Sát khí ngút trời thoát ra khỏi cơ thể, thổi quét khắp bốn phía. Chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ khiến mỗi một người phải run rẩy từ tận linh hồn. Hồ Cương cũng cảm nhận được áp lực cực lớn này, nhưng sống lưng ông ta vẫn thẳng tắp như cũ, mắt trừng trừng nhìn Vương Nhất, thế nên nó đã nhờ mày báo thù nhà họ Hồ, đúng không? Ông sai rồi, ông ấy chưa bao giờ nghĩ thế. Ánh mắt Vương Nhất tối lại, khàn giọng đáp, ông ấy chỉ muốn rời khỏi nhà họ Hồ. Từng bước trở thành nhà giàu số một Thiên An dựa vào chính sức lực của mình, tất cả chỉ để khả năng tìm thấy con gái cao hơn thôi, chính các người mới là kẻ không chịu buông tha ông ấy. Vẻ chột dạ thoảng qua trong mắt Hồ Cương,
sau đó lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ, chẳng lẽ tao đã làm sai? Cá lớn nuốt cá bé, thân là nhà giàu số một nhưng không có được khí phách cũng như năng lực tương đồng với nó, bị anh chị em bắt nạt cũng đáng. Từ nhỏ tao đã dạy chúng rằng, kẻ thua cuộc sẽ bị đánh, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể quang minh chính lại lớn lên, chỉ khi anh chị em trong nhà không ngừng tranh đấu với nhau thì tài năng mới được bộc lộ. Nhìn nhà họ Hồ hiện tại của tao đi. Hồ Cương bỗng xoay người, vung tay hô to, nhà họ Hồ của tao ở thành phố Giang từ một gia tộc nhỏ nhoi đã chậm rãi trở thành nhà giàu số một, luôn đứng trên đỉnh, dựa vào đâu, tất cả là dựa vào cách dạy dỗ đặc biệt của tao, mày có tư cách gì mà bảo tao làm sai? Ông ta kích động, liến thoáng không ngừng, căn bản không hề nhận ra cái sai của mình trước giờ. Ánh mắt Vương Nhất cũng trở nên lạnh như băng, ông thật sự nghĩ như vậy. Đương nhiên rồi. Hồ Cương bày ra bộ dạng tất nhiên là vậy, còn cười mỉa một tiếng, Hồ Hoàng Việt chỉ là con vịt dưới đáy, thế mà dám chống lại cuộc hôn nhân mà bọn tao đã sắp xếp tốt cho nó, còn tự tiện đào hôn, đúng là đại nghịch bất đạo. Những lời Hồ Cương nói đã thành công khơi gợi sát ý trong người Vương Nhất, cá lớn nuốt cá bé, tốt, tốt lắm, đại nghịch bất đạo, quá tuyệt, nếu đã vậy, tôi sẽ thuận theo suy nghĩ của ông, cho ông biết đâu mới là cường đại chân chính. Nghe vậy, trong lòng Hồ Cương khẽ run lên, nhưng ngay sau đó, vẻ tức giận bò lên mặt. Chỉ bằng bốn người chúng mày, một nam, một nữ, một già và một trẻ. Ông ta hung tợn trừng mắt nhìn bốn người Vương Nhất, trong mắt tràn ngập sự khinh thường, đắc chí vung tay, tức khắc, trước cửa nhà họ Hồ xuất hiện mười mấy chiếc xe. Khoảng chừng hơn trăm người bước xuống xe, bao vây lấy bốn người Vương Nhất. Nhưng bốn người trước mặt không một ai thấy hoảng sợ. Lãnh Nhan và Hồng Phật đã sớm cảm thấy bất mãn với những lời Hồ Cương nói, nếu không phải Vương Nhất đã hạ lệnh, hai người họ đã ra tay giết chết ông ta từ lâu. Về phần Chí Viễn, tuy không có võ, nhưng cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, cục diện nhỏ nhoi này chưa đủ để dọa ông ta sợ. Còn Vương Nhất lại rơi vào trầm tư, như đang suy nghĩ gì đó, bỗng, như nhớ ra điều gì, anh hỏi, Tiêu Hồng Cương cũng ở thành phố Giang, chắc là gần đây nhỉ? Lãnh Nhan lập tức gật đầu. Người khác không biết Tiêu Hồng Cương này là ai, nhưng Lãnh Nhan lại biết rất rõ đó là anh em ruột của Tiêu Thiết ở Thiên An, hai anh em họ là binh vương tiếng tăm lẫy lừng. Vương Nhất nhướng mày, gọi anh ta tới đây đi, đừng làm lộ thân phận của tôi. Vâng, thưa thiếu chủ. Lãnh Nhan nghe vậy, lập tức đi sang chỗ khác gọi điện thoại. Chỉ có Chí Viễn và Hồng Phật nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người kia, lòng bọn họ tức khắc rung lên. Hồ Cương thấy Lãnh Nhan mở di động gọi điện, có vẻ như muốn kêu người tới thì nở nụ cười khinh miệt.